mấy chị. Mấy chị ơi, chia sẻ like lên dùm Trang được không mấy chị? Mấy chị bấm thả tim thả like như vậy dùm em nha. Rồi, hôm nay Trang xả bom, trời ơi mấy chị, quá khủng khiếp luôn, em nói thật luôn. Trong cuộc đời em bán mấy năm trời mà hôm nay em thấy là bom nhà em là Trang nói thật là quá kinh khủng luôn á, thật sự. Mấy chị thương Trang thì mấy chị bấm thả tim thả like dùm em được không? Nhá. Và chia sẻ like cho Trang được không mấy chị? 3 tới 5 lần vào Trang cho em và chia sẻ vào hồi nhóm, nhất là 10 lần cho Trang được không mấy chị ha? Mấy chị comment lên dùm cho em là 50.000 năm bộ nha. Chị nào muốn mua hàng bom thì cứ comment cho Trang nha. 50.000 năm bộ kèm số điện thoại dùm em ha. Dạ, Trang xả cho nó nhanh, Trang nghỉ bán mấy chị, thật luôn nha. Trang xả nhanh, Trang nghỉ bán cho Trang không có bán nữa. Đó, cho nên hôm nay Trang xả nhanh, Trang nghỉ bán, cho nên mấy chị ráng thả tim thả like dùm em nha. Và chia sẻ dùm cho Trang ít nhất 3 tới 5 lần vào Trang cho em. Và chia sẻ vào hồi nhóm ít nhất là 10 lần cho Trang mấy chị đẹp ha. Dạ, cảm ơn mấy chị rất là nhiều, mấy chị cùng nhau chia sẻ dùm em. Mấy chị comment dùm em Trang là 50.000 năm bộ kèm số điện thoại dùm em, mở nhỏ lại nha. Rồi bây giờ Trang khui hàng bom cho mấy chị này. Trời ơi buồn lắm mấy chị ơi, lần đầu tiên trong cuộc đời mấy chị bán là mấy năm trời, bây giờ mới thấy bom mà bom khủng khiếp. Em nói thật luôn, bom mà bom khủng khiếp luôn mấy chị. Chị nào muốn mua hàng bom cứ comment cho em nha. 50.000 năm bộ hôm nay Trang xả nhanh nghỉ bán mấy chị. Dạ, Trang xả nhanh nghỉ bán, cho nên mấy chị nào muốn mua thì phải chia sẻ like cho em nha. Rồi lấy giùm em cái kéo đi, đây nè mấy chị yêu ơi. Rồi chia sẻ like lên cho Trang mấy chị đẹp nha. Nhớ giùm em là phải chia sẻ like 3 tới 5 lần vào Trang cho em và chia sẻ vào hội nhóm ít nhất là 10 lần cho Trang mấy chị đẹp nha. Dạ cảm ơn mấy chị rất là nhiều, mấy chị ủng hộ em đi mấy chị ơi, để Trang xả nhanh cho nghỉ bán mấy chị. Chứ Trang không có bán nữa thật sự. Bây giờ mấy chị bom như thế này thì em buôn bán làm gì nữa cho nó mệt mấy chị. Dạ đúng rồi, em xả nhanh em nghỉ bán mấy chị 50.000 năm bộ. Chị nào muốn mua cứ comment cho em và kèm chia sẻ like giùm em nha. Chia sẻ nhất 3 tới 5 lần vào Trang cho em nhá. Trang cảm ơn mấy chị rất là nhiều. Đây này mấy chị. Em nói thật luôn á. Bây giờ Trang xả nhanh Trang nghỉ bán mấy chị, đừng có bom về lại giùm em nha. 50.000 năm bộ đừng có bom về lại giùm em nha mấy chị đẹp nha. Trời ơi mấy chị ơi, mua một người mua, một người nhận dùm. Trời ơi, em nói thật luôn mấy chị, trong cuộc đời của em quá tin tưởng luôn mấy chị ơi. Một cục hàng tới 3-4 triệu bạc mà một người mua, nhờ là nhờ người nhận, mà người nhận không chịu nhận mấy chị. Chẳng thà mấy chị nói ngay từ đầu đi, rồi em ơi chị không có nhận dùng đâu, để em khỏi mất công em gói hàng, em chốt hàng để em giao tới cho mấy chị nè mấy chị. Đó mấy chị thấy chưa, bây giờ á giao tới thì không chịu nhận dùng. Trời ơi là trời, nói em ơi chị đi rồi, rồi em ơi là chị đi làm thì chị không có thời gian nhận, em nói bên kia lại dùm chị đi, nhờ người khác. Chẳng thà mình không muốn nhận dùng thì mình phải nói ngay từ đầu để em khỏi gửi, đúng không mấy chị? Chứ còn mấy chị mà mấy chị khi em chốt đơn xong cái kia mấy chị bắt gửi em mới gửi chứ, mấy chị nhận dùm em mới gửi chứ, đúng không mấy chị? Dạ trời ơi sao mà ác quá vậy. Dạ đúng rồi chị, thôi kệ đi mấy chị ơi, người nào thì người đó, mình làm thì mình mang tội thôi, cho em cũng đâu có mang tội đâu, đúng không mấy chị? Đó cho nên mấy chị mà đối xử như em như vậy thì em nói thật mấy chị phải quay lại giùm em nha, tội em lắm thật sự luôn. Em bán một đồ lời không có mấy ngàn bạc không mấy chị, không có lời nhiều như mấy cái shop khác đâu. Dạ hôm nay em xả 50.000 để xả nhanh em nghỉ bán mấy chị. Em nói thật luôn, em nghỉ bán chứ còn tình trạng này em không có bán nữa. Bom gì đâu mấy chị, quay là một bao tả luôn, rồi em mở ra em tặng cho mấy chị nha. Rồi mấy chị comment chị nào muốn mua xả nhanh mấy chị ha, Trang xả nhanh 50.000 năm bộ và mẫu bất kỳ mấy chị ơi, em xả ra. Mấy chị nhớ chụp màn hình lại giùm em nha. 50.000 năm bộ vẫn cho mấy chị kiểm tra hàng giùm em luôn. Dạ tính từng ship chị ơi, tính tiền ship cho em luôn nha. Còn 50.000 mà đã bom mà bán hàng bom rồi mà không tính từng ship thì thôi em bán nhà lầu hả mấy chị, đúng không mấy chị? Rồi chia sẻ like giùm em nha. Rồi nhớ giùm em hôm nay mấy chị gần cuối năm rồi, mấy chị mua hàng đoàn hoàng giùm em đi mấy chị. Em nói thật luôn, quay nè mấy chị, em nói thật luôn mấy chị, mà quay mà cái cục bao hàng nó to lắm, chẳng qua mà em để cho mấy chị không thấy đâu, cho nó rất là to. Rồi chia sẻ like giùm em nha, mở máy cho đi ơi. Dạ chia sẻ like lên cho Trang mấy chị đẹp nha. 50.000 năm bộ kèm số hoặc là mình có đơn hàng giùm em nha. Đúng rồi, đừng bom hàng tội em Trang nha mấy chị nha. Bây giờ em nói luôn, những chị mà bom hàng thôi mình phải suy nghĩ lại đi, mình lần sau mình có đặt nữa thì mình hãy chắc chắn nhận hàng dùm shop đi mấy chị nha, đừng bom hàng tội shop lắm. Dạ à, sao mua hàng mà bom to dữ vậy em? Dạ em cũng hiểu đó mấy chị ơi, có nhiều lúc thì có một lý do của những người mấy chị. Nhiều người thì người ta chưa có khả năng nhưng mà thấy trên live hàng đẹp quá, người ta mua, rồi đến khi người ta nhận thì người ta không có hàng, không có tiền nhận. Kiểu như vậy đó mấy chị, em cũng biết cũng là một số người là như vậy. Đó, à, rồi cũng một số người thì không chịu nhận hàng dùm người ta vậy đó mấy chị, tùy hoàn cảnh. Cho cái này mình cũng không trách người ta được. Những người mà cố tình mà mua hàng mà bom hàng thì cái đó em cũng không biết. Đó, thôi bây giờ mình
mình bỏ qua cái vấn đề này đi ha. Bây giờ em xả nên em nghỉ bán, cho nên mấy chị ráng chia sẻ nhiệt tình lên giùm em. Và mấy chị chỉ cần thả tim thả like giùm em một cái like được không mấy chị? Dạ thương Trang thì ủng hộ giùm Trang nha mấy chị. Coi này, một cái bao hàng như vậy mấy chị thương em thì thả tim thả like giùm em Trang một cái nha. Dạ cảm ơn mấy chị rất là nhiều. Trời ơi, ai mà ác dữ vậy trời. Dạ thôi kệ đi chị. Bây giờ buôn bán mà đâu có phải là ai cũng giống mấy chị đâu. Trời ơi, em mà lên đây em ngồi buôn bán mà ai cũng giống mấy chị thì em cũng khỏe rất là nhiều luôn á, thật sự. Ai mà mua hàng mà khỏe như mấy chị thì em khỏe lắm rồi. Trên đời này mà có người này người kia cho sao ai giống mình được không, đúng không mấy chị? Ai mà giống mình thì em giàu quá trời giàu rồi. Rồi chia sẻ like lên em nha. Rồi để em cho mấy chị coi ha. Dạ đây 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 mấy chị. Em nói đi em mất lọc luôn, cái cục này tới mấy chục bạc luôn đó mấy chị. Bây giờ em xả ra 50.000 năm bộ cho em. Mấy chị ơi nhớ kiểm tra hàng trước khi nhận hàng giùm em nha. Trời ơi em cho mấy chị qua từng mẫu luôn. Mấy chị thấy chưa? Mấy chị thấy chưa? Không nhận thì nói ngay từ đầu đi để em khỏi giao. Trời ơi là trời mấy chị. Này nói đi mất lọc luôn, đơn hàng này tới mấy chục bạc. Rồi 50.000 năm bộ giùm em nhá, kiểm tra hàng trước khi nhận hàng. Chị nào muốn mua cứ comment 50 bộ 50.000 năm bộ bất kỳ giùm em nha. 50.000 năm bộ bất kỳ giùm em Trang nha. Rồi, mấy chị cảm thấy mình mua được thì mình hãy comment giùm em nha. Còn không mua được thì đừng comment giùm em Trang được không mấy chị? Đó, mình cảm thấy mình có nhu cầu mình mua. Giống như bộ em Trang đang mặc này, chị nào muốn mua cứ comment. Mà mình cảm thấy mình nhận hàng được thì mình hãy comment cho shop nha. Còn không nhận hàng được thì thôi mình đừng comment giùm shop ha. Để cho shop bán những người khác được không mấy chị? Trang chỉ cần nhiêu đó thôi. Thả tim thả like giùm em Trang nha. Rồi bao giờ giùm em nè. Rồi mấy chị chụp màn hình lại giùm em. 50.000 năm bộ được kiểm tra hàng trước khi nhận hàng luôn, Trang nó đi mất lọc luôn. Bên shop Trang là bán từ xưa tới giờ 50.000 năm bộ vẫn cho mấy chị kiểm tra hàng thoải mái luôn nha. Dạ trời ơi sao mà ác dữ vậy trời. Dạ thôi kệ đi chị ơi, chứ nhiều lúc người ta cũng có lý do, nhiều lúc người ta nhận dùng mà người ta không có tiền mấy chị, mà trước mặt mình thì không có tiền nhưng mà cũng là sĩ diện bên người kia cũng muốn nhận hàng dùng. Nhưng mà đây thôi bây giờ không nói nữa mất thời gian của mấy chị ha. Rồi mấy chị comment lên giùm em Trang nha, 50.000 năm bộ nha. Em ơi bán cho chị đi, chị mua hết luôn cho. Dạ không được chị. Chị có muốn mua thì chị cứ comment 50.000 năm bộ đi để em bán cho nha. Rồi cái này là em bán tất cả mấy chị, không phải là em bán chỉ một người đâu. Rồi chụp màn hình lại giùm em Trang luôn ha. Mấy chị ơi 50.000 năm bộ hàng bon là Trang bán hàng mẫu bất kỳ. Mấy chị nhận hàng xong mấy chị kiểm tra hàng giùm em Trang nha. Mẫu mã đúng như Trang like thì mấy chị hãy nhận. Chứ còn mà giao tới nùi dẻ nùi dách chị mấy chị không nhận giùm em nha. Đây mẫu rõ ràng thực sự luôn, chụp màn hình lại giùm em đi. Rồi một bộ giùm em Trang nha, 50.000 năm bộ giùm em luôn. Rồi chia sẻ like em Trang mới chốt nha. Rồi hoa băng đen giùm em 2 bộ mã số 2. 2 bộ giùm em luôn ha. Dạ 50.000 năm bộ chị ơi. 2 bộ nhanh lên chốt giùm em nha. 50.000 năm bộ bên nhà Trang đăng lọc ra cho chị nào chia sẻ like nhiều nhất giùm em. Rồi 3 bộ giùm em nha. Đó mấy chị thấy chưa, 3 bộ giùm em. Rồi 50.000 năm bộ cứ comment lên là mình có đơn hàng giùm em nha. Và mấy chị ơi bấm thả tim thả like giùm em Trang được không mấy chị? Thả tim thả like giùm em được không? Dạ cảm ơn mấy chị rất là nhiều. Trời ơi bom gì mà bom kinh khủng, một bao tải luôn. Dạ trời ơi em bán buôn bán hình 6-7 năm trời mà em bây giờ em mới thấy luôn mấy chị. Mấy chị bom dữ lắm, em nói thật luôn. Tại vì đơn đi nhiều cũng phải là có một số hàng như chị. Rồi đây, rồi sơ mi trắng giùm em ha. Rồi tiếp tục giùm em luôn. Dạ 50.000 năm bộ chị ơi, comment lên giùm em nhá. 50.000 năm bộ giùm em Trang. Thôi kệ đi mấy chị, có người này người kia chứ đâu ai giống mấy chị thì em giàu rồi. Rồi giùm em luôn ha, rồi một cái đầm giùm em luôn. À không phải cái này là cái gì đây? À cái này là van cổ đổ giùm em nhá. Van cổ đổ rồi. Tiếp tục chia sẻ em cho mấy chị quay mẫu nha. Em cho mấy chị quay mẫu. Chụp màn hình lại giùm em Trang luôn ha. Rồi lông cong giùm em này. Lông cong giùm em luôn ha. Lông cong bánh dơi. Rồi mấy chị nhớ giùm em là có những cái mẫu này mấy chị hãy nhận hàng giùm em nha. Còn ngoài ra không có mẫu là mấy chị không nhận hàng giùm em Trang mấy chị đẹp nha. Mấy chị ơi, mấy chị thương em, mấy chị cho em một like một tim được không mấy chị? Kệ đi mấy chị, những người này bom hàng thôi cô kệ người ta đi. Mình không bom hàng thì mình mua là được rồi. Em cần mấy chị mua là được rồi. Chứ còn những người này mình bom hàng thì về em xả em muốn bán lại cũng như đó thôi nha. Cho nên mấy chị thương em, mấy chị cho em một like một tim nha. Dạ em chỉ cần nhiêu đó thôi mấy chị, còn ai bom hàng thôi mà kệ đi mấy chị. Rồi, đây giùm em nha. 50.000 năm bộ giùm em luôn nha. Rồi cho mình hình lại trở cái này. Cái này mấy chị mặc tết sướng lắm nè. Dạ em tặng cho mấy chị. Dạ 50.000 năm bộ giùm em nha. Có ồn không? Cái này là cái gì đó ta? Dạ bà sẽ không bắt giùm em luôn ha. Rồi chốt lại giùm em nha. Trời ơi có một bộ thun lưới đẹp lắm đấy mấy chị ơi. Dạ ai mà ác dữ vậy em? Dạ em cũng biết mấy chị ơi. Trời ơi em mà biết là sao em tới nhà tao luôn trời. Em cũng biết luôn á mấy chị. Rồi chốt giùm em Trang nha, 50.000 năm bộ.
bộ giùm em luôn. À, thôi tặng đi em, tặng mỗi người một bộ đi em. Dạ em tặng mỗi người một bộ á chị. Dạ rồi, em bán cho mấy chị đã xong rồi em tặng mỗi người một bộ nha. Ok không mấy chị, em nói đi mất lặt luôn. View cao là em tặng mỗi chị một cái đầm luôn. Em nói thật luôn, em nói đi em không có lỗi người đây luôn á. Cho nên mấy chị rồi em khui hết cho mấy chị coi mẫu cái đã nha. Rồi em sẽ tặng cho mấy chị. Dạ, mấy chị muốn tặng thì em tặng nha. Em không nói điều luôn. Mấy chị muốn tặng thì em tặng cho mỗi chị một cái đầm mặc Tết cho vui ha. Dạ mấy chị có chia sẻ like giùm em là được rồi nha mấy chị nha. Rồi bên Trang Trang ơi, để em quay. Đâu rồi, cái máy của em đâu rồi, mấy chị đợi em xíu nha. Để em chia sẻ cái bên nha. Dạ cảm ơn mấy chị rất là nhiều luôn. Trời ơi là trời, hôm nay mấy chị chia sẻ nhiều quá nè. Dạ cảm ơn mấy chị rất là nhiều nha. À từ từ đợi em xíu nha, em chia sẻ về cái bài like của em xíu đã mấy chị. À em ơi, à bom gì mà bom một tấn luôn. Dạ đúng rồi chị, hôm nay mấy chị bom em nhiều lắm. Hôm nay mấy chị bom em nhiều lắm. Tặng đi em ơi, và tội nghiệp, tội nghiệp, tặng tặng cũng được em. Bán 50.000 năm bộ sao mà. Trời ơi, chị này chị chọn đầm không nè mấy chị. Chị này chị chọn đầm không à. Đầm rất là đẹp luôn, đầm cổ vuông, trời đẹp lắm. Dạ mấy chị ơi chia sẻ like. Mấy chị không cần phải chia sẻ nhiều. 3 tới 5 lần vào trang là được, và chia sẻ vào hồi nhóm ít nhất là 3 lần, 5 lần thôi. Và mấy chị thả tim thả like giùm em nha. Để em chỉ cách cho mấy chị này. Dạ đợi xíu em tặng cho. Em nói đi em mất lọc, đợi xíu em tặng. Đây để trang cho mấy chị coi nha. Dạ bộ em đang mặc còn, chị đợi em xíu đây. Ví dụ mấy chị đang coi nha. Cái like em đang like đúng không? Đâu rồi, ví dụ mấy chị đang qua cái like em like ha. Bên góc này nè mấy chị có tim tó like á. Mấy chị thả cho em một tim một like nha. Em chỉ cần như vậy là em hạnh phúc lắm rồi mấy chị. Đó, đó, em đang like nè. Tim like dùm em ha, là em hạnh phúc lắm rồi. Cho em cũng không cần gì nhiều đâu. Rồi, rồi lên dùm em nè. Rồi chia sẻ like lên dùm em. Trời ơi, cái bộ này đẹp quá nè mấy chị. Ôi, bộ này đẹp kinh khủng luôn. Ôi, bộ này đẹp rồi, lên dùm em luôn. Rồi em khui thêm một cục bự nữa rồi em bán tặng cho mấy chị nha. 50.000 năm bộ giùm em luôn. Cái chị này tên gì đây? Chị Bùi Thị Tươi. Dạ cứ comment lên đi là mình có đơn hàng chị nha. Mình cứ comment lên đi là em tặng cho. Dạ. À, em ơi, à, em ơi tặng cho chị một bộ đi em. Dạ em tặng liền chị. Cứ yên tâm. Yên tâm đi, em nói đi mất lọc luôn. Cứ yên tâm đứng đó đi em tặng cho nha. Để em qua cái chị này là chị đơn hàng gì đó. Dạ 50.000 năm bộ kèm số điện thoại giùm em Trang nha mấy chị. Trời ơi là trời, hai bộ này xuất sắc. Bây giờ hai bộ này là hàng cao cấp nhất bên nhà em. Em tặng cho hai chị nào đầu tiên like cho nó vui vẻ, cái like đầu tiên cho nó mấy chị hứng khởi ha. Bây giờ em nói đi em mất lọc luôn. Hai cái bộ này bên nhà Trang hiện tại không còn bộ nào luôn. Bây giờ em nói đi em mất lọc luôn nha. Bây giờ hai cái bộ này em tặng cho hai chị nào đầu tiên để cho mình khó phấn khởi ha. Đúng không mấy chị? Đó, theo yêu cầu mấy chị. Theo yêu cầu của mấy chị luôn, em Trang dễ lắm. Tại vì em Trang bán để em Trang nhanh xả nghỉ mà mấy chị. Em Trang bán xanh nhanh để mà nghỉ hàng, để mà nghỉ bán cho không có gì hết trơn á. Rồi đây nè, em nói đi mất lọc luôn. Cái bộ này bây giờ em Trang tặng nha, em Trang không bán. Đây hai cái bộ này hàng cao cấp, em nói đi luôn 240 bộ đó. Rồi cái bộ sơ mi này luôn nè. Dạ thả tim thả like. Trời ơi em hạnh phúc lắm mấy chị. Em hạnh phúc lắm luôn, tim mà bom nhiều nhưng mà cũng là hạnh phúc mấy chị. Tại vì được mấy chị yêu thương và mấy chị chia sẻ like dùm. Rồi đây nha, bây giờ em tăng tặng trước nha, tặng không đồng trước cho mấy chị này. Em nói đi mất lọc luôn. Em mà chốt giả dối là em không có lọc mà em đứng đây em bán hàng cho mấy chị luôn. Và em ghim bài trực tiếp luôn nha. Rồi à, chị nào mà tương tác tốt bên em sẽ tặng này, đưa giùm em cái. Rồi em ghim bài trực tiếp luôn nha. Rồi à, em tặng cho chị Nguyễn Thơm. Ok em tặng cho chị Nguyễn Thơm bộ sơ mi nha chị Thơm ơi. Chị Thơm chia sẻ dùm Trang nha, 3 tới 5 lần vào Trang cá nhân và chia sẻ vào hồi nhóm ít nhất là 10 lần cho em được không chị Thơm? Dạ rồi chị Thơm được tặng một bộ không đồng nha. Dạ tặng hết chị, để nhanh xả bán. Trời ơi hôm nay lên gần 600 người luôn này, một máy luôn này. À mua 2 năm mà chưa tặng bộ nào. Ok chị Lê Huyền em tặng cho chị một bộ luôn này. Đó chị Lê Huyền tương tác tốt với bên em này. Em tặng cho chị Lê Huyền một bộ lông cơm nha. Trời ơi tương tác tốt bên em thấy liền luôn á. Trời ơi là trời, 600 người dễ gì thấy mấy chị. Dạ rồi chị Lê Huyền ơi, em chúc mừng chị được tặng bộ nha. Nhớ dùng chia sẻ giùm em nha. Và thả tim thả like cho em nữa chị Lê Huyền ơi. Dạ rồi cảm ơn chị đã đưa giùm em đi. Dạ bây giờ tặng luôn. Em tặng luôn, em ghim luôn. Đây rồi em tặng cho chị nào một bộ cổ đổ von nha. Cổ đổ von giùm em luôn. Trời ơi cái nộp tặng à mua rồi. Ok chị Cúc Hà Lam em tặng chị một bộ cổ đổ nha. Được không chị Cúc Hà Lam ơi, em tặng cho chị một bộ cổ đổ nha. Rồi Ni ơi chốt cho chị bên Trang Trang đi Ni ơi. Trang Trang đây đây, đưa giùm em một bộ hoa văn này đi. Rồi em tặng cho chị nào bên chỗ trà Trang Trang này. Bên Trang Trang là chị Khả Khánh này, số điện thoại 067 đuôi. Khả Khánh 067 đuôi nha. Trời ơi là trời, hôm nay là lên gần
người luôn. Trời ơi là trời, lên gần 1.000 người luôn, hạnh phúc quá trời luôn. Rồi để em cho em chụp cái hình xíu lại nha mấy chị nha. Rồi đưa cho em tiếp tục đi. Rồi em tặng cho chị nào bên đây? À rồi ok chị, em tặng cho chị Thùy Trang Nguyễn. Thùy Trang Nguyễn ơi, em tặng cho chị một đồng cái cổ vuông nha, 250 nha, 250. Em tặng cho chị không đồng luôn nha. Rồi đưa cho em cái bộ này đi. Chị Hằng ơi, đưa cho em bộ này đi. Rồi em tặng tiếp tục bên này cho chị nào đây? Ok, tặng cho chị Hương Nguyễn mấy người rồi vậy? À, 50 người rồi. Rồi em tặng cho chị này nữa là 6 người nè. Em tặng cho chị nào đây? Hương Nguyễn nè. Xong thoại 087 đuôi chị Hương ơi, em tặng cho chị một bộ quần ống suông ống to nha. Rồi tiếp tục bán cho chị một chị duy nhất luôn. Dạ. Chị nói nghe dễ thương quá, tặng liền toàn thắng luôn. Chị toàn thắng này, em tặng cho chị toàn thắng bộ nha. Bộ nào đẹp ta? Với bộ lông cong đi, tặng cho chị bộ lông cong cho nó đẹp. Bộ xinh xò. Rồi chị Toàn Thắng ơi, em tặng cho chị một bộ này nha. Được không chị? Bộ nữ hoàng dơi này đẹp lắm á. Rồi những chị nào mà được tặng á, vô móc liền dùm cho em Trang được không mấy chị? Rồi em tặng gần tới 10 người luôn rồi đó. Bây giờ mấy chị nào mà không mua được hàng, không được tặng bên em á, thì mua hàng đi rồi em free ship cho nha. Em free ship cho những chị nào mà chưa được tặng thì vô mua hàng cho Trang đi, rồi Trang tặng rồi Trang free ship cho mấy chị ha. Được không mấy chị? Cho bây giờ mà tặng thế là chắc chết luôn á. Được đúng không? Đó, người nào mà không được tặng vô mua hàng cho Trang, hoặc hôm mai, ngày mai ngày kia mình vô mình biết tiếp tục cho shop thì cho shop tặng cho mấy chị. Ai tương tác tốt thì người đó trúng ha. Rồi còn bây giờ chị nào mà không được tặng thì vô đi, em free ship cho nha. Mua hai bộ em free ship cho. Rồi, lên bộ Trang đang mặc nha. Lên bộ Trang đang mặc đi chị nhỏ ơi. Trời ơi gần 600-700 người luôn nè. Trời ơi dạ cảm ơn mấy chị rất là nhiều nha. Rồi lên giùm em bộ Trang đang mặc đi. Hôm nay bộ Trang đang mặc còn ít lắm, mày bỏ cái hàng bom xuống giùm em đi. Rồi bộ Trang đang mặc còn ít lắm. Dạ hôm nay có vest chị ơi, hôm nay Trang có vest. Rồi lên bộ Trang đang mặc nha. Hôm nay Trang tặng cho mấy chị nha. Thị trường bán tới 350 luôn á. Bây giờ lên bộ Trang đang mặc. Bộ Trang đang mặc hiện tại Trang còn mười mấy 20 bộ nha. Rồi lên bộ Trang đang mặc đi mấy chị. Mấy chị comment giùm em là caro đen trắng giùm em cung lưới nha. Form này là form từ 63kg đổ lại mặc vừa cho em nha. Cái bộ này em bán tặng cho mấy chị với giá là 270.000 thôi nha. Mấy chị mua hàng kèm số điện thoại giùm em, thun lít caro trắng ha. Caro giùm em là được. Caro đen nha. Caro đen giùm em kèm số điện thoại giùm em Trang nha. Dạ giá là tầm 270. Mấy chị mua 2 set Trang free ship cho mấy chị nha. Rất là đẹp luôn. Form này coi giãn cực kỳ đã luôn. Rồi hôm nay ai muốn mua gì mua nha. Hôm nay em bán xả cho nó nhanh hết mấy chị. Rồi 270.000 giùm em. Caro đen kèm số điện thoại giùm em nha. Caro đen kèm số điện thoại giùm em ra được không mấy chị? Dạ, tương tác tốt bên em là em tặng liền à chị. Và thả tim thả like giùm em nha. Rồi chọc đọc Nhi ơi. Dạ 270.000 mấy chị. Caro đen kèm số điện thoại giùm em nha, thông lưới. Mẫu này mấy chị mua bên ngoài cũng ít nhất là phải 300. Lương Huyền Caro. Rồi ok chị nè. Dạ 270. Dạ 270 á chị, đẹp lắm. Đẹp lắm á chị ơi. Bướm đỏ chưa có nha. Bướm đỏ mai chưa xong á chị. Bướm đỏ mai chưa xong á chị. Đời chịu khó ít bữa nữa là xong đó nha. Lưu Huyền á, Caro đó. 270 nha. Đọc tên lên đi. Dạ. Caro đen, Trúc Loan Vỏ. Trúc Loan Vỏ nè. Dạ 270 mấy chị mua 2 set được free ship đó mấy chị. Rẻ lắm, dạ rất là rẻ luôn. Rồi mấy chị. Đây chị Ngọc Thơm. Chị Ngọc Thơm này, dạ cảm ơn mấy chị rất là nhiều nha. Đã chia sẻ ủng hộ shop giùm em. Rồi đọc tên đi. Chi Nguyễn. Chi Nguyễn ok chị. Minh Hoa. Chị Minh Hoa ok chị. In ra không con, có tên ra không? Có nhưng mà đem 500 rồi. Hết rồi đó. Yeah. Đọc tên đi. Thùy Trang Nguyễn của em đó thì Thùy Trang. Dạ rồi ok chị. Dạ số 2, số 3 ký đổ lại giùm em Trang. Ngọc. Rồi ok Châu Ngọc. Dạ số 2, số 3 ký đổ lại. Nguyễn Huy. Chị Nguyễn Huy nè, ok chị nè. Dạ 270 hôm nay nhiều hàng lắm mấy chị. Mấy chị coi từ từ nha. Mấy chị coi từ từ giùm em. Dạ vét về rồi, vét lần sau đẹp Châu lắm mấy chị nè. Ok chị Châu Ngọc bộ. Thùy Trang Nguyễn bộ ok chị. Dạ 270 đó mấy chị, 270. Dạ đẹp lắm, hôm nay nhiều hàng đẹp lắm. Mấy chị coi từ từ nha. Coi từ từ đi. Dạ có muốn cái gì em lên cái đó cho mấy chị nha. Rồi chia sẻ like cho em. Hổ đang mặc cái gì nào đây? Hải Yến. Rồi ok chị. Thủy Dương. Ok chị. 270 giùm em, có ít thôi mấy chị. 55 ký vừa nha. Caro đen. Hoàng Kim luôn. Ok chị. Caro đen. Rồi còn như đây hết nha. Dạ 270 á chị ơi, đẹp lắm. Kim. Dạ rồi. Ở Sài Gòn nha. Dạ Sài Gòn á chị, Trang ở Thủy Sài Gòn. Hương. Dạ rồi. Thủy Tiên Hương của Caro. Đẹp lắm á chị ơi. Màu nâu này, màu nâu. Caro đen nha. Caro đen nha mấy chị ơi. Caro đen. Hải Yến đang mặc cái Hải Yến. Rồi ok chị nè. Dạ em Trang đang mặc màu đen. Em Trang đang mặc là màu đen nha.
Rồi hết rồi đó con, có nhiêu đó là hết nha. Ok thì Trang này. Dạ 270. Nước tạo mới có thêm một bộ. Nước tạo mới một bộ nha. Chị nào mà được tặng á? Nguyễn Ngọc Trinh lấy cái gì vậy? Chị nào mà được tặng mua thêm một bộ. Nguyễn Ngọc Trinh lấy cái gì vậy chị? Chị nào mà được tặng mua thêm một bộ. Kim còn cà rô. Rồi caro trắng giùm em, rồi caro nâu giùm em. Caro đen gì cần? Rồi chốt giùm em. Kim cần có caro. Mã kèm số giùm mai đi. Rồi Trang đang mặc là đen với là nâu giùm em á, hai màu. Nâu với đen giùm em hai màu đẹp chưa mấy chị? Dạ 270 mua hai bộ được free ship. Hai bộ được free ship mấy chị. Rồi số 8 dạ. Không rồi. Mua hai bộ Trang free ship cho mấy chị luôn nha, không tính tiền ship. Đã chưa? Rất là đã luôn mấy chị, nhận hàng mấy chị. Kiểm tra hàng cho em. Dạ sau lưng đợi Trang xíu đẹp lắm. Caro nâu. Rồi nâu hà thương. Caro nâu. Đen nâu giùm em nha. Đen nâu em đang mặc là đen. Cái này là nâu sô cô la rất là đẹp luôn. Dạ 270.000 mấy chị. Mặc sướng lắm mấy chị ơi, mặc sướng lắm. Sướng rất là sướng luôn. Đẹp chưa? Nguyễn Ngọc Trinh caro đen và thắng caro. Caro màu nào mấy chị ơi? Mấy chị ơi. Màu nào nha, trắng với đen giùm em Trang nha. Trắng đen giùm em. Dạ vét có chị, hôm nay vét tha hồ luôn. Hôm nay vét là tha hồ mấy chị, cứ từ từ mà mua nha. Hôm nay là vét tha hồ luôn á. Có mình màu giùm em nha, đừng có để lộn màu nha mấy chị. Màu giùm em nha, đen với là nâu giùm em hai màu. Thun lưới giùm em, chở thun lưới là nhà Trang bán đỉnh lắm mấy chị. Thun lưới là nhà Trang bán đỉnh của đỉnh luôn á. Caro trắng hay kim cương? Trắng đen giùm em chờ. Hai bộ nâu gì không? Còn hai bộ đen nâu luôn. 6 7 bộ nâu thôi, còn 7 bộ nâu thôi nha. Còn 7 7 bộ nâu này. Giờ hai bộ trắng thôi chứ kìa. Rồi trắng thôi. Cái này có hai đổ lại thôi nha. Caro đen như Hạnh Nguyễn này. Dạ 63 kg đổ lại nha mấy chị nha. 63 kg đổ lại. Cái hàng này nó còn giảm. Co giãn cực kỳ đã luôn mấy chị nè. Quần là quần em Trang may hai lớp cho mấy chị luôn, mặc không hề nóng luôn, sướng lắm. Em bao vải cho mấy chị luôn, kiểm tra hàng trước khi nhận hàng giùm em. Kiểm tra hàng trước khi nhận hàng giùm em Trang. Hàng đẹp chưa? Đó. Mấy chị mặc thoải mái lắm, sướng rất là sướng luôn nha. Thôi Phương có caro nâu rồi nha chị. Rồi, nâu đen giùm em hai màu. Caro đen chị Hải em có đơn sao? Rất là giùm em hai màu nha mấy chị ơi, đẹp lắm. Đây này. Dạ, kiểm tra hàng trước khi nhận hàng giùm em. Lấy chị lấy tắt bộ hả? Hết rồi chị. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Trời ơi, nâu với đen giùm em. Trần Anna nâu. Dạ, đen nâu giùm em hai màu đi mấy chị. Dạ Trần có. Anna, à, em ơi còn lùa cổ đổ hả? Lùa cổ đổ còn cái gì vậy? Không, châu á, cũng châu á. Riêu à? Riêu à? Châu á, châu lấy rồi. À, đừng lấy nữa. Cái đó cho chị Huyền Nguyễn này. Cái này còn mua không? Huyền Nguyễn. Cổ đổ kia mấy con kia. Châu nó lấy thêm thôi á, không đủ đâu. Đưa cho em màu hoa hồng đi. Em lên cái màu này hoa hồng cho mấy chị mặc test nha. Toàn thắng rồi. Rồi chốt đi. Cho con chốt nữa. Đi. Rồi Trang bao mẫu luôn. Trang bao mẫu luôn. Nó lấy thêm cái gì 10 20 30 nó cứ kiểu nó lấy cái gì rồi. Em lên nha. Bộ đang mặc là 270. 270 cái bộ đang mặc cái đấy toàn thắng có là rồi. Em lên vest nè, em lên vest. Trời ơi vest hoa hồng đen đẹp chưa nè mấy chị. Giờ em có hai bộ đen nâu rồi nha. Lấy giùm em bao bộ. Em mặc vừa nha. Bộ ba kiểu với chị ơi. Đây có đầm không em? Có đầm luôn cái gì? Có đầm đó chị. Lấy giùm em cái gương với, lấy giùm em cái gương với. Rồi em lên vest. Rồi em Trang lên vest nha. Em Trang lên vest. Cảnh ra mình con cái mặt. Em Trang nó thật luôn. Như Ngọc Lê caro nâu. Cái phone này nó đẹp dữ. Như Ngọc Lê có caro nâu như Ngọc Lê ơi. Trời ơi đẹp quá, để em lấy cái túi ra mấy chị ơi. Caro như Ngọc Lê. Lên nằm chờ xíu đi các bạn. Chờ xíu mấy chị nha. Ô đi về biển chưa ta. Trời ơi đẹp giả má ăn luôn á trời. Trời ơi là trời đẹp dễ sợ luôn. Alo. Trời ơi cái mẫu này bây giờ em nói thật mấy chị. Mấy chị mua không ra luôn. Anh ấy xíu miệng lại thôi kìa em. Cái bộ này mấy chị mua không ra đâu, em Trang nói thật luôn. Cái bộ bé này mấy chị mua không ra. Em bao nhiêu lấy đen đâu kèm rất là thảo phạm với kiểu hình con ghi chưa? Có kiểu hình con ghi chưa? Đẹp chưa? Chưa. Trời ơi là trời, rồi lên bộ bé cho em. Lấy hai màu kèm số mà giùm em đi Thảo. Lên bộ bé cho em 240.000 mấy chị. Trời ơi một bộ vest mặc tới 240.000 đã vậy còn free ship nữa. Xuống quá xuống luôn. Rồi lên giùm em vest hoa hồng đỏ nha. Vest hoa hồng đỏ. Đẹp dễ sợ luôn á trời. Trời đẹp giả man ngay trời. Trời lên hình quá chất đẹp luôn. Rồi lên hình Trang nha. Vest hoa hồng 240. Rẻ chưa? Đây bộ người mẫu mặc đó chị. 65 kg đổ lại mặc vừa cho em luôn nha. 48 tới 65 kg đổ lại. Rồi lên giùm Trang là vest hoa hồng đen. Vải này em đặt mới có nha mấy chị nha, chứ còn vải này mấy chị mua ngoài thị trường không có. Dạ 240 thôi, vest 240 đẹp chưa? Vest 240. Vest
nhỏ. Túi đen mà. Rồi, cho chị này vét hoa hồng đen này. 240 à, rẻ lắm. 240. Dạ hoa hồng đen 240 vét. Đẹp lắm á chị. Mở ra mặt lấy mặt hai màu, hai bộ 62 kg. Là vụ lưới đó. Có hoa hồng đỏ nè. Hoa hồng đen. Hoa hồng đen. Rồi chị đen đi nghe. Thảo Phạm mà lấy hai màu này. Caro nâu với caro ấy Thảo Phạm. Dạ, ok. Rồi, mở ra mặt là thun lưới phải không? Thun lưới, lấy thun lưới đó chị. Chút lên trong cốc. Dạ, cảm ơn chị nha. Rồi, em đang mặc là vét hoa hồng đen giùm em nha. Vét hoa hồng đen 65 kg đổ lại mặt vừa cho em. Caro 270 nha. Vét hoa hồng đen. Vét hoa hồng đen mấy chị ghi đúng có pháo giùm em. Vét hoa hồng đen kèm số điện thoại giùm em Trang 240.000 một cái bộ vét nha. Hoa hồng đen kèm số điện thoại là mình có đơn Phương caro đen rồi ok. Dạ vét hoa hồng đen kèm số hoa hồng đen Thùy Trang Nguyễn Dù. Hoa hồng đỏ Thùy Trang Nguyễn Dù. Ok chị. Phương caro đen. Rồi ok chị. Dạ 240 á chị ơi, mình mua 2 set được. Hoa hồng 200 đen cho Bạch Trang. Dạ ok chị. Đẹp lắm luôn. Trời ơi vải này biết bao nhiêu lâu mới có lại đó mấy chị. Dạ. Nó đem chị xem kìa. Dạ rồi ok chị. Bạch Trang này. Trang Nguyễn. Được. Còn nhỏ thôi. Hoa cho chị Huỳnh Yến. Ok chị. Hứa Thủy Tiên. Ok chị. Kèm số thoại đi mấy chị ơi, mua hàng kèm số thoại giùm em nha. Đẹp lắm. Hứa Thủy Tiên này, Huỳnh Yến này. Dạ 240 đó chị ơi, rẻ lắm. Mình mua 200. 2 bộ được free ship đó nha chị nha. Hoa hồng đen chị Romy Hạnh. Rồi ok chị. Đưa cho em đi. Đẹp chưa? Dạ đây, có hoa tiết khác rồi. Có hoa hồng đen rồi. Có hoa tiết khác rồi. Không sao mà có hoa hồng đen nha. Rồi đây. Bảo caro là 62.3 kg, cao 1m6 đổ lại mặt vừa á chị. Hoa hồng đen kèm số điện thoại giùm em Trang. 240 mua 2 bộ trong free ship. 250 cho chị Huỳnh Yến. 240. Có 240 hoặc hàng lê luôn. Huỳnh Yến hàng lê. Trời ơi cầm cái vải nặng tay dễ sợ mấy chị. Dạ. Cầm vải nặng tay dễ sợ. Hàng lê. À Quyên Lan. Trời ơi đừng có bụng ở đây. Mẹ cái để con làm cho. Cái đó. Dạ 240. 240 dùm em nhé. 240. Dạ mua 2 bộ trang phi ship. Dạ 2 bộ được phi ship đó chị. 65 kg đổ lại mặt vừa. Mấy chị mua hàng kèm số điện thoại giùm em Trang nha. 240 một cái vé tay lên Quyên Lan. Rồi Quyên Lan. Huỳnh Thị Diễm hoa hồng đen cho Huỳnh Thị Diễm. Chị đẹp lắm mấy chị ơi, có nhiều họa tiết lắm, rất là đẹp luôn. Để em lên một họa tiết này không đẹp không lấy tiền luôn nè. Cái này em có ít lắm luôn, cái này em có một ri thôi, một ri hai ri gì à, không có nhiều nha. Rồi chốt hoa hồng đen cho Trang đi mấy chị, lẹ lẹ lên giùm em đi. À đứng lên. Hai hồng hoa hồng đen lấy hai bộ, hai màu caro chị Hùng Nguyễn. Hùng Nguyễn lấy hai màu caro chị Hùng Nguyễn này. Hai màu caro chị Hùng Nguyễn. Dạ 240 đó mấy chị. 240 rẻ. Rồi caro hai màu 270 cho một bộ nha. Lấy hoa hồng đen cho chị Nga Phạm kèm số điện thoại. Dễ thương không mấy chị Nga. Dễ thương quá trời luôn nè, em may cái form này đẹp cực kỳ luôn. Mấy chị nhận hàng kiểm tra hàng trước khi nhận hàng cho em luôn nha. Phải kiểm tra hàng trước khi nhận hàng. Huỳnh Thị Diễm. Dạ 240 đó mấy chị, 240 rẻ lắm. Mấy chị nhận hàng mà không đẹp là em không lấy tiền đâu. Em may kiểu đẹp chưa? Rồi 240 vé hoa hồng nha. Rồi trên con mộng lên cho em mã đẹp. Vé hoa hồng đen 58 cái cho chị Thi Thịnh Trần. Chốt hai bên cho con. Hồng đen chốt kìa, hai bên đó. Hoa hồng đen Phạm Hải Yến 240 bùi nha. Qua màu luôn. Cứ chốt hoa hồng đen đi. Cô Hà Lan được tặng mới mua thêm một sản phẩm là có được một tặng nha chị. Rồi em lên mã đẹp nha, mấy chị comment giùm em Trang là mã đẹp. Lên giùm em Trang là vest mã đẹp. Trời ơi đẹp lắm. Rồi lên vest mã đẹp. Đây cho chị Lý Hậu kèm số điện thoại. Lý Hậu ơi, mấy chị ơi kèm số điện thoại giùm em cho Lý Hậu nha. Mấy chị ơi mã kèm số điện thoại giùm em nha. Trời ơi cái màu này đẹp dạ mà. 7 bút bò vest. Nó không in ra hả con? Đi 50k không kể, đâu có in cái đó đâu. Nó gì có in ra, nó in ra. 7 bút bò có vest Lý Hậu đi, vest kèm số hỏi Lý Hậu ơi. Cái này vest hoa hồng nha, con này là vest ra, vest kèm. Túi nâu nâu. Túi cầm kem. 240, 65 kg đổ lại. Cái túi đầu tiên á.
Rồi lên cho Trang vết mã đẹp. Có 240 nha. Có 240 rồi mấy chị ơi. Vết mà có 240 rồi trời. Trời ơi, một bộ vest mặc Tết 240.000 tin nổi không mấy chị? 240. Em nói thật luôn, em bán giá rẻ rất là rẻ luôn. Trang nói thật, một bộ vest mà mặc Tết 240.000, 240.000 quá rẻ. Quá rẻ hết sức luôn. Rồi lên giùm em vest mã đẹp nha. Vest mà vest mã đẹp cho em 240.000 cho em. 240 nha. 240, rồi lên đi con ơi. Vest đẹp hả? Ờ, Trang Nguyễn hoa hồng đen. Đế hộp hoa đen số 5kg cam mét nhiêu vậy? Cam mét nhiêu vậy chị? Trang Nguyễn hoa hồng đen số 2kg chị Trang Nguyễn. Kéo hàng tôi lên. Hoa đen số 5kg cam mét nhiêu đế hộp? Ơi, ok chị đang lĩnh mẫu. Rồi đây 53.5kg mặt vừa nha Huy Quang ơi. Mã đẹp cho chị Thúy Diệp Diệp. Rồi Thúy Diệp Diệp 55kg cam mét 6 cho em. Dạ vải mango đó chị, vải mango cho em. Mã đẹp cho chị Nguyễn Thơm. Ok chị, rất đẹp cho em. Chị không lấy màu hồng nhé, chị lấy màu đẹp không? Chị lấy màu đẹp không chị? Trời ơi, cái vết mã đẹp Trúc Lan Võ nè. Rồi ok chị. Trúc Lan Võ mã đẹp. Chi Nguyện mã đẹp. Rồi ok chị. Anh Trần lấy mã đẹp. Rồi ok chị. Chị Trân lấy mã đẹp. Rồi ok chị. Thành Trân kìa. 240 chị ơi. Út Tròn mã đẹp. Rồi ok chị. Cái gì? Một lần. Ngọc Lan lấy mã đẹp. Tiếng Lan Mộc lấy mã đẹp số 5, ký cam mét 6. Ok chị. Tiếng Lan Mộc kèm số lại Ngọc Lan luôn. Ok chị. Cho em xem một cái hoa hồng. Mới mặc xong luôn á. Mới mặc xong luôn đó chị. Đưa cho em quay đi. Phí Kiều. Được rồi, Kiều này. Mới vô à, mới vô hả rồi. Mới vô mặc hồng đây chị ơi. Hoa hồng đây. Đẹp lắm, 65kg mặc máy thoại cho em. Vết hoa hồng đen. 65kg mặc máy thoại cho em. 65kg cam mét 6 nha. Rồi ai lấy vết mã đẹp này cho chị Minh. 240 thôi mấy chị ơi, hai bộ được. Ngân Nguyễn lấy mã đẹp. Rồi dầu ngọc. Rồi đưa giùm em một miếng mã đẹp. Anh Nguyễn mã đẹp. Rồi ok chị Anh Nguyễn. 240 rồi mấy Thanh Thủy Tô mã đẹp. Trời ơi cái vết này màu này đẹp lắm. Anh Nguyễn kèm số phòng giùm em nha. 45kg mặt hơi rộng một chút xíu. Mã đẹp số 2kg chị Trang Nguyễn. Rồi, rồi ok. Ok chị. Dồn đơn cho chị nha vết gì? Thủy Trang Nguyễn mã đẹp, dồn Thủy Trang Nguyễn. Rồi Trang Nguyễn mã đẹp. Vô đơn chị nha, chị được tặng nhé, vết mã đẹp. Ok Hương Nguyễn này này có được tặng một bộ này chị Hương Nguyễn. Đúng rồi Hương Nguyễn. Chị Trang ơi, em chưa bao giờ mua đồ nào đồ bộ mà ưu ý như vậy. Nè Hương Nguyễn em này. Mới nhận ngày hôm qua ok đẹp lắm rồi, cảm ơn mã đẹp nha. Có được không? Nguyễn Thơm có mã đẹp. Nguyễn Thơm có mã đẹp nè. Rồi cảm ơn Huy nha. Đặng vết mã đẹp. Huy Đặng. Rồi Huy Đặng vết mã đẹp nè. Châu Lê vết mã đẹp. Châu Lê vết mã đẹp. Thanh Hồng vết mã đẹp. Thanh Hồng vết mã đẹp. Huy đang thanh hồng kèm số ngoại. Thanh hồng kèm số ngoại giùm em đi chị ơi. Nguyễn Tú Linh 65kg 1m6 giùm em. Nguyễn Tú Linh lấy cái vest mã đẹp rồi đúng không? Đúng rồi, Nguyễn Tú Linh okay, ơi. Chị này Nguyễn Tú 75kg không vừa nha. 75kg không vừa cho em. Rồi đúng rồi. 65kg đổ lại mặc vừa cho em Trang thôi nha. Rồi ai lấy vest mã đẹp 65kg cao 1m6 giùm em đi. Rồi lên giùm em. Hoa phượng mã đẹp. Rồi trời đẹp lắm luôn á trời. Quá trời xuất sắc luôn. Thủy Lâm lấy mã đẹp không? Hồng cho Thủy Lâm. Lấy mã đẹp chị Liên Huỳnh. Không nè. Đó với chị Lâm nè. Hoa phượng mã đẹp, Liên Huỳnh mã đẹp. Rồi lên giùm em vết mỏ sang, chia sẻ like lên cho Trang nha mấy chị ơi. Sang lắm, trời ơi cái này mà không sang là không được tiền. Thủy Lâm là lấy hoa hồng đen với mã đẹp hai bộ cho chị Thủy Lâm, 240, 248 nha chị. Rồi, nha. Ok chị. Vết mã đẹp cho chị Thu Lê nè. Rồi. Rồi đó Thu Lê khách cũ nè. Rồi lên giùm Trang. Quốc Hà Lam lấy mã đẹp. Trời ơi, lên giùm em vết mã sang nha. Trời ơi, màu này sang quá nè mấy chị ơi. Sang quá. Thảo Phạm nữa là chị một bộ vết caro nâu và một vết mã đẹp. Ok Thảo Phạm. Mã đẹp cho Mai Mai kèm số điện thoại. Mã đẹp 60kg cho chị Ngân Lê. Cái kẹp đâu rồi nhỉ? Mã đẹp rất là đẹp nha mấy chị ơi. Xíu bữa sau đi Thím ơi, điện đơn rồi đổi sau. Rồi lên giùm em mã sang. Mã đẹp kìa. Kẹp cái lên. Anh Thu anh mã đẹp. Rồi lên mã sang. Rồi cái tay may đẹp quá nè mấy chị. Cái tay chân mai đẹp giả mang luôn. Rồi lên mặt lên vào và sang giùm em. Thạch Thu này 65kg cao 1m6 nha Thạch Thu nha. Rồi lên sang cho em đi nhỉ. 56kg vừa nha. Nga Dương mai đẹp kèm số ngoại hình thì diện mã đẹp dồn. À, Nguyễn Thơ có bộ tặng rồi. Ok 65kg mai đẹp cho chị Trang. Dạ 65kg đổ lại. Mấy chị chờ cái vết mặt nào lên sang chưa. Em không lay áp luôn đó nha. Em không lay áp luôn, màu thật sự luôn.
trong hình màu như thế nào, ở ngoài là màu y như vậy 100% luôn mấy chị, không khác màu là một cái gì hết trơn á. Dạ trong hình em trai đang like là màu như thế nào là bên ngoài mấy chị nhận là y xì vậy luôn, em không like áp gì hết trơn luôn nha. Cho nên mấy chị cứ coi hình như thế nào, màu như thế nào là bên ngoài nó đẹp như thế vậy luôn đó nha. Đó rồi lên giùm em vết mã sang từ từ sang thì thu lê. Dạ 240 rồi chị ơi, không ai bán rẻ bên nhà em trang phạm luôn, em bao vải bao kiểu bao mẫu và bao giá luôn nha. Một bộ vest như thế này ai bán 240.000 em tặng cho mấy chị gấp 10 lần luôn. Em Trang nói thật, tại vì bên nhà Trang may là may số lượng lớn cho nên là giá rất là rẻ, khu trần đẹp, giá không rẻ như con chưa tính yêu khách hàng. Đọc tên lên đi con đẹp lắm mấy chị ơi, hai bên có mấy cái giả rất là sang luôn nha. Nó đẹp thu thạch rồi nha nha, dương mã đẹp nè, sang nha, em đang mặc là sang, nhớ sang mới nã đẹp khác nha chị Hằng ơi. Để đây đẹp nè, Nga Dương đẹp nè. Rồi. Em lấy hai bộ mới đẹp như Huỳnh Thị Diễm, Huỳnh Thị Diễm thêm bộ má đẹp nữa. Em Trang đang mặc là sang mấy chị, em Trang đang mặc là sang. Nguyễn Thùy Dương nè, Nguyễn Thùy Dương lấy đẹp nè. Nguyễn Thùy Dương mã đẹp, anh Tú anh mã đẹp. Đẹp thật sáng. À Huỳnh Thị Diễm lấy hai bộ mã đẹp nè. 240 nha mấy chị ơi. Thế à, một cái Thảo Phạm nè. Ok chị ha, còn màu đẹp. Cảm ơn chị Hoa Thanh trời ơi. Cái con bộ mã đẹp cho chị Nga Dương, mã đẹp cho chị Võ Thị Thùy Linh nè. Đọc tô lên cho mấy chị biết. Võ Thị Thùy Linh mã đẹp. Đưa cho em đi. Cho bộ mã đẹp. Đẹp đẹp đưa cho mấy chị. Đưa cho em mã sang. Rồi 240 mấy chị ơi, mua hai bộ được free ship nha. 240. Sang bộ Danh Nguyễn kèm số điện thoại. Danh Nguyễn mã sang một bộ kèm số điện thoại em đi. Võ Thùy Linh mã đẹp. À có mẫu nào màu trắng không em ơi? Là da có chị màu trắng có rồi. Em một bộ vest sang chị Thảo Phạm kia đây sang có. Màu sang. Có chị màu trắng có rồi em xíu nha. Mã đẹp cho chị Lan Hoàng, mã sang da không kìa. Ok chị. Dạ 240 à chị ơi. Mua hai bộ trang free ship nha. Dạ, hôm nay mấy chị mua được là free ship tại vì hôm nay là mấy chị chia sẻ rất là nhiệt tình cho nên em free ship cho mấy chị. Nha, rồi ok. Da Hưng sang rồi này, sang rồi da Hưng kìa. Ok. Sang rồi da Hưng. Ủa cái mẫu nó đẹp quá vậy? Bẻ khổ là được, sang càng tốt mà sang cho chị Huy Quang dồn kìa. Ok chị, dạ 240 mấy chị ơi. Huy Quang chúng mình đẹp không có đẹp, đẹp. Dạ sang đẹp ha, sang quá trời. Đẹp đẹp. Em nói thật luôn, lô này là toàn màu tiết đẹp không hả mấy chị? Có nhiều màu đẹp lắm, mấy chị mua 2 ba cái. Mấy chị mua 2 ba bộ mặc đi mấy chị, đẹp lắm. Định Nguyễn sang nè. Dạ, sang. Mã sang kèm số điện thoại giùm em nhé. Mã sang kèm số điện thoại. Trang sang dồn cho Trang sang. Võ Thị Thùy Linh dồn luôn. Trang sang với là Võ Thị Thùy Linh dồn. Mua mã sang này ok chị, trời vết đẹp quá. Em nói thật công nhận em Lê Hà sang. Trang Nguyễn sang này. Trang Nguyễn dồn kìa. Công nhận em may lên một bộ quần vest. Mai kèm số điện thoại. Một bộ vest mà Trang ưa ý lắm luôn á chị, thực sự mà nói luôn á. Thương bộ mã sang này, mã Phạm Mai sang. Em không like app nha. Hình thật 100%. Bên Trùm Sĩ đồ bộ này. Mấy chị quay trong hình cái màu như thế nào là kêu bỏ mã đẹp. Sang cái màu như thế đó nha mấy chị nha. Không kêu bỏ này mã đẹp. Không có khác màu gì hết trơn á. Rồi đọc lẹ đi, để lên mẫu cho khác. Kêu bỏ cho lại số ngoài kêu bỏ ơi. Đây cái này đẹp, kêu bỏ này lấy đẹp nè. Lên giùm em màu trắng đen nó đẹp kìa. Hình thì Diễm xá bộ hoa hồng ra. Đẹp nè. Sang đây thì Nhã cao mét như là Lê Thị Nhã ơi. Trời ơi cái màu nó đẹp quá. Rồi lên sang đi cho em. Em lên cái màu này đẹp lắm nè. Không, kiều bỏ mã sang, Phạm Mai mã sang, cái đơn kiều bỏ đâu rồi? Kiều bỏ sẽ là số 8 cho con đi, 138 á. 138 nha, không phải là 131 á. Rồi em Trang lên trắng đen. Lóc sang là có trắng sang. Sang với bị khổ là đời, càng sốt ngoài bị khổ là đời ơi. Trời ơi là trời mấy chị ơi, cái mẫu này nè mấy chị. Ồ nó đẹp dễ sợ luôn. Càng sốt ngoài nha. Trời ơi tép mà mấy chị mặc những cái bộ này nó thật luôn mấy chị. Đẹp một cách thần thánh luôn á. Mấy chị chia sẻ like lên cho Trang được không mấy chị? Khu trường xa này nè, nè. Ôi, mấy chị cái vải này mặc lên mát lạnh luôn rồi mấy chị. Danh Nguyễn bộ mã sao chị Danh Nguyễn á? Sáng đây thì cứ sang hết á. Sáng rồi đó. Này nó cục lương nè. Rồi lên trắng đen, vết trắng đen, hãy dùm tao dùm em. Ngọc Cúc Trương. Dạ 65kg đổ lại. Có bụng thì không có vừa đâu nha chị. Eo 85 đổ lại thôi. Eo 85 tấm sáng. Bộ ăn mặc chị Phương Mai nè. Rồi lên màu trắng đen, màu muối tiêu nha chị. Nguyễn Hà Phương Mai đó ghi đi. Rồi lên màu muối tiêu cho Trang nha. Muối tiêu. Coi không có vừa đâu cô, đừng có lựa nữa nha cô. Rồi lên màu muối tiêu đi ơi. Màu đẹp quá đi ơi. Trời ơi là màu đẹp giả mai. Mai bạch mai, bé xanh như mai bạch mai. Trời ơi là trời cái màu bét nè mấy chị. Trời ơi nó đẹp quá. Mai bạch mai lấy sang nè. Tế
bếp là mặc vé cho em. Dạ Thảo, chị Thảo like cho Trang đi. Trời ơi đẹp quá. Để em coi cái màu này, coi cho mình cho. Ơi là cái màu nè. Alo nghe Huyền Thanh thôi em nghe nè. Trời ơi độc lạ luôn á trời. Cái màu này mô hình độc lạ luôn á trời. Chị nào thấy đẹp cho em một tim một like đi được không á chị? Dạ cho em một like đi. Trời ơi cái màu này vô độc lạ luôn á. Rồi lên cho Trang màu muối tiêu nha. Trời ơi là đẹp. Ôi đẹp dễ sợ luôn này Ni. Rồi đọc đi con ơi màu lạ đi. Lên mango nha. Màu lạ mango kiểm tra hàng thoải mái mấy chị. Dạ được kiểm tra hàng thoải mái cho em. Rồi màu lạ đi ơi. Chị Mỹ ơi chị tin nhắn nhiều á. Chị muốn đặt gì thì chặt chặt trên live stream giùm em luôn nha. 60kg vừa nha chị. Ui Lê bếp đang mặc nè. Dạ 240 mấy chị ơi. Bộ Trang đang mặc là 240. Cái loại gì muối tiêu hả? Ờ à, muối tiêu. Bếp muối tiêu đi. Lâu gần vừa nha. Bếp muối tiêu chị Mỹ Hà. Ok chị. Ngọc đẹp bếp muối tiêu. Ok chị nè. 60kg cao 1m6 nha. Đẹp quá trời luôn á chị ơi. Dạ. Hello chị Phân ngon lâu ngày màu quá. Màu đẹp dễ sợ luôn á. Diệu Nguyễn. Diệu Nguyễn bếp muối tiêu. Trời ơi đẹp. 240k nha chị nha. Thu Thảo lấy bếp muối tiêu. Thu okay, Thảo. Chị. Mỹ Linh lấy bếp muối tiêu. Ok chị. Thùy Dương lấy bếp muối tiêu. Ok chị. Trời muối tiêu lên nó comment quá trời luôn nè Ni ơi. Đang lên bếp muối tiêu. Chi vô can muối tiêu, sắp siêu quậy muối tiêu. Bảo Trân sang mấy màu lại đi Bảo Trân. Gia Hương muối tiêu dồn, Thanh Thúy Nguyễn. Rồi. Bể khổ là đời mã sang mỗi muối tiêu chị mã sang rồi. Từ Nghĩa Thua lấy muối tiêu. Ok chị. Đẹp không muối tiêu chị Liên Ngọc kèm số hoài. Ok chị. Kèm số hoài giùm em nha. Mẹ có đi dồn đâu này mẹ. Ngọc Thơm muối tiêu. Ok chị. Tân Nguyễn Thị muối tiêu. Dạ 240 rồi chị. Tiến Hà muối tiêu. Ok chị, bây giờ mang một viên nữa đi. Nhà hàng Thanh Lộc muối tiêu. Dạ 240 Nguyễn chị. Nguyễn Mai Loan bếp mã sang. Rồi. Đứng đây chị xem. Dạ. Bảo Trân lấy muối tiêu. Kiều Võ muối tiêu vô đi Kiều Võ. Thấy không mấy chị? Tiêu 8 cho Amanda. 8 cho Amanda. 2 4 6 để em lấy nữa. Hết rồi hả? Lấy cặp hết của kèm sốt ngoài hoa hoa muối tiêu. Trần Duyên muối tiêu. Thùy Trang Nguyễn. Đây. Mình đâu? Đây đi. Em ăn muối tiêu nè. Thùy Trang Nguyễn màu lạ. Cái kéo đâu rồi ta? Nhà hàng Thanh Lộc. Đây đây. Lấy kéo. Nha Phạm muối tiêu, Nguyễn Thị 10 muối tiêu. Thạch Thu muối tiêu vô đi Thạch Thu. Rồi ok. Đây một Lệ Huyên muối tiêu. BBR chị không ít. Sơn Tuyền muối tiêu kèm số hỏi Sơn Tuyền ơi. Ok chị không ít. Lý Hạnh muối tiêu 50kg. Ok chị Lý Hạnh. Nguyễn Thị Cẩm Tiên muối tiêu. Ủa Nguyễn Thị Cẩm Tiên hả? Quen quá ta. Nguyễn Loan muối màu muối tiêu chị Nguyễn Loan. Ok chị vâng lẹ. Muối tiêu vô đó chị Định Nguyễn. Ok Định Nguyễn chứ mẹ. Định Nguyễn với Thạch Thu. Rồi Amanda 8 nha. Rồi rồi. Tiêu tiêu thêm 2 để cho là 10 cho Amanda là hạ là 10 đó thêm 2 nữa. Nguyễn Bích muối tiêu. Đúng hả? Thạch Thu với là chị Định Nguyễn. Định Nguyễn đúng không? Rồi ai nữa ta? Nguyễn Bích, Nguyễn Loan, Nguyễn Thị Cẩm Tiên. Rồi ok. Lý Hạnh, Lệ Huyền, Nguyễn Thị 10, Nga Phạm. Rồi ok. Nhà hàng Thanh Lộc, Thùy Trang, Nguyễn. Từ từ. Trần Duyên muối tiêu, anh Phạm muối tiêu. Rồi ok. Lê Thị Nhã muối tiêu vô đó cho Lê Thị Nhã. Rồi hết rồi đó. Trang Huỳnh muối tiêu nè. Có chưa đó. Nguyễn Thùy Dương dồn. Từ từ. Màu đẹp của mấy chị ha. Màu đẹp có Nguyễn Thùy Dương. Trời ơi là trời cái màu nè mấy chị ơi. Cái màu quá xuất sắc luôn. Màu quá xuất sắc. Lê Thị Nhã, Lê Thị Nhã có em 85 đó. Lê Thị Nhã có lương rồi hay sao á. Bỏ 10 cho Amanda chưa. Còn bên kia ngồi đi tiếp tốt. Huy Quang muối tiêu rồi chưa? Huy Quang, Hồ Thị Lương muối tiêu nè nè. Để Huyền muối tiêu rồi đó. Chứ sẽ like dùm em. Huy Quang dồn. Huy Quang. Huy Quang dồn. Ồ nó đẹp. Không những cái bộ màu này đẹp dễ sợ luôn. Kim Anh này tiếp. 70 này. Bộ. Đó. Màu này em mang tới 70 bộ. Bảo Chân sang cái lạ. Nguyễn Thị Thùy Dương muối tiêu. Sang là gì vậy? Hoa Thuận này. Sang là màu này á. Tổng kiếm 1,5 vừa không em vào vừa đó chị. Muối tiêu dồn đâu chứ Huy Quang này. Sang là màu đen đó con. Đen vàng á. Đen vàng này nè. Rồi chốt lẹ đem lấy màu. Để chị nhà chị đây. Thả ánh muối tiêu muối tiêu. Thả tiên thả like cho Trang được không mấy chị? Thấy mã đẹp thì thả tiên thả like. Có hoa băng đen không em? Hoa băng đen hả? Hoa băng đen hả? Có chị.
chị, nhưng mà có 3 ri à. Nhanh tay mới chốt nha, em lấy cái mặt hoa băng đen này cái em lên mặt khác nha. Nhanh tay khổ là đời nha. Xả cái bộ xa ra lấy mất tiêu gì, khổ là đời. Xả cái bộ kia ra lấy. Bảo chân sang với lạ này, sang với lạ. Lạ lên đi để em lên mặt không. Hoa băng đen có 3 ri thôi chị ơi. Vải đặt được có 3 ri à. Cho nên mấy chị nhanh tay mới có hoa băng đen nha. Mã xa muốn chưa bộ khổ là đời chưa? Rồi. Một bộ mã xa chị Hương Nguyễn rồi đây. Đừng đổi xả dùm em Giang nha. Đừng đổi xả, qua từ từ đi, em lên mẫu từ từ cho mấy chị. Đây hoa băng đen có 3 ri luôn. 3 4 tay 4 ri. Đưa giùm em mã hoa băng đen làm sao cái. Rồi đây. 4 ri nha, hoa băng đen được 4 ri. Cho em 30. Hoa băng đen sang. Giang Nguyễn năm ca năm bộ hết được 20 chị. Tiêu vỏ muốn tiêu rồi ok. Chị nào có đơn kèm chuột đâu giùm em đi mấy chị ơi. Rồi hoa băng đen có 4 ri nha. Chốt lại lại giùm em. Để em nặng cho. Để đầu cho em chị ăn nè. Để đó đi anh. Mẫu bên xưởng nào anh? Bên nào á? Đưa lại lại cho em đi rồi xuống đi anh. Đang like thay đồ rồi chân lên mã hoa băng đen. Hoa băng đen được 3 ri thôi nha mấy chị, 4 ri 3 hay 4 vậy chứ không 4 hả? Mới được mấy chục bộ rồi lên mã hoa băng đen. Baby đường của cho anh ba kìa. Baby đường của cho anh ba. Từ đi lên mã hoa băng đen này, cái này này tết tới nơi rồi mấy chị ơi, mặc vest cho em. Mình kéo xuống giùm em nè. Mới tiêu sơn tuyền nè. Liên ngọc này kèm xuống mà cho em nhỏ. Chị ơi, mua hàng kèm xuống mà cho em mới chốt được. Rồi lên mã hoa băng đen đi ơi. Màu đẹp quá trời luôn á Ni. Mẫu đẹp quá. Bảo chăm muối tiêu này kèm xuống mà cho em mấy chị ơi. Kèm xuống mà cho em nha. Trời, cái tay may đẹp kinh khủng luôn. Kêu Phạm. Trời ơi là trời. Mặc lại chim chú Phạm. Tôi lấy cho chị của chú Phạm. Chị ơi rồi. Chọc mã đi chị ơi, những cái lúc mà nó chặn mà em không biết lấy được mẫu nào luôn á. Chân coi bên xưởng gửi cái mẫu gì đây, em đang duyệt á. Đem người cho Amanda kìa. Rồi 10 cho Amanda đúng không? 2, 4, 6, 8, 10 này cho Amanda nè. Rồi hoa băng đen giùm em. Hoa băng đen cho cha. Đẹp lắm, đẹp lắm. Ok chị. Trời ơi là trời. Hoa băng đen gì da hơn? Da hơn hoa băng đen. Chị ơi, tại vì bên em mà có hai ba người tên Liên Ngọc lần chị thông cảm không nha. Hai ba người. Cúc Hà Lam. Cúc Hà Lam muối tiêu vô cho Cúc Hà Lam. Hà Lam bên. Hàng Trương hoa băng đen cho Hàng Trương. 240 nha. 240. Da hơn vô. Đẹp quá mấy chị ơi, phúc tắc luôn á trời. Mùa da Amanda chưa? Rồi 65kg đổ lại, 1m6 dùm cao 1m6 dùm em đang mặc cho Lên Hương Hoài Hương. Rồi ok chị. Đây dạ. Hôm nay chị Thanh Thủy Nguyễn. Thanh Thủy Nguyễn. Kèm số hoài dùm em mấy chị ơi. Mã kèm số hoài dùm em. Kèm số hoài mới chốt được nha. Có hoa chị rồi chăm sóc chân Lên Hương. Quỳnh thì Diễm Dôn kìa. Quỳnh thì Diễm Dôn. Trời ơi, em may vét một rừng luôn. Em may vét một rừng cho mấy chị mặc luôn á. Cái bộ muối tiêu đi. Đúng á. Cái bộ muối tiêu đi. Tế mà mặc cái bộ này đi tiktok này kia rồi tới nhà ta là quá xịt lịch sự luôn á vậy. Mà nó đẹp nữa, vừa đẹp vừa sang. Quên thì Diễm Thanh Thúy Nguyễn Hoa Văn Đen kèm số không ạ? 1m7 của chị có hàm bên em rồi mà. 1m7 của em một viên đó đi nhỏ. Mặc sao chị mặc ít chai gì đó. Lấy chai cho Nguyễn Bích kèm. Có đơn rồi á. Hoa Văn Đen. Đơn rồi á. Này là của anh Nam 10 đó nha. Nguyễn Bích có đơn rồi á. Nguyễn Bích hoa băng đen hả? Nguyễn Bích hoa băng đen. Cúc Hà Lam. Đưa em bộ hoa băng đen cho chị này, hoa này hoa băng đen. Hoa băng đen chị Huy Ngọc. Huy Ngọc hoa băng đen. Hai bộ cho chị Vân Dương lấy hoa băng. Cái là muốn chưa chị Vân Dương này. Chị Bích tốt, chị Bích Vân Dương hoa băng. Nguyễn Bích tiêu. Bán hết ngọt. Nguyễn Bích bánh nó không bỏ hết. Phạm Hai. Phạm Hai bộ hai màu. Màu đen bông màu vàng. Đây là Nguyễn Bích đây. Kim Anh có đơn kìa, Hằng Trương có đơn rồi. Hằng Trương hả? Không, Kim Anh đây nè. Kim Anh có đơn rồi, dùng Hằng Trương chưa có đơn đây nè. Kim Anh 62kg bao đẹp luôn chị. 62kg bao đẹp. 24 nha. 63kg cũng đẹp luôn. Cái này là hoa văn với mút tiêu. Hoa văn đen rồi. Mới là hoa văn với mút tiêu. Để em đi coi. Hoa văn chị Lan Phụng. Lan Phụng nè. Mút tiêu cho chị Nguyệt Quế. Cho hai bộ
nha Mỹ Dung. Bên đó có phải làm hết rồi. Mỹ Dung không con đen. Mỹ Dung chốt bên Tân Trang luôn nha con ơi. Chốt bên Tân Trang luôn. Nguyệt Quyền đi này. Mẹ đó con chốt cho mày cứ bỏ hàng đi. 240 nha. 240 ngàn dùm em nha. Rồi ai lấy hoa hồng đen thì có dùm em. Hoa hồng hả? Hoa hồng đen á chị. Hoa hồng đen còn không? Đưa dùm em bộ hoa hồng đen sau đi. Quần dài 98 á chị. Quần bên đây là dài 98 hết á. Đây hoa hồng đen chị. 10 bộ 10 màu tối hả? 240 bộ hả chị ơi. Đây hoa hồng đen đó chị yêu ơi. Khoai có số điện thoại như có một à. Rồi đây hoa hồng đen nha chị nhá. Chị chưa lấy. Chị chưa lấy thì chị lấy nha. Đây hoa hồng đen đây chị, hoa hồng đen. Hoa hồng đen đẹp nha. Rồi chị lấy chốt giùm em nha, rồi cho con mẫu luôn. Bộ em mặc dạ 240 đó chị ơi, 240 giùm em nhé. 240. Rồi cho con qua màu luôn. Cho con màu luôn nha chị ơi. Đây Vân Dương lấy hoa vàng với muối tiêu chị Vân Dương này, hoa vàng muối tiêu cho Vân Dương, hàng chưa lấy hoa vàng đen. Hoa vàng muối tiêu này. Đây. Rồi em lên mẫu mới nha. Chị đang có đơn kẹp hàng thương rồi cho chị, hoa hồng đen chị hàng thương rồi. Ok, hàng thương đây. Tập em chưa lên nha mấy chị, từ từ đi. Chưa lên. Rồi lên chữ đen cho em nha. Mọi người mẫu đang mặc đứng là 240 á chị. Rồi, lên giùm em vest chữ đen. Chị nào thích màu tối hốt nó liền. Bây giờ đẹp lắm. Muốn thể xích comment canh chị ra đây xíu luôn. Nó đúng nó chỉa ngoài. Chỉa đen nha. Con chỉa ra đi. Nhỏ lấy giùm em chai nước trên tủ với. Nó chỉa ra mấy cái liệt mẫu này chỉa thẳng thôi. Rồi chữ đen con ơi. Đẹp lắm chị. Hai bộ đen với nâu. À rồi cho em xin số điện thoại đi chị, là caro đen với caro nâu phun lưới đó. Nước mai. Caro đen với caro nâu phun lưới đó, lên cho chị Nương Mai. Rồi chữ đen ai lấy này. Bếp ống rộng không? Đang may chị, bếp rộng đang may nha. Chữ đen chữ đó gì? Gia Hưng. Gia Hưng dùng. Đơn Gia Hưng mang đi luôn cho Gia Hưng nha. Tính mail đi luôn cho Gia Hưng ơi. Gia Hưng chữ đen dùng. Đây đây. Gia Hưng dùng. Vương Phạm này, Nguyên Bùi này. Chiên Nguyễn chữ đen. Chị, cái bếp chữ đen này bên ngoài đẹp lắm mấy chị ơi. Bên ngoài đẹp lắm, mua đi mấy chị ơi. Bếp này rất là đẹp luôn. Thúy Phạm chữ đen. Thúy Phạm chữ đen này. Bách Nhiên chữ đen. Bách Nhiên chữ đen. Rồi chia sẻ like lên cho cha Giao mấy chị ơi. Giao Quỳnh chữ đen luôn. Giao Quỳnh chữ đen. Rồi xíu lên mẫu mới nha, nhiều lắm. Tam Đường chữ đen. Hôm nay là hàng về rất là nhiều mấy chị. Hôm nay hàng về nhiều. Chị Hương Mai kèm số điện thoại cho em nha. Hôm nay hàng về nhiều mấy chị, chia sẻ like cho Trang đi. Đồ ra đẹp lắm. Ok. Em nhận được hàng rồi nhé. Ok, Ngọc Châu này, Châu Lê vét chữ đen chị Châu Lê. Chữ đen, 82 kiếm số 2 chị Trịnh Lê. Trịnh Lê chữ đen. Em mặc gì cũng đẹp dạ. Trịnh Lê nè. Rồi chữ đen lên đi. Lại lên qua mẫu mới. Bích Chi chữ đen. Đây. Đó. Nương Mai này, lại lên Nương Mai. Có chữ đen chị Thủy An, chữ đen bảy bắt ngô á chị.
Em Lý Hạnh 60kg, anh 50kg kèm số điện thoại. Lý Hạnh kèm số điện thoại nha. Lý Hạnh kèm số điện thoại cho em đi chị ơi. Em đang cái màu bông như vậy này mà màu da. Em lên hết vest xong rồi em lên mẫu mới cho mấy chị. Một bộ 240. 75 kg không có nha. Chị Lý Hạnh chú có đơn kèm xuống hỏi cho em chị Lý Hạnh ơi. Mà ngoài không cắt sẵn ra đi đến khi like lấy ra vỗ tùm lum nha. Chữ đen 240 nha chị Kim Nga nha. Không có sai 75 kg chị, 65 chỉ là mắt chứ không rồi. 240 ngàn một bộ chị, 65 kg cao 1m6, chị nào mà 65 kg đây cao 1m6 nha. Ừ, lên vết hoa da hoa đen hai màu. Chữ đen chị xe ngô vô nó chị xe ngô. Ai xem ngôi nè, like mới cắt ra sẵn đến khi like có thùng lưới luôn. Ai xem ngôi vô rồi vô đây. Alo, xem ngôi đây rồi. Rồi lên dùm trang mã hoa da. Hai trăm tư dùm em đi làm khách đó nha. Hoa da 240 mấy chị ơi, thả tiếng thả like dùm em nhé. Trời ơi mẫu đẹp không, hôm nay là vải còn mẫu đẹp không hả mấy chị ơi. Rồi lên giùm em mã vest hoa da nha, cho nó mặc là hoa da kèm. Ủa cái đơn da hơn này có mũi tiêu chưa? Bỏ cho mũi tiêu da hơn con với cổ đổ đi chê. Cổ đổ hả đang may nha. 240 kèm số hoa da em. Không, cổ đổ còn màu riêu thôi. Đọc lè đi cái mẫu này đi. Hoa da cho chị Ngọc Ngọc Minh Trang. Ngọc Minh Trang nè. Kèm số điện thoại đi chị. 240 ngàn giùm em hoa da kèm số điện thoại. 240 hoa da. Giang. Hoa da kèm số điện thoại giùm em. Da hơn hoa da dùng cho da hơn. Rồi. Ga dương hoa da dùng. Ok. Lý Hạnh là lấy chữ đen nè. Lý Hạnh lấy chữ đen. Dạ. 240 chữ đen. 240 quá rẻ luôn. Ga dương dùng luôn. Ga dương thôi, ga dương hoa da. Hoa da bán chị Amanda. Bán cho Amanda. Ga dương đi, ga dương đi. 4 này. 6 này. Hoa da thân chị Lan Như vừa nè. Vừa nha Lan Như ơi. Hai bên đây số 5 sẽ đổ lại nha. Ngọc Minh Trang màu da, Thủy Trần màu da, Ngọc Lan dồn đơn kèm Ngọc Lan dồn đơn. Ngọc Lan dồn đơn. Bán Amanda. Ngọc Lan dồn. Ngọc Lan dồn. Bán Amanda. Con đọc với Thủy Nguyễn. Thủy Nguyễn. Rồi. Thủy Nguyễn nha. Tạm lên tạm Amanda này. Như ngọc màu da. Có vàng chị, có vàng này. Cái màu vàng đó là mấy chị mặc té là đúng luôn á. Lý Hạnh đeo rồi, Ngọc Minh Trang màu da số ngoại. Ok, Ngọc Minh Trang số ngoại. Thủy Trâm màu da. Ok chị. Rất nhiều màu da, ngọc đẹp màu da. Ok chị. Có đeo ống động nha, hôm nay cái gì cũng lên hết đó đẹp chị. Chưa. Đỗ Hiệp màu da. Ok chị. Diễm Phúc màu da. 240 đó chị ơi. Nếu Hoài màu da có đơn. Rồi. Có nhiêu đây là hết rồi. Hoa dây chị Hằng Trương. Ok chị. Dung Le hoa da. Ok chị còn gì đó hết. Liên. Rồi. 240 giùm em. Liên Bích em da có đơn chưa Liên Bích ơi? Em Bích có đơn chưa? Chưa có đơn kèm phút lại nha. Màu đẹp quá mấy chị ơi. Huệ Nguyễn màu da đó chị Huệ Nguyễn. Rồi. Dương Khoa màu da, Diệu Hiền màu da. Hoa da Diệu Anh Nguyễn 56 cái Diệu Anh Nguyễn. Đây. Trời ơi đẹp quá ha. Bông này có màu đen nữa. Thi Phạm lấy hoa da gì Thi Phạm? Em lên cái màu vàng xong rồi em lên màu da. Hoa da cho Hồ Thị Nương dồn nè. Là em qua mẫu mới cho mấy chị, em lên hết vét luôn. Em lên hết tất cả họa tiết vét luôn. Trời ơi, vét mà có ai dám may giống như em á chị. 600 bộ vét. 600 bộ vét giùm em luôn. Hoa da gì Thi Cao? Em không đóng sĩ một ai luôn. Hoa da dồn Thịnh Trần có đơn. Đây. Thịnh Trần dồn Thi Cao hoa da 50kg bao đẹp luôn nha. Em lên cái màu vàng này. Bao em trang lên cái màu vàng này để mấy chị mặc tết này. Chị nào có đơn kèm dồn đơn. Ngân Lê hoa da cho chị Ngân Lê này. Nga Thanh. Nga Thanh lấy hoa da. Rồi lên cái màu vàng này. Màu vàng này mà không đẹp là không lấy tiền luôn á. Lấy về một bộ hoa ra một bộ mình mà đem mà bông trắng. Rồi lên giùm em màu vàng. Trời ơi chị Nhung Phạm có mình rõ rõ đi chị ơi. Lên giùm em trang màu vàng. Bảy bún bò dồn lên cho bảy bún bò. Trời ơi là trời, cái màu này cưng lắm nha mấy chị. Bảy bún bò vô nè. Bảy bún bò hả? Đây nè, bảy bún bò vô. Ngân Lê hoa da vô đây gì Ngân Lê vô luôn nè. Rồi lên giùm em màu vàng này mà không đẹp là không lấy tiền luôn. Đó. Tương đối quá. Còn hả? Ngân Lê. Bảy bún bò nè. Ok. Rồi lên giùm em màu hoa vàng, chị màu này đẹp quá nhiều. Nga Thanh 60kg vừa nha Nga Thanh ơi.
Ôi là cái màu này mấy chị. Chịu nổi không mấy chị? Bày bún bò đây nè, tỉnh trừng đây nè, hai đứa làm đây luôn nè. Đó. Cắt nhau luôn á. Đưa hàng này khẩu sang hôm qua còn không chị? Nếu còn thì em một bộ sang nào vậy? Sang nào vậy em? Con lê dồn đơn. Lên màu vàng lên đi ơi, vàng. Trời ơi, màu này mặc tết mấy chị ơi, nó trắng da. Cái màu này nó thật luôn, nó trắng da kinh khủng luôn. Trời ơi là trời, cái màu này trời. Trời ơi là cái màu này đi. Trời ơi đẹp quá trời đẹp luôn á đi. 65kg hả? 65kg cao biết sao đó chị. Chị Hải Phạm bên em. Dạ không vừa đâu chị ơi, mấy cái bộ kia nhưng mà không vừa đâu, không vừa đâu. Còn bài đẹp cái kia nè. Màu này đẹp quá chị ơi. Phương lấy vàng. Giá này 240 nha mấy chị ơi. 240.000 mang vô. Na thanh vàng 60kg vô đi chị. Na thanh. Ba người đúng không? Mới qua, mới đưa qua luôn. Đây này. Bài như trinh đây số 2 chỉ kèm số ngoài. Chị nào có đơn kèm dùng đơn đi. Bài dùng đi Gia Hưng. Gia Hưng dùng. Gia Hưng nè. Phan bỏ vô với Phan bỏ. Phan bỏ dùng không? Bài với Phan bỏ nè. Huỳnh Điểu màu vàng, Huỳnh Ngọc Phượng màu vàng. Gửi hàng rồi em ơi. Bách Hiền màu vàng. Đẹp quá chị. Bách Hiền lấy màu vàng. Bách Hiền màu vàng. Phan bỏ đây. Cái vàng đẹp quá. Cơ Nguyễn vàng. Quỳnh Trúc vàng. Ok. Nghe Diệu màu vàng. Ok chị. Dương Hiền vàng. Ok chị. Kiều Đông lấy màu vàng cho chị Kiều Đông. Ok chị. 65kg cao 1m6 em 85 rửa lại giùm em nha. Em không tắm nó là không mùa nha mấy chị. Thêm vàng chị Gia Hân thêm là 2 bộ Gia Hân á. Em lấy 2 bộ luôn. Dồ đơn cho chị Hoa vàng với Phương Nguyễn. Phương Nguyễn kèm số cuối luôn giùm em đi. Trinh Lê dồ luôn nè. Trinh Lê luôn. Quay cái hoa vàng. Em nói thật mấy chị, nó đẹp một cây chị luôn. Chị Hương Lê ơi, con mình ba số cuối giùm em đi Hương Lê. Bên ngoài đẹp hơn trong mình. Hoàng Thảo vàng, Từ Nghĩa Thu một em vest màu vàng cho Từ Nghĩa Thu. Đẹp quá trời luôn á. Hương Lê còn lại số cuối giùm em đi, ba số cuối thôi. Có hoa da đẹp. Hoa da, hoa da đó hả? Hoa da có màu đen á chị, đời kiếm lên màu đen nha. Nguyễn Nga một vest hoa da chị Nguyễn Nga hoa da nè. Nguyễn Nga lấy hoa da. Hương Nguyễn kèm ba số cuối giùm em đi. Có hai đơn Hương Nguyễn rồi. Có hai đơn Hương Nguyễn nó lộn hết chị. Rồi chốt lại giùm em hoa vàng. Đẹp ha. Nguyễn Thị Hồng vest và Nguyễn Thị Hồng 240 nha Mai ơi. Chia sẻ like đi mấy chị để được phí ship. Cao 1m5667 chứ không vừa. 240 giùm em. Hương Thảo và chị Hương Thảo vest hoa da cho chị Ashley Nguyễn nè. Ashley Nguyễn mua nữa. Ashley Nguyễn hoa da. Em lên hết mẫu vest xong rồi em lên mẫu mới nha. Dồn đơn bạc. Hương Nguyễn có đơn kìa, dồn đơn bạc chị Hương Nguyễn đi. Hương Nguyễn hả? Liên Bích là lấy bông da với bông vàng. Sorry hoa vàng. Ashley Nguyễn lấy hoa vàng. Chị Liên Bích là lấy bông da với là bông vàng với chị Liên Hương Nguyễn. Chị có một rồi đó. Phí cao vàng 50 ký. Có một đơn cho mấy? Có một này. Đăng ký mua bộ bếp màu vàng và muối tiêu nè. Nè màu vàng với ánh kim á, ánh kim nè. Vàng với muối đẹp lắm chị. Số cao. Đâu có chiều cao vậy bộ muối tiêu. Bộ cao đơn chưa? Muối tiêu 13 này. Phí cao vô đi thiếu phí cao đi. Hoa vàng dùng đơn cho nhiều. Tiêm vỏ không kẹp. Tiêm vỏ với là tiêm vỏ Nguyễn Thị Cẩm tiêm vàng dùng. Rồi tiêm vỏ Nguyễn Thị Cẩm tiêm nha. Đây. Muối cao này. Cho lại số thoại đi Hoàng Thảo ơi. Mời đây hai bộ này. Nghĩ chị đi này. Thảo thả lại số thoại đi Thảo. Vàng này vàng đây. Rồi lên hoa đen. Ba chị Hiền bỏ người thì cắm tiên vô á. Tiên vỏ bên Nguyễn thì cầm tiên hả? Hai hoa đen đó mấy chị. Tiên vỏ. Hồi nãy là mặc hoa da, bây giờ là hoa đen. Hoa đen ít nha. Màu vàng, màu muốn kia cho anh cu anh. Cái đơn Hoàng Thảo đâu rồi? Tiên vỏ đây. Ba cho Hoàng Thảo để bỏ cái bia này mới đúng này, cái bia này mới đúng này. Anh thu anh. Màu vàng với màu. Hoàng Thảo đây này, Hoàng Thảo đây này. Đó. Không phải nó mới đúng á. Tiên vỏ đây. Chưa sẻ like lên giùm em nha mấy chị nhé. 087 á. Phương Nguyễn 087 á. 086 087 á. Rồi em lên mã này nữa là xong. À thì A3 màu sáng. Cái này có mẹ Hiên vỏ vãi. Hiên vỏ với là 74 vỏ dùng đơn vàng luôn kìa. Hiên vỏ với là Nguyễn Thị Cẩm Tiên. Nguyễn Thị Cẩm Tiên 74 vỏ trên đây nè. Nguyễn Thị Cẩm Tiên. Các nhân kèm thương phải bông da với bông vàng cho Liên Bích rồi. Đẹp mấy là bông da với vàng á nha. Ghi rồi. Anh Thu Anh lấy màu vàng với màu muối tiêu. Anh Thu Anh. Anh Thu Anh có đơn rồi. Rồi em cho năm mặt là hoa đen. Vết hoa
hoa đen. Dương vỏ, dương vỏ này. Thiên vỏ. Không thì vỏ thôi. Bông dạo rồi, cái Thúy Huỳnh. Thúy Huỳnh lấy vàng. Thúy Huỳnh xuất hiện mấy người ta. Rồi cho năm mặt là hoa đen mấy chị ơi. 951 hả? Hoa này là hoa da, này là hoa đen. Vừa nhé. Cái hoa này màu nào cũng đẹp hết trơn á. Em cắt hai màu cho mấy chị luôn. Không có ai có bán hết. Cái hoa này không có ai có luôn á trời. Cái đây da hơn dồn kìa. Đẹp quá trời luôn. Này, hai bộ không giá hơn giá. Chứ sẽ like anh để không có đơn cho mẹ con đi ăn luôn. Anh lên 8 288 951. Chị không phải đây đây, tiếp hình này đây. Này, là cái bàn hồi xuống tầm bảy đấy. Hả? Được không? Ừ ừ. Đổ bớt lên. Sạm hồng muối tiêu. Phía hình này khác, phía hình này là hoa đen đọc nga lên. Đi ơi đọc hoa đen đi con ơi. Trời ơi là trời. Hương Nguyễn hoa đen. Đen người ta comment quá trời luôn kìa. Hương Nguyễn hoa đen, Bích Chi hoa đen nè. Gia Hân hoa đen. Hằng Chương hoa đen dùng cho Hằng Chương. Rồi ok chị Hằng Chương. Hằng Chương có đơn để đây đâu tiêu rồi. Hằng Chương nè. Bích Chăm hoa đen. Phi Ngọc hoa đen dùng. Phi Ngọc dùng luôn. Phạm Hồng lấy muối tiêu. Phi Ngọc dùng. Qua đây với chị Vân, Vân Nguyễn. Ủa gì chị? Phi Ngọc đây, ta bộ Phi Ngọc đi. Này Hoàng Thảo lấy qua đây cho Hoàng Thảo. Rồi Phương Thanh lấy hoa đen. Ok chị. Phan hoa này Hoàng Thảo ra. Qua đây cho chị Tuyết Nhung nè. Hoàng Thảo okay, chị hoa đen. Tuyết Nhung măng cồ á chị. Kiểm tra hàng trước khi nhận hàng giùm em. Thanh Nguyễn đèn số điện thoại. Em lên hoa đen với em lên cái mẫu Burberry nữa là em lên mẫu mới. Anh kèm số điện thoại. Em nhau qua mẫu. Xã gia lấy hoa đen kìa. Em qua mẫu nha. Em lên cái sọc này nữa là em qua mẫu luôn. Mấy chị ơi, mấy chị muốn chắc giùm em nha. Đừng có đổi xã giùm em với mấy chị nha. Có muốn đổi xã gì xíu nhân viên gọi rồi hãy đổi nha. Ai đổi xã em xã luôn. Rồi lên hoa đen đi chị Hồng. Hoa đen cho Huỳnh Ngọc Phượng. Có đơn rồi đó. Qua đây cho chị Nga Phạm, Nga Phạm với Huỳnh Ngọc Phượng á. Bé bây giờ còn á mẹ Táo ơi. Đưa đây cái đó chạy cái gì không lắm gì vậy trời. Bà rố lên luôn á trời. Vô đơn bà nhé Hương Nguyễn rồi. Qua đây cho Ngọc Diệp Ly kèm số điện thoại. Anh Kim hoa đen. Rồi mã kèm số điện thoại giùm em một dòng là mình có đơn hàng giùm em nhá. Mấy chị mua hàng không kèm số điện thoại làm sao mà Trang biết Trang chốt đơn cho mấy chị được. Hoa đen kèm số điện thoại giùm em. Ngọc Điệp Ly kèm số điện thoại nè, ánh kim hoa đen. Tuyết Võ hoa đen, Thủy Trường hoa đen kèm số điện thoại giùm em đi mấy chị ơi. Mua hàng kèm số điện thoại giùm em nha mấy chị nha. Rồi xíu lên sọc cho sọc đẹp em nó xíu treo đây đó mấy chị. Sọc đẹp quá trời luôn. Bé bé đồ còn á mẹ Táo ơi còn nha. Mỹ Dung hoa đen dồn. Thủy Trần hoa đen nè. Trang Võ hoa đen nè. Trang Nguyễn dồn, Mỹ Dung dồn kìa. Trang Nguyễn nè, Mỹ Dung nè. Mỹ Dung là 358 nuôi á. Huỳnh Ngọc Phường bảo em. Hôm bữa chị mua bộ vàng giữ cho em, hôm bữa mua xả ra rồi chị. Ngọc Điệp Ly nè, bỏ vô hoa đen. Ngọc Điệp Ly vào đấy chứ. Chưa. Đọc được huy chương này nè. Tuyết Võ nè, Ngọc Điệp Ly, Thủy Trần. Rồi là đơn mới đó, hoa đen Ngọc Điệp Ly, Tuyết Võ, Thủy Trần. Qua đây cho Ashley Nguyễn. Ashley Nguyễn đây rồi. Ashley Nguyễn đây rồi, Nguyễn rồi. Hoàng Thảo hoa đen vàng rồi, Hoàng Thảo muốn chiêu vô đó chị Huỳnh Liễu kìa, muốn chiêu vô cho Huỳnh Liễu. Sao trên năm mặt có 240 à? Mua 2 bộ. Hoa đen hoa vàng. Chị Kiệp Hổ hoa đen với lại chị Kiệp Hổ hai bộ điều ghép ship phần điều ghép Nguyễn cũng... Kim lấy cái bộ hoa đen. Nguyễn Kim hoa đen nè. Thủy Trần đây là hoa đen á. Hoa đen với hoa vàng cho bộ hoa vàng đi. Rồi chuẩn bị lên màu xuất sắc nhất mà. Hoa vàng lại em. Trang Nguyễn hoa đen cho Trang Nguyễn. Trang Nguyễn bên màu muối tiêu còn rồi kìa chị. Còn hai bộ đưa cho em đi, muối tiêu. Trang Nguyễn ba bộ. Muối tiêu còn ba bộ hoa vàng đi. Đây lại em. Trời ơi cái màu này đúng sang. Nguyễn Phi kèm số điện thoại. Dồn đô hoa đen cho Bạch Trang. Bạch Trang hoa đen này. Bạch Trang bên này. Cho bộ vàng cái mẹ đưa bộ vàng đi. Muối tiêu còn có mấy bộ này chị ơi. Chị nào chưa có lấy nha. Rồi hết luôn á. Muối tiêu còn 3. Muối tiêu còn 3 nhưng rồi chân qua màu Burberry luôn mà chân qua màu mới cho mấy chị. Ba hoa đen cho mẹ Táo kìa. Ba hoa đen cho mẹ Táo. Đây mẹ Táo ba hoa đen á. Rồi. Hoa Nguyễn Phật BBG cho Hoa Nguyễn. Hoa đen được đi kèm số điện thoại. Những kim hoa đen rồi. Hoa đen Gia Hưng lấy hoa đen chưa chưa phải không? Ừ, Gia Hưng bộ. Gia Hưng bộ hoa đen kìa. Rồi. Rồi lên Burberry. Rồi cô bé Gia Hưng này. Rồi sao rồi? Trời ơi. Cái màu này đẹp giả mang luôn mấy chị ơi. 465 cái đổ lại luốn chị. 65 muối tiêu Huỳnh Điểu rồi phải không? Rồi bà ơi. Trang Nguyễn. Trang Nguyễn rồi. Trang Hồng muối Phạm Hồng muối tiêu này, lên bảy đuôi đó. Phạm Hồng lấy muối tiêu. Anh tu anh màu vàng mà muốn chịu cái đơn anh tu anh đâu rồi ta?
240 một bộ mát. Anh thua anh nữa. Mua 2 bộ không tính tiền ship. Mua 2 bộ mát miễn ship nha, một bộ vẫn tính ship nha mấy chị. Trời ơi là cái màu chi lạ vậy trời. Trời ơi là cái màu sao nó đẹp dữ vậy trời. Đơn cho một bộ trên đây nè. Trời ơi là trời cái màu này mấy chị. Xuất sắc. Rồi lên cho em màu này đi. Hoa Nguyễn Sĩ hả? Hoa Sĩ, chị nhắn cái Zalo này giùm em chị Hoa ơi. Chị nhắn cái đâu khoảng đi chị ơi. Hoa đen cho chị 55kg chị Nguyễn Nguyên. Nguyễn Nguyên hoa đen. Quá trời luôn. Hoa đen vô cho Ngọc Minh Trang. Ngọc Minh Trang vô hoa đen cho Ngọc Minh Trang. Có đơn rồi đó. Ngọc Minh Trang vô vô. Rồi lên mất bộ hoa đen. Mẹ Sáu không chốt đơn chưa? Rồi rồi. Chị đó đi chỗ này nè. Không nhưng mà chị chuyển khoản chưa? Chưa. Chưa. Chốt đi. Chính viên chuyển khoản sao? 10 bộ cho chị mẹ Táo. Sao mấy ngày này không kêu chị chuyển khoản cọc đi? Ừ. Cái đơn của chị đâu rồi? Đây nè. Mua bao nhiêu? Ngọc Minh Trang 3 cái bộ à. Chị kêu chuyển khoản cọc. Chuyển khoản cọc đi, vô chọn đi ơi. Không thôi xả đơn của chị bữa giờ đi. Cô hàng mà chị không có chuyển khoản gì hết trơn. Mấy ngày hôm nay để mấy ngày hôm nay bây giờ vô chọn nữa. Khách sĩ cũ nữa. Hoa Nguyễn khách sĩ cũ Hoa Trang. Hoa Nguyễn là lấy một cái BBR này chị Hoa Nguyễn nè. Đặt BBR chị Hoa Nguyễn là hai sọc đó. Không, chị em chuyển không hết luôn nha. Chị chuyển hết luôn hả? Chị lựa đi rồi xíu là em nhắn cho Miu qua liền bắt cho. Chị mua hàng bằng mấy ngày hôm nay chị không cũng không nhắn tin cho em để chuyển khoản cọc nó. Để sọc cho hàng trương kìa. Cái chốt chị đi mình tính Miu tóc của chị. Bỏ 10 cho Amanda chưa? Rồi. Để sọc chị hàng trương vô. Rồi. Phí trang BBR ngôi giấc ngô 10 cho chị mẹ Táo. Chốt cho chị đi trước mình lấy sao? Chị đã có Zalo chị mà. Bé sao cho Nguyễn Phượng chị nhắn tin rất nhiều. Chị ơi chị nhắn ở Zalo á, đừng có nhắn có Messenger, giao hơn dồn. Nhắn Zalo á là có mấy nhân viên nó chép cho. Nguyễn Phượng nè, Nguyễn Phượng. Chị cứ chốt đi 10 bộ cho chị mẹ Táo kìa. Rồi. Sao cho chị Hà Mỹ ừ. 10 bộ cho chị mẹ Táo, 10 bộ cho chị. Sao chị Ngô yêu cô kẹp có ngoại không gian mà. Xong cho chị Bảo Trâm Ngọc Phi không gian. Ngọc Phi Bảo Trâm không gian. Mẹ Táo rồi rồi ok xíu rồi em chốt cho. Hà Mi sọc rồi bê bây giờ Phan bỏ vô kìa. Phan bỏ rồi Phan bỏ. Không gian. Ngô yêu cô kẹp có ngoại. Mà kẹp lắm. Trang Huỳnh 65kg kèm số ngoại. Cho chị kết bạn Zalo. Rồi rồi kết bạn Zalo. Chị Hoa Nguyễn lấy 2 bộ BBR nè. Khách sĩ cũ chị Hoa Nguyễn. Mã kèm số ngoại. Hoa Nguyễn là 2 bộ BBR á. Để mua đồ Trang Huỳnh lấy 65kg cam mét nhiêu vậy? Cam mét 6 nha. Ngô Yến Ngô lấy đi em kèm số ngoại Ngô Yến Ngô. Để rồi Ngô Yến Ngô nè. Ngô Yến Ngô có đơn chưa? Hoa đen này chị ơi. Trang Huỳnh luôn nè. Ngô Yến Ngô có đơn rồi đó. Hoa đen đây nè chị. Hoa đen đẹp lắm, có màu da luôn á. Hoa này có hai màu. Đen với màu da luôn. Đây màu da đây. Chị Sáu ơi, hôm nay chị lựa trên like luôn. Em nhiều mẫu mới đó, chị lựa trên đây chốt trên đây luôn nha. Sao cho chị phát tài nhân đôi. Đây chị. À muối siêu và sao chị Quân Trần. Đen với da nè. Quân Tân nè. Phát tài nhân đôi là đẹp sọc. Đào chưa có lấy. Quân đen Tân lấy muối siêu với sọc cho chị Quân Tân. Một tí thôi cho bồ một tí không? Đây có rồi. Hoa đen với hoa da. Có đầm chị ơi, hôm nay có đầm. Lý Hậu lấy sọc, Ngô Yến Ngô rồi rồi. Ngô Yến Ngô có được rồi. Hôm nay cái màu đẹp này lại cho mấy chị vô xong mấy chị coi. Ok em, chị cũng mời chị mẹ Táo lựa trên đây luôn đi. Nhiều khi hàng về em không có chụp, em không có hình gửi qua cho chị đâu. Lựa trên đây luôn đi nha. Nè, muối tiêu 2 bộ, muối tiêu với là sọc chị Công Tuần nè. Anh Thu Anh là lấy màu vàng với màu muối tiêu cho anh Thu Anh. Con nhớ không ghi đơn này rồi mà ta. Cái màu này đẹp lắm nha mấy chị. Nè, muối tiêu với là vàng, muối tiêu với một vài trăm. Chị nào chưa có vết màu đẹp lấy nha, lẹ lên đi em qua. Mẹ còn 5, còn BBR không? Lên đi. Mấy thêm 5 cho chị kìa. Chị nào? Mẹ Táo á. Phát tài nhân đôi xét sọc size M. Rồi ok. Like xong đi em bắn đi qua liền cho em tính liền. Rồi rồi đây. Em bắn đi em gửi cho chị. Đây lên màu đẹp nè chị nào hỏi. Đây màu vàng rồi có. Thôi cho chị
Ngọc Vy có đơn này. Ngọc Vy thêm bộ hoa da nữa là 2 bộ đó. Ngọc Vy là 2 bộ luôn á. Mua 2 bộ phi ship nha mấy chị ơi. Chốt cái nón hả? Chị ơi là đâu có bán nón đâu. Em đâu có bán nón đâu người đẹp. Rồi ok, cảm ơn chị mẹ Táo nha. Cảm ơn chị mẹ Táo. Có đầm lưng không em? Có lên đầm nha, xíu mới lên có đầm. Có lên đầm chị ơi, đợi em xíu. Xíu em mới lên. Tế mấy chị mặc đầm nhiều cho nên em thấy may chứ. Em thấy may đầm mà. Rồi lên giùm em mã đẹp này, chị nào chưa có lấy đi lẹ lên đi. Em lên mã mới. Bếp màu đẹp. Cái màu này đẹp quá trời luôn. 2.4 á người đẹp. 2.4 nha. Số 5 cái cam hết 6 lỗ lại. Cái màu này mấy chị dễ sợ. Mét 52 năm nay chị 7 kg bao đẹp. Nhiễu thì hồng vân. 1m52 57kg người nha. Nhưng mà chịu có cắt like hoặc là đi dưới cam. Alo. 52 không có dài lắm đâu mà cắt like làm gì. Rồi lấy giùm em màu đẹp đi, còn ít lại lại lên đi em màu đi. Không lên lên đầm cho mấy chị mặc tết nha. Lên đầm cho mấy chị mặc tết. Có sẽ đông rộng luôn. Ừ, chị sửa cho em đi 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 quá. Chị là bên mua cột đúng không? Rồi lên đẹp đi ơi. Sửa cho em. Đẹp hả? Đẹp. Đang bằng chị Hoa Nguyễn. Hoa Nguyễn mới có 2 bộ mà 2 bộ PPR rồi á. Trời ơi màu đẹp quá mấy chị ơi. Đẹp cho chị Tài Linh Hân. Bài Linh Hân đẹp nè, kiệp bổ hoa vàng hoa đen mỗi ba hoa Nguyễn này. Rồi rồi rồi, kiệp bổ có rồi. Ừ, kiệp bổ 2 bộ. Mã đẹp chị Ashley Nguyễn nè. Trang Nguyễn, Ashley Nguyễn. Tiết Nhung mã đẹp dùng. Nguyễn Phượng mã đẹp. Ngọc Vy dùng. Kiệp Yến màu đẹp, Tài Linh Hân đẹp, Phạm Châu Phạm mã đẹp. Nguyễn Phương Tuyết Nhung. Nguyễn Phương Tuyết Nhung dùng. Cái màu này mà chị bộ đồ màu đẹp với bộ đồ màu sọc da, cái đơn phía sang thôi. Cái màu này mà không lấy thì thôi luôn, cái màu này quá đẹp. Màu này có đơn phía sang. Đây cho em đi. Phía sang đây. Đó, màu đẹp với màu da, màu đẹp với sọc da. Mấy chị thảo gì rồi like cho em. Để em sọc. Mày em chị màu da hả? Rồi đẹp trai đi con. Sọc, màu đẹp với sọc da. Rồi. Màu đẹp với chị ngon kèm kèm tốt ngoài. Bếp rửa số 2 cái con vừa đây nha. Đọc lại. Tuyết Nhung Nguyễn Phượng Gia Hân dùng. Tuyết Phương Nguyễn Phượng Gia Hân. Tuyết Nhung. Tuyết Nhung Nguyễn Phượng Gia Hân đọc tư tư thôi. Ngọc Vy dùng. Đây Ngọc Vy 46 kim với 55 vừa nha. Kim Yến màu đẹp, Tài Linh Hương màu đẹp, Lý Hạnh màu đẹp. Lý Hạnh dùng. Không, đưa em một ly nữa đã. Lý Hạnh dùng. Tuyết Trinh Lê đẹp số 2 ký vừa nha. Huỳnh Duyên màu đẹp, chị Huỳnh Duyên. Ủa đổ riêu còn mấy bộ vậy? Bộ đẹp rồi chứ. Phan Võ kìa. Đẹp Phan Võ vô. Đẹp là mấy Nguyễn Thị Hồng vô. Đẹp đẹp. Nguyễn Thị Hồng vô luôn. Nguyễn Thị Hồng. Rồi. Tuyết Lê. Ngô Huyền Tài Linh Hân Kim Yến rồi. Mó đen chị có màu đen. Ủa chưa hết đen hả? Tuyết Trinh Lê Thị Huỳnh Duyên. Chưa có màu đen mấy chị. Nó hơi ngắn xíu nha. Nguyễn Thị Hồng vô chưa? Nguyễn Thị Hồng. Chưa có đen hả? Mấy chị chưa có đen hả? Màu đẹp cho Nguyễn Kim Dồn. Nguyễn Bê Kim Dồn luôn. Phạm Châu, Phạm Châu có màu đẹp. Màu đẹp đang bằng không không gian. Không gian dồn. Mấy chị chưa có màu đen hả? Đây đây màu đen đây. Chốt 12 bộ đi để cho phi ship cho mà mặc tết. Trời ơi. Nguyễn Phượng cho lại số mời Nguyễn Bếp. Phượng ơi, chưa có đơn bếp đẹp bằng mỗi người. Anh Nguyễn mã đẹp cho anh Nguyễn. Bếp đẹp bằng mỗi người bù lắm. Anh Nguyễn dồn. Anh Nguyễn là có không? Đây cho anh Nguyễn. Oanh oanh. 1m56 60kg người nha. 65kg cao mét 6 chị lên chị Tuân ơi, chị mới vừa nha. Rồi em lên màu đen cho nha. Là em qua mà em qua đầm trước đi ha. Em lên màu đen để em qua đầm. À, màu đẹp lên cái riêu nữa. Chị Thiện lấy màu đẹp kèm tốt ngoại. Chị nào có đơn kèm vô đơn giùm con đi mấy chị. Giùm em đi mấy chị. Còn ơi. Anh Nguyệt chứ. Bánh chim nữa anh ghi chứ. Anh Nguyệt. Rồi lên màu đen, lên đen vàng. Lên đen vàng nha. Trời ơi. Kiệp bộ có hoa vàng hoa đen rồi Kiệp ơi. Chí Thiện kèm tốt ngoại. Lê Nguyễn Quỳnh Anh lấy bộ đang mặc 58 như Lê Nguyễn Quỳnh Anh chưa có người chứ. Rồi đây luôn. Chí Thiện luôn. Rồi Chí Thiện. Rồi lên màu đen này mấy chị nào chưa có lẹ tay nha. Từ từ đã chị Hồng ơi, sửa lại cái đã. Rồi. Rồi lên màu đen này đi ơi.
đem đẹp giá mang luôn. Rồi lên đen lẹ, lên đen, lên đầm. Chị nào chưa có đen lấy đen lẹ. Đen này là khỏi chê. Đen này là khỏi chê rồi mấy chị ha. Kim ơi kèm số khỏi đi Kim. Đen này là khỏi chê đi đâu được. Đen sang quá trời sang luôn. Kim lấy số khỏi kèm. Kim lấy màu đen kèm. Ông xin số điện thoại chị Phương lại đi. Nguyễn Phương á. Nguyễn Phương cho em xin lại số khỏi. Trời đen đẹp quá trời. 1m54 vừa nha. Đen hoa vàng gì hàng trương dùng. Hàng trương là đen hoa vàng này. Hàng trương 24. Hàng trương bên này bên ở ghé. Bên này cuộc đời á, kêu quá cánh đây. Đẹp quá trời luôn, chứ hoa này đẹp quá mấy chị. Liên bất hai đứng luôn. Màu thì sang quá trời luôn á. Sang chảnh lắm luôn. Bộ đen cho chị Loan Tuyết nè. Loan Tuyết này bảo. Đây còn ngọc diệp ly dùng. Ngọc diệp ly dùng. Diệp ly nữa. Số 7 chỉ không vừa nha Loan Tuyết, cái cổ đen này gạt 2, 4. Loan Tuyết cho lại số thoại chị ơi, cho có 9 số à. Nguyễn Nga dùng vest đen này. Nguyễn Nga có đơn Nguyễn Nga bãi bao đẹp 8876. Nguyễn Nga hả, 8876 á. Phải không? 240 rồi chị ơi. Có 240 một bộ vest là rẻ bèo luôn. Mấy chị nãy cô mua chưa con? Bộ này chưa mua, này hàng mới mà cô. Này chưa có nha, này hàng mới cô. Vest này mấy chị mua hàng nhà Trang là quá sướng luôn, quá đẹp, quá rẻ. Một sập đằng sông, số 5 ký không? Cho vest 6 nhìn chung lấy đen. Nhung Nguyễn lấy đen này. Đây này 240 nha mấy chị ơi. Nhung Nguyễn lấy đen 240. Mua tiêu còn mấy bộ rồi chị ơi, lấy đi. Chị nào chưa có đưa giùm em đi. Có mấy bộ nữa hết lô luôn á. Này đen trắng. Rồi lại lên qua mẫu khác nha. Này đen hai này. Alo. Lên đầm trước hay lên lóng rộng mấy chị. Alo. Nè muối tiêu nè. Muối tiêu đẹp chưa? Chị nào chưa có muối tiêu lấy nha, chẳng còn 3 4 bộ là hết luôn. Đẹp chưa? Da hơn, từ từ chờ xếp da hơn này, Ashley Nguyễn. Da hơn này. Ashley Nguyễn. Rồi ai lấy muối tiêu đen trắng nha. Trời màu này đẹp xuất sắc, còn 3 bộ hết lô luôn. 3 bộ hết lô. Lấy bộ. Hai bộ rồi chốt lẹ. Muối tiêu đi ơi. Không bán nha, kêu bà trả xếp mà thu về nha. 1m668 ký không vừa. Ờ. Lên ống rộng đi em, giờ rồi em lên ống rộng. Em lên ống rộng nha. Ai lấy muối tiêu chốt em đi. Trời ơi. Lên ống rộng. Dẻ hả? Rồi đẻ ra nè. Màu bông muối tiêu kim yến có đơn rồi á, đem hoa vào cho chịu anh Nguyễn dồn luôn kìa. Anh ơi anh kim yến. Anh thu ship cho bà đi, trời ơi đặt 3 bộ giao lấy bộ em không có bán đâu. Ờ tìm tìm. Ờ còn. Bây giờ anh hát giao lại đi rồi kêu bà chạy. Lên gì đây. Nước trời ơi. Cô đây có mùi tiếu á. Rồi sáng giờ bận nó không cảm nha. Rồi lên ống rộng nha. Đen cho chị Huyền Nguyễn này 59 kg vô chị Huyền Nguyễn. Màu đẹp Thúy Lê kèm số điện thoại. Muối tiêu cho Huỳnh Ngọc Phượng dồn. Muối tiêu Huỳnh Ngọc Phượng dồn. Huỳnh Ngọc Phượng hả? Ờ Huỳnh Ngọc Phượng hơi chứ có. Một muối tiêu nè. Ngọc Nga Phụng muối tiêu kèm số thoại. Hả? Muối tiêu này còn mấy bộ? Bán đi đi. Lấy. Còn mấy bộ á? Ờ mình lên sườn. Mười này đâu? Mười này còn lại bao nhiêu đâu? Rồi anh em riêu. Đó. Màu đỏ. Màu đỏ với màu kia. Còn mấy màu này là muối 15 thôi. Á 10 thôi. Rồi lên cổ độ riêu. Lùa. Màu đẹp Thủy Lê kèm số thoại. Đen cho Trần Thị Mỹ Lan kèm số thoại chị Lan ơi. Ủa Kim Yến có đơn rồi phải không? Rồi rồi bỏ luôn hai bộ đi. Thủy Lan màu đẹp kèm số thoại nè. Ngọc Nga Phụng lấy màu muối tiêu. Ngọc Nga Phụng đây. Đắng. Đây với bà Hồng đi hai đơn rồi nè. Rồi bộ trang năng mặc là. Đây em cho mấy chị coi cái bản. Nó đẹp như là gái 18 luôn. Là có nhũ nha, em đang đây lại. Trần thì Mỹ Lan cho mấy chị thấy cái lá không? Nó nhũ vàng không? Nó nhũ ánh vàng mấy chị thấy không? Rất là đẹp luôn. Rồi lên cho Trang mã này là mã lá riêu 260.000. Này là lụa cao cấp mấy chị nha. Bộ em Trang đang mặc là lụa cao cấp. Nhưng hàng vải không đẹp em Trang tặng luôn nha. Chốt giùm em là lá riêu kèm số điện thoại 260.000. Cái này là xóa kho luôn mấy chị, chứ cái này là bán không hết từ lâu rồi. Rồi lá riêu 200 260.
lụa cao cấp giùm em rất là mạnh luôn. Có lụa nhũ nha, mấy cánh vàng này này, mấy cái lá nó nhũ vàng vàng lên đẹp lắm mấy chị. 260 ngàn giùm em, lụa cao cấp rồi cổ đổ giùm em rất là sang luôn. Em đang may lô này là lụa này có tay dài luôn, đang may lại tay dài. Em đang may lại tay dài luôn mấy chị, sắc nách luôn á, sắc nách và tay dài luôn. Rồi cái 260. Này còn, cái này còn có màu màu tím á, màu tím 22 riêu giùm em nha. Có đổ một bộ chữ ngọc châu riêu giùm em, ngọc châu này. Mấy mẫu này mà tay ngắn hả? Ôi. Một là tay dài, hai tay cánh nhau trời. Đó, cũng được mặc tay ngắn chị. Một tay dài, hai tay sắc nách chứ. Ngọc châu kèm tốt hoài châu ơi. Rồi riêu giùm em luôn. Cái này có không? Có ngọc châu không? Chị nào có đơn kèm dùng đơn giùm em. Riêu kèm số hồi giùm em, quần ống suông nha. 260 ngàn giùm em. Riêu đẹp lắm mấy chị. Riêu đẹp lắm. Còn nữa đây chị Diễm Tuyên. Diễm Tuyên nè. Kèm số hoài Tuyên ơi. Trời ơi nó đẹp như gái 18 đó chị. Nhân vải đi. Chị nào có đơn kèm dùng đơn giùm em. Nhân vải nhận hàng cho em, bao kiểm tra hàng luôn. Hàng không để em tra không lấy tiền. Ngọc Châu Diễm Tuyên nè. 26. 260 ngàn. Diễm vải đẹp lắm đây. Lô sau em có may lại số lượng lớn. 70kg không ngồi nha chị ơi, 65kg thôi. Em đang may lại lô này số lượng rất là lớn luôn mấy chị. Đẹp lắm. Hoa đoàn màu riêu. Rồi. Thư Nguyễn màu riêu. Bộ còn bộ nút cổ sơ mi không? Còn á chị. Lá đi chị bị khổ là đời dồn nè. Rồi ok. Chị bị khổ là đời dồn nha chị. 240. Anh Kim lá riêu dồn, anh Kim ba ba một cắn á. Ok chị. Đứng đó chị xem con. Dạ 240 đó chị, 240 ngàn. Anh Lương Nguyễn Sĩ, chị đen vàng 250. Đen vàng 250 là 240 hả? 240 đen vàng này á. Ngọc Châu nè. Bị khổ là đời mà không đánh được đây. Ngọc Châu. Nó đứng chị Lợi ơi đẹp lắm. Đây Ngọc Châu. À. Ngọc Châu mới rồi. Bên kia. 65 chỉ cần 1.6 giùm em nha anh Kim nha. Có rêu tay dài không em? Rêu tay dài hả? Đang bay á chị. Rồi qua mẫu luôn. Ơi còn cái nào không? Lá đâu mà cho chị Ngọc để nè. Đây Ngọc để luôn. Để ơi đơn hôm qua đi rồi nha, để nha. 4 bộ 5 bộ nha, đi rồi đó. Đi được là bằng ấm luôn. Quách Mỹ Ngọc, lá riêu Quách Mỹ Ngọc. Đây là riêu này. Có rồi. Ống vừa phải không? Dạ xuống vừa chị, màu đẹp cho chị Kiều Nguyễn 10.3kg là sơ mi màu đẹp phải không? Đây màu đẹp đây. Nguyễn Đăng Khoa riêu tay dài. Không. Em không có riêu tay dài nha, riêu sắc nách chị ơi, không có riêu tay dài. Ừ, lên giùm em màu nu. Lên dùng trang màu nu. Riêu chị Bích Lợi nè. Ôi. Đẹp. Màu đẹp cho Kiều Nguyễn nè. Nè. Cái bộ lá này, lá riêu Bích Lợi luôn nè. Lá riêu Thịnh Trần dồn luôn. Rồi Thịnh Trần Bích Lợi. Thịnh Trần như dồn gần 7 bốn bò hay sao á. Ngọc Úc lấy 26 màu đi cho Ngọc Úc. Có đầm á chị, đợi em xíu em lên đầm chứ. Có đầm đợi em xíu lên đầm. Rồi rồi rồi, có em sửa tiền không? Hay là anh sửa luôn. Rồi lên màu à. Lấy màu à. Màu này là màu gì? Anh sửa đúng không? Rồi anh sửa để điện nghe. Cảm ơn anh nhiều lên nha. Lên em mã VIP nu đi chị. VIP nu giùm em nha. VIP màu nu. Cho em cái con bộ lá riêu đi này, lá riêu này. Lên đầm đi em, rồi ok chị. Sống mày lên đầm. Trình Trân hả? Cho em hỏi đơn màu tím hay màu đỏ đi rồi Thúy ơi. Mai nó giao quá Thúy. Rồi lên giùm em mã. Dọn đơn lá riêu 7 bút bò. Lên giùm em rồi. Màu này là màu nu. 7 bút bò lá riêu. Màu này là màu nu. Cái này 240 nha. Quần ống rộng. Lên giùm trang mẫu cho năng mặc là nu. Cái mẹ bộ riêu nè. 240. Nu 240. Quần này mấy chị có thể phối với áo thun cũng được nha, có thể phối với áo thun cũng đẹp luôn. Rồi lên nu đi ơi, 240. Mày bút bò riêu. Mày bút bò đâu, mày bò đâu. Rồi lên nu. Mày bút bò đây tí mày. Mày bút bò riêu nè, riêu nè. Rồi mày bút bò thôi đó. Rồi nu rồi em đưa họa tiết đi. Hỏi nó mặc còn em ơi, dùng bộ riêu gì chưa? Lê Hà nè. Lê Hà dùng tới bộ riêu đó là hai bộ gì Lê Hà? Dạ, sống này em lên đầm chị ơi. Sống này em lên đầm. Rồi em đang mặc là nu nha. Đưa giùm em họa tiết mà mẫu này. Một cái mặc 240.
một cái mà 240 lên đồ tay dài rồi, còn bộ nào giống lá đi một khác không trang tím lắm, không có tím không, còn màu tím không nhở, màu tím như qua lấy 20 cho trâu rồi, tím cho đó hết rồi hả, để hết rồi thôi. Nuôi ngựa cho Từ Nghĩa Thu vô, Từ Nghĩa Thu vô cho chị nuôi ngựa nhiêu tiền, 240 á chị, 240 rồi. Mã Trăng Măng mặc là ngựa nuôi, ngựa đen Từ Nghĩa Thu lấy không, không không Từ Nghĩa Thu lấy đấy. Đây nè, ngựa nu ngựa, ngựa đen nè. Hai đơn á, ngựa nu ngựa đen giùm em nha, 240 biết cho Nguyễn Đăng Khoa, rồi Nguyễn Đăng Khoa màu nu này đi, đang mặc có màu khác không, bộ riêu hết, bộ muối tiêu với bộ lá riêu, chị Kim Diệu muối tiêu với lá riêu, người đó qua gặp có loại muối tiêu với lá riêu Kim Diệu này, muối tiêu lá riêu Kim Diệu, muối tiêu lá riêu, rồi ngựa nu ngựa đen cho Trang, ai lấy chốt giùm em ngựa nu ngựa riêu nhé, trai này nu với riêu nè. Đó, hai bộ cho chị và Kim Diệu đó, muối tiêu với lá riêu có đen đó chị, ủa này nu với đen này mẹ tao có năm bộ cho ta, nu với đen giùm em hai màu, năm bộ đen bộ em đang mặc có màu khác không, nó màu đen này chị, màu đen ai lấy nu, ai lấy đen, nu tiện hết hai bộ ăn à? Cho là lấy thôi, cho lấy 20 bộ à, đưa đây còn một tím nữa đây, đây bà bán thì rồi. Mẫu lá riêu bộ nu đen Vân Vũ, nu là khác mà đen là khác nha, bộ lá riêu đó em có hai bộ màu tím nữa mấy chị, nu là nu mà riêu là riêu nha chị, còn hai bộ màu tím đẹp chưa, trời ơi là trời vải đẹp lắm mấy chị ơi, nấu một lẻ mét rồi nấu Trang còn hai tím nha, chị nào lấy cổ độ sắc nách lụa cao cấp 260, bộ này thị trường bán 400 mấy đó mấy chị, nhận hàng đi có thử lời Trang nói đúng hay là sai, lá riêu cho chị hình chậm chiêu này, rồi lá riêu cho hình chậm chiêu, rồi lá riêu còn màu tím hai bộ, à lá này 20 hả, tím hai bộ, Trang Nguyễn đây được, đây còn Trang Nguyễn màu tím đó. Từ từ đen cho chị Mỹ Loan, cẩm lê màu tím này, Trang Nguyễn chị năm bảy á, Mỹ Loan đen 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 anh đen tím cho Ashley Nguyễn rồi hết, cẩm lê còn đứng chưa, cái màu cái lô cổ đổ này em đang may là số lượng rất là lớn, em chọn tới 20 màu vải luôn, em chọn tới 20 cây vải luôn cho nên mấy chị tha hồ, mấy chị chọn 957 này, Ashley Nguyễn bỏ vô này, ngựa đen cho đen đi Trang Nguyễn, cái mẫu đó còn màu gì nữa, ngựa đen chị anh Kim, ngựa đen chị anh Kim kìa, anh Kim kìa, đi còn màu gì nữa đi, lấy mấy bộ ăn cho mấy chị đi, mấy chị hoài quá trời luôn, nếu có đó thì đi không lấy nữa, rồi dồn qua cho bà kiếm cho Diễm Tuyên kìa, về ghê á, Diễm Tuyên với Cẩm Lê, Cẩm Lê còn đứng chưa, Cẩm Lê chúng có đơn kèm số điện thoại, Cẩm Lê kìa, dồn cho chị Diễm Tuyên đi, rồi hết tiếng rồi mấy chị ơi, ngựa đen cho chị Thảo Phạm, Thảo Phạm bao nhiêu ký, kiếm 20 kiếm 20 nâu đỏ mũi thứ 15 còn lại là 10 hết có đâu là 20 dân bạn đi chụp lúa nào bạn lụa ha, hết luôn đang lô sau đang may nhiều lắm, nói bảo lô sau lấy đi, không hôm qua con chừa rồi đó, hôm qua con chừa rồi, rồi bộ như cho năng mặc có con đen này, kiếm cho Đoàn Diệp Tiên có lấy không, để chú chị Đoàn Thảo nha, rồi Thảo cũng lấy tím nè, Thảo Phạm ơi đưa người đen cho chị rồi, đi rồi, bỏ đây. Thảo Phạm bỏ người đen chưa, tím sáng nó chị Cẩm Lê nè, sáng nó chị Cẩm Lê nè, Thảo Phạm có đơn chưa? Thảo Phạm bán tim nhé. Rồi bộ đang mặc có con đơn. Nguyễn Thanh lấy bộ chị đang mặc màu trắng, Mỹ Loan lấy đen. Đây, Mỹ Loan đen đang mặc màu trắng cho chị. Máy số 1 khách bên chị Hồng ơi. Đây. Tím Đoàn Thảo hết tím rồi Thảo ơi. Đang lô sau lấy mấy chị, lô sau mang nhiều lắm. Cho em chai nước thì chị nhỏ rồi, tắt nước quá. Diễm Tuyên lấy tắm thêm 5 ngựa đen, ngựa bé ơi mẹ táo. Dạ cái táo nha, thêm 5 ngựa đen chị mẹ táo bỏ đi 5 bộ. Diễm Tuyên lấy tím rồi nha. Tụi cái gì đi chị đi. Đây bớt cho chị táo này. Chị táo bên được. Rồi. Mẫu đó. Mẫu như cho năm mặt có công đen nha. Công đen còn 2 bộ hả? Ờ công đen 2 bộ. Công đen nhưng còn đúng 2 bộ. Chị nào lấy công đen cho chị em công đen lại lên lên đầm mấy chị ơi. Công đen đúng 2 set nha. Công đen 2 bộ này, chị nào lấy công đen chứ chị em công đen 2 bộ. Thật vậy là có tím đấy. Đúng không Trang? Đúng rồi, Diễm Tuyên có tím á chị. Giờ hai đơn chị. Diễm Tuyên mở thôi. Rồi thôi đó. Còn 3 bộ tím ăn kiếm điện chứ đó.
Còn ba bộ tím này cho Đoàn Thảo, Đoàn Thảo lấy tím kèm số điện thoại Thảo. Đoàn Thảo lấy tím này kèm số điện thoại. Con đi cho thằng Nguyễn có đơn, thằng Nguyễn có đơn. Con đi cho thằng Nguyễn. Thằng Nguyễn chứ có đơn, con đi có thằng Trương à. Thằng Nguyễn rồi kèm bộ cho thoại. Năng mặc sọc đen sọc nâu. Bộ cho năng mặc có sọc đen sọc nâu luôn. Rồi bộ cho năng mặc sọc đen sọc nâu, chị nào lấy nha chốt. Sọc đen sọc nâu giùm em. Bích Hằng Ly lấy tím cho Bích Hằng Ly. Lấy tím. Đoàn Thảo lấy tím. Rồi. Bích Hằng Ly, Đoàn Thảo này. 260 ngàn nha, đẹp lắm đó chị ơi. 260 vải đẹp lắm, em đang may số lần khủng luôn á. 20 cây vải luôn, em may 20 màu cho mấy chị luôn. 20 hòa tím cái lượng. Đơn tím đi cho chị. Rồi tròn rồi chị ơi. Tròn rồi nha. Rồi mẫu trang năng mặc có sọc nâu với sọc đen. Quy quần á, mấy chị có phối với áo. Cái là số 5 ký đổ lại. Cái quần mấy chị phối với áo khác. 7-8 ký không vừa nha. Bảy tám ký không vừa đâu. Hồng Mai Thi bộ đăng mặt. Hồng Mai Thi kèm số ngoài. Hồng Mai Thi ơi. Vậy vậy Hồng Mai Thi vậy gì kèm số ngoài nhé. Rồi lên đầm đi mấy chị ơi. Vậy lên đầm quần ống nhỏ đây nè. Cánh nào quần ống nhỏ đó chị, có quần ống nhỏ không? Đầu chân có chị, để em lên đầm xong cái em lên quần ống nhỏ cho, hay là lên quần ống nhỏ trước mấy chị ơi. Sọc đen sọc nâu ai lấy chốt nha. Rồi đưa đầm qua em nhìn Hồng ơi. Sọc đen nâu đó. Ashley Nguyễn sọc đen nâu nè. Đây. Sọc đen nâu Ashley Nguyễn. Đen nâu. Đen nâu Ashley Nguyễn lên đầm đi em. Rồi em lên đầm liền. Nha tớ con sẵn sẽ đơn dược quyết đây. Đầm này còn nhiều không? Màu kia. Dạ có số là nhưng mà tại vì cho em lại đi chị, khách cũ cho lại cho mình chị em khó rồi. Lên cái đầm đen đỏ chứ giùm em đi. Đây nè. Đen đỏ cột tím kia. Sau lưng nhé. Đó đó. Đưa hết bảng màu cho em luôn. Rồi 250 ngàn khoái nè. Bằng vôn. Cô đổ ra cái Trần Thị Sen. Cô đổ đi cái Trần Thị Sen. Đây là Trần Thị Sen cô đổ riêu. Bộ mướn tay dài. Một tuần nữa mình mới về nha. Tại vì đang may là số lượng lớn á chị. Một tuần nữa mới về. Rồi em lên đầm. Có may vàng đỏ chị. Nhưng mà hết rồi. Vàng đỏ bây giờ bán được lắm. Rồi lên đầm. Đưa hết bóng màu cho em. Kèm quần rồi bên trong thì em 65 kg đổ lại. Tết là mấy chị mặc đầm nhiều lắm cho nên là em may rất là nhiều đầm cho mấy chị. Em may rất là nhiều đầm cho mấy chị luôn á. Rồi lên giùm em mã đầm đi. Đầm cổ tim nhúng cái trước bụng rất là đẹp luôn ha. 250 ngàn cái. Chị nào lấy chốt giùm em đầm đi. Có quần ống bát chị. Có quần ống bát lên đầm trước đi. Trời đầm đẹp lắm. Rồi đầm đen lá giùm em nha. Đen đỏ. 250 ngàn một cái, 65 kg đổ lại mặc vừa cho em. Tết là mấy chị mặc đầm nhiều đúng không? Cho nên là em may đầm rất là nhiều cho mấy chị mặc. 250 ngàn trái đầm. Kèm quần rời bên trong giùm em nha, 65 kg đổ lại mặc vừa. Chị nào lấy đầm đen đỏ chốt giùm em đen đỏ nha, 250 ngàn cái. Trời ơi cái đầm này xinh lắm, mấy chị mặc tới là đúng bài luôn ấy. Rồi chị nào lấy đầm chốt đầm. Kéo cái bàn tới giùm em cái. 250 cái. Đầm đẹp lắm mấy chị ơi. Cô đổ. Cô đổ cái kiềm nút hoàng còn nha chị. Đầm đen đỏ giùm em 250 ngàn cái. Cái này là bằng chất liệu bằng voan nha mấy chị nha. Bằng vải voan cho em nha. Voan rất là sang luôn. Đưa giùm em bảng màu đi. Đầm này em có nhiều màu. Ngân Nguyễn đầm đang mặc màu đỏ đen như chị Ngân Nguyễn. Ngân Nguyễn cái này. Lê Huyền này. Lê Huyền cái này. Dung Lê. Dung Lê cái này. Thúy Kiều một cái đầm mà. Chị Thúy Kiều một cái. Một cái đầm cái gì Thúy Kiều. Rồi. Hồ Hoa đầm. Chị Hồ Hoa một cái này. Diệu Hiền một cái đầm cái gì Diệu Hiền. Diệu Hiền cái này. Trời ơi đầm này mà không lấy thì thôi luôn á trời. Ái Trang một cái đầm cho Ái Trang. Ok vậy Ái Trang một cái này. 250 mấy chị yêu ơi. 250 một cái. Đầm đẹp lắm. Hương Lương. Cái đầm đang mặc cho Hương Lương. Hương Lương hả. Đúng rồi hai bộ Mỹ xếp á chị. Đầm 250. Đầm đẹp lắm mấy chị. Đầm em may là rất là đẹp. Mấy chị nhận hàng mà
Von này đẹp lắm, mặt mát cực kỳ luôn ấy. Đẹp biết thi chị có một, chị có bụng vừa không? Vừa chị ơi. Có ba cái mặt mấy cái đầm này đi chị. Không này bự lắm. Rồi đưa giùm em đầm riêu đi. Rồi đầm em Trang đang mặc có hoa riêu luôn nha. Đầm em Trang đang mặc có hoa riêu luôn. Hoa riêu. Đầm hoa riêu cho em. Chị nào lấy đầm hoa riêu chốt giùm em đầm hoa riêu. Đẹp chưa nè mấy chị. Đầm hoa riêu kèm số điện thoại. Trời ơi cái đầm mà có 250.000 đẹp cực kỳ luôn. Là hoa riêu nha. Chia sẻ like lên giùm Na Trang nhé. Thanh Xuân lấy đầm hoa riêu Thanh Xuân. Rồi. Rồi đầm. Mỹ Hoa đồ bữa về để chị hai bộ Nha Trang. Bữa là không có hai bộ hai màu rồi. Ok chị. Em may tới 4 màu luôn á. Lô xoài may tới 4 màu. Thi Huế Nguyễn là điêu rồi Thi Huế Nguyễn. Thi Huế Nguyễn này. Đầm riêu. Riêu với là đi Thi Huế Nguyễn. Riêu với đang gì Thi Huế Nguyễn. Hoa đi Thảo Xuân. Hoa riêu đi Thảo Xuân. Cho con cái riêu cho hai riêu đi. Riêu. Riêu đó không giấy hết. Nâu vàng. Thảo Xuân lấy riêu nè. Nâu vàng, nâu vàng. Nâu vàng giùm em. Ai lấy nâu vàng chút giùm em nâu vàng. Hoa Linh xanh, Huỳnh, Linh Huỳnh hoa riêu. Linh Huỳnh lấy hoa riêu. Phương Linh lấy hoa riêu. 250 á chị. Ai lấy hoa vàng chốt hoa vàng. Ngọc Nữ lấy đập đỏ đăng mà cho Ngọc Nữ. Ngọc Nữ. Rồi hoa xanh của ban. Đẹp chưa? 250.000. Ai lấy hoa xanh của ban chị? Cái hoa xanh của ban này đẹp đẹp lắm đó chị. Alo. Trời ơi đẹp nhất ngay luôn. Rồi đầm hoa xanh của ban giùm em nhé. Hoa dạ, xanh của ban. Chị yêu nha. Nào lấy hoa xanh của ban chốt giùm em. Đầm hoa xanh của ban. Ủa? Để hồi sáng rồi cho tôi làm nào vậy? Rồi rồi. Bỏ đó. Để em nghĩ cho. Anh đọc đi chữ cách này. Rồi. Rồi đầm hoa văn vàng. Rồi ok, thử liền cho. Xíu nữa em lên mẫu lẻ. Đầm hoa văn vàng cho em. Rồi. Chị nào lấy đầm hoa văn vàng chốt giùm em nha. Trời hai cái mẫu này sang quá nè mấy chị. Trời ơi là trời cái đầm nó sang. Rồi hoa văn vàng và hoa văn đen. Vàng đen. Bạch trang. Đầm xanh có bao nhiêu bạch trang dù đơn. Bạch trang hay đầm xanh của ban. Bạch trang dồn đơn đầm xanh của ban. Rồi hoa văn đen, hoa văn vàng hai màu nè mấy chị. Đẹp chưa? Trời ơi cái đầm này mà 250.000 mấy chị không lấy mặt Tết phí lắm Trang nói thật. Có 250.000 một cái thôi, rất là rẻ luôn. Đó. Đây là màu đen và màu vàng nha, hai màu, đen với vàng hai màu. Rồi đầm nó mấy chị đầm ơi. Đầm hoa đen hay đầm trường lưỡng này, đầm hoa đen á. Là đầm đắp mặt á chị. Đầm hoa hai đầm lá gì đen hoa. Đen hoa hai đầm lá gì nữa. Đen hoa hai đầm á là cái đầm đen á đen. Đầm hoa này hai đầm đó, hai cái. Đó, cái nào là hai cái. Chân lưỡng lấy hai cái này đúng không? Là hai cái đang mặc á chị hay là cái hai cái hoa văn đen. Đang mặc là đen đỏ nha, có mình rõ đen lên chốt cho. Trang đang mặc là đen đỏ. Trang đang mặc là đen đỏ nha, và riêu với là vàng với là xanh của ban. Cái hoa văn vàng với là hoa văn đen. Rồi qua mẫu luôn nhỏ ơi. Lên mẫu gì nữa mấy chị, mấy chị thích sóng bát hay là quần sọ? Có đầm tay ngắn không em? Hay là có đầm xanh mắt luôn có em. Đầm. Đưa giùm em đầm tính tiên hai màu da với trắng đó. Ok, đang mặc hai cái gì trần lưỡng? Đây đang trần lưỡng đây mặc. Trần lưỡng đang mặc hai cái gì trần lưỡng? Lên quần ống nhỏ hay là lên đầm tiếp mấy chị, đầm mẫu khác. Nè trần lưỡng hai cái đang mặc gì trần lưỡng? Có beo hả? Cái này có beo không hả? Có đầm vết beo thôi. Có đầm vết đen. Nhét đỏ hai cái rồi rồi. Chị lấy riêu không? Riêu cũng đẹp quá không lấy hả? Đưa giùm em cái đầm cổ vuông đi. Đen vàng. Quần sọ. Lên quần ống nhỏ. Rồi lên quần ống nhỏ cho mấy chị. Lên đầm tay
quần ống nhỏ nha. Phi lụi mẹ. Đưa hết họa tiết của mẹ nhỏ. Cho em lại số ngoài đi chị, cho em lại số ngoài nha. Rồi lên ống nhỏ nha. Rồi 62, số 3 khi đổ lại mặt vừa. Sát Trăng đang mặc là quần ống nhỏ nữ hoàng. Rồi Trăng đang mặc hai màu, báo đen với báo da. Trăng đang mặc là màu da, báo da có màu đen nữa chị. 245 ngàn. Báo đen báo da hai màu, 245 ngàn. Vải phi lụa cực kỳ đẹp luôn mấy chị, vải này đẹp lắm. 245 ngàn giùm em nha. Ai lấy báo chốt giùm em, báo cùng sau giùm em đi hả. Cuối giờ em lai mẫu lẻ chị. Rồi ai lấy chốt giùm em nha. Trang đang mặc là báo da. Rồi ok, này đặt trong lửa là báo đen. Quần ngắn nhỏ giùm em, 65 kg đổ làm mặt vừa nha. Viết vỏ báo đen. Viết vỏ báo đen, 245 ngàn phi lụa. Mấy chị nhìn hàng cái vải này đẹp lắm. Báo đẹp lắm. Vải cực kỳ đẹp luôn ấy. Ashley nghĩa là báo da, còn viết vỏ là báo đen. Viết vỏ báo đen này. Có 6 kg không vừa? Cái này số có đồ beo không hả? Có đồ beo nha. Da. Da cho chị Ashley Nguyễn. Mẹ đâu? Mẹ chắc còn bánh chảo. Đen vàng rất trọng. Đen với da đó. Đen với da. Đen da rất trọng. Rồi sao? Trước vỏ lấy đen này thì mẹ bán xong mẹ ẩm nha. Rồi mẹ bán xong mẹ ẩm. Mẹ lấy bánh chảo nữa kìa. Cái đơn trần lượng bỏ xong rồi. Rồi đen da. Báo đen báo da hai màu. Báo da Lý Hậu. Đen vàng Lý Hậu trồng. Lý Hậu báo da cho Lý Hậu. Đen vàng Vũ Đức Trồng là gì đây? Vết hả? Rồi báo ai lấy nữa chốt cho em báo nha. Báo đen báo da. Lý Hậu dùng đơn báo da. Rồi rồi rồi. 245. Trời ơi là trời, mấy dì ơi lấy cái vải này mặc cho em là mình một tí thôi mấy chị. Cái này còn ít lắm. Mẫu đen Trang còn rất là ít, còn ống nhỏ nha, hoa băng đỏ. Vậy thôi, lấy Trang mặc cho mấy chị mà. Quay đó số hỏi đó, để 399. Xích xích tiền lỗ. Rồi anh chị đi hậu làm vợ. Đưa hàng đi con. Ngủ nước trồng lấy cái gì vậy chị? Bỏ chưa? Bỏ con ngon, con mùi chưa? Rồi. Đưa tiên liệu lên. Bỏ chị đó. Để tiên liệu, tiên ra là cái này. Hai bộ kìa. Hai bộ chị đâu kìa. Bộ nào đâu? Chị hơi bỏ đó hả? Ừ. Bỏ đi ăn con mẹ bộ á. Màng yếu hả? Cái phong quần phong ống nhỏ như vậy nè chị. Đây con chưa lên nè. Hoa đen nha. Hoa đen 245. Cái hàng tài xế còn 2 cho nè. Ừ, nóng rồi. Nóng thiệt á. Cách xuống 8 miếng nè. Hai xuống 8. Rồi, hoa đen nha mấy chị ơi, 245 quần ống nhỏ luôn. Ở sao có cột nơ vậy mấy chị? Đó. Ở sao có cột nơ nha. 245 hoa đen. Huỳnh Duyên bảo giá đây. Cái gì? Huỳnh Duyên. Huỳnh Duyên lấy báo da, 245 chị Huỳnh Duyên. Chứ cái gì một cái đầm báo da. Hoa đây gì Ashley Nguyễn này, vô cho cô Ashley Nguyễn.
Hoa đen dạ, cô Ashley Nguyễn. Rồi gần Tết tinh nhất là mặc màu đỏ đấy mấy chị ơi, hoa văn đỏ nha. Mua mặc Noel mặc Tết đấy mấy chị. Đây, màu đen, màu đỏ luôn, hoa văn đỏ. Dễ thương lắm. Hoa văn đỏ với điểm cột cái dây ở đằng sau lại nè. Thi Thái là hoa đen. Thi Thái lấy hoa đen cho chị Thi Thái. Hoa đen đẹp lắm mấy chị ơi, vải rất là đẹp luôn á. Nè vải nè, những hàng đi là biết nha. Lụa mềm mịn luôn. Rồi, hoa đen. À, hoa đỏ, hoa văn đỏ, hoa văn màu đỏ. Cho bộ hoa đen đẹp ơi. Cho bộ hoa đen kìa. Hoa văn đỏ chị nào lấy chốt nha, quần ống nhỏ. Quần ống nhỏ giùm em. Quần ống nhỏ. Hoa đen. Hoa đen gì Thi Thái. Báo giao rồi ok chị. Hoa đen đẹp sang nữa chị có mua rồi. Dạ, cái mặt mặt má lắm đúng không chị? Mặt nhẹ lắm đúng không? Hoa đen là đẹp mà sang nữa. Mà nhẹ lắm đúng không? Bãi nó quá nhẹ. Hoa đen. Có đơn rồi á. 288 có đơn rồi. Cái gì? Quỷ phân hoa đen. Nằm đâu đây nè. Có đơn rồi, có đơn rồi. Phong đó, cái phong hoa đen là tầm số 3, số 4 ký đổ lại nha mấy chị. Rồi, em đem quần ống bán luôn. Chị nào yêu cầu quần ống bán đi. Quần ống bán nha. Xanh cô ban tà xéo ống bán. Cô đang nói chuyện với mình nghe nè. 288. Đúng rồi. Ghi ao có ghi ao ba. Rồi, tà xéo ống bán nha. Cổ vua nè mấy chị. Cho chị xem đầm xanh riêu nha, Bích Dung Nguyễn. Rồi đầm xanh riêu đúng không? Rồi em đưa chị coi lại đầm xanh riêu nha. Rồi đây tà sẽ ống bát luôn. Nè đầm xanh riêu này. Đây cổ vuông ống bát nha. Form này là số 3, số 4 ký đổ lại. Bố dưới xuống đi. Số 3, số 4 ký của ống bát. Đẹp lắm chị ơi, xin của bà này đẹp lắm. Đây nè, chị Linh bên đi. 288 đó, 288. Thì chờ em xíu nha. Rồi đầm hoa riêu nè em. Đây đầm hoa riêu nè chị ơi. Đây đầm hoa riêu cổ tim nha. Đầm hoa riêu đẹp lắm. Tại vì dơ thôi chứ không có mặc vào được. Đưa thôi chứ không có mặc vào được. Đẹp lắm, cái này mà chị nào bụng bự á, là tại vì ngay trước cái eo nó có nhúng á, là nó không thấy bụng nha, không thấy bụng. Rồi đây quần có túi luôn nha, quần có túi luôn. 65kg đổ lại, 65kg đổ lại mặc vừa nha. Chị nào có bụng mặc mẫu này đi, không thấy bụng luôn. 250. Tay dài hả? Mình có bụng nào tay dài không? Tay xẻo tí, tay xẻo mày đưa đây đó. Nè cho chị ơi, tà xéo nè chị, đây nè, cái hàng hàng tà dài nè. Ừ. Đó, tà dài quần ống bát nè chị Vân. Cái này mặc lên dễ thương lắm á nha, quần nó bát ra á, tại vì em không có mặc vô được á. Đây, tà xéo tà dài nè chị, xinh lắm nha. 230, mẫu này 230 thôi, rẻ lắm. 230. Hoa văn đỏ vô nó cho chị Cẩm Lệ. Ừ. Rồi, ơi kìa. Cầm lên nào. Ho cho chị xem bộ đen. Hoa đen á. Bộ đen, hoa văn đen hay hoa đen vậy? Hoa đen hay hoa văn đen vậy chị? Không, chị biết nhưng mà còn mẫu khác không em? Còn nhiều. Bây giờ mẫu khác còn mẫu khác không? Đưa chị Vân Anh chị coi kìa. À đây nè chị. Chị lấy bộ này không? Cái dài này, cái này 250 em còn một bộ đó. Còn một set duy nhất thôi. Đẹp lắm nha. Đó. Chị Vân Anh lấy cái này không? 250, màu đẹp lắm. Ba Linh một bộ hoa xanh. Hoa xanh. Cái này hả? Hoa phải xanh đâu mà sao bao. Hoa xanh hay đâm xanh kìa. Hay đâm xanh riêu kìa. Cô Minh Linh lấy cái nào vậy cô? Ba Linh. Mai Linh hả? Từ để nhớ nha. Rồi, màu đẹp. Cái này còn một set thôi 250, màu đẹp. Mất vừa Ba Linh ra tới. Ba Linh sẵn. Bởi vậy không biết sao. Rồi, 250 màu à. Hoa đẹp nha, chị nào lấy Ngọc nha. Ngọc Châu hoa đen này. Ngọc Châu lấy hoa đen vô. Ngọc Châu. Ngọc. Chị Ngọc lấy Ngọc hoa đen. Em vừa đưa lên á. Lá này đúng không? Kim Bạch lấy hoa này đúng không? Đúng thì ok nha, em chốt nha. 250 nha người đẹp. Đúng thì ok nha, em cái này
em còn có con xét à. Đẹp lắm. Để cho Ngọc. Đúng thì ok nha, Ngọc Châu có đơn rồi. Bên kia 200. Rồi ok, Kim Bạch chốt nè. Kim Bạch chưa có đơn. Mẹ với Bạch Trang rồi, còn Kim Bạch chưa có. Đi mẹ đi, đi nè. Dương đơn mô đẹp 250, Bạch Trang kìa. Rồi Bạch Trang hết rồi, em có đi Kim Bạch rồi. Lấy mình lấy qua cái này đi, cái này cũng đẹp lắm nè. Cái này răng này mấy chị, răng nâu cũng đẹp lắm. Bao nhiêu kiểu vô bơ ta sẽ không? Cái ta sẽ là tầm 63-64kg á chị, đẹp lắm. 63-64kg. K6 nha, 63-64kg, mét rưỡi là cũng không có vừa đúng không chị ơi. Rồi lấy cái này không, cái hoa đẹp em hết rồi. Hoa đen hả, rồi đẹp hoa đen chị coi. Rồi chị lấy răng nâu không, cái mẫu đẹp đây hết rồi, cái này có răng nâu nữa nè. 250 nha. 250. Răng nâu cũng đẹp lắm. 250, 250. 250, 250 răng nâu. Cổ cổ trồng không em. Đúng rồi, cái này là trồng trồng từ trên trồng xuống á chị. Nhưng mà nó không có hở nha, tại vì đưa là nó sẽ hở ra, nhưng mà mặc vô là nó đứng cái cổ nha chị, chứ nó không có hở cổ nha. Mặc vô là giống như là cổ tim đắp chéo vậy á. Rồi đem qua đây chị Ngọc Châu quay lại nè. Không có bánh quả gì. Hai hết. Đây hoa đen là chị Châu ơi, đẹp lắm. Nha. Đẹp lắm, phải đẹp lắm nè. Phải lụa mềm mịn đẹp lắm. Đây. Đẹp lắm. 245.000 thôi. Rất là đẹp luôn, 245. Rồi chị Ngọc Châu lấy màu này thì chốt giùm em nha, 245. Em có nên bộ đùi BBR không? Có đùi BBR á, cánh tay cánh tiên nha. BBR này có đùi á, đùi tay cánh tiên á. Ừ. Vậy chị lấy chò neo không? Em hết BBR này mới còn chò neo thôi. Lấy chò neo người đẹp. Hai màu này mày mượn hai màu. Còn chò neo thôi à, hết BBR rồi. Sậu hả? Ừ. Rồi xả cái này luôn, hai màu. Cấm sậu. Nam kem quân. Hoa văn đen, á hoa văn da với là hoa văn màu trắng 160 nha. Form này là số 3 ký đổ lại. Số 3 ký đổ lại, ở giữa có dây thun nè. Đúng như hoa đen này. Đây, số 3 ký đổ lại nha. Cái này dây thun giãn, số 3 ký đổ lại. Tay cánh tiên. Hoa văn da với là hoa văn trắng nha. Chị nào chốt cho em nha. Đẹp lắm, hôm nay sale xả 160 thôi. 160 thôi mấy chị ơi. Chốt lại cho em nha. Lên đó. Đây, tay cánh tiên. Tay cánh tiên 160, hai màu, chốt lại giùm em đi mấy chị. 63 ký mặt bao vô tư luôn nha. Đó, vậy không có giãn nè. Em cũng biết nữa chị. Em kêu nó về Bắc rồi nhưng mà chưa có về. 160, hai màu. Hoa vàng nè, hoa vàng cho Trang Joke, Chi Joke gì đây nè. Hoa văn trắng nè, Chi Joke này thiếm, 160 cho Chi Joke có đơn rồi đó. Hoa đen 245 cho Thúy Huỳnh có đơn rồi. 160 cho Nguyễn Thùy Dương, lấy màu nào Dương ơi, lấy màu da hay là màu trắng dạ? Màu da hay màu trắng? Chi Joke có đơn rồi. Dương ơi, lấy màu da hay màu trắng vậy? Màu nâu này đúng không? Đây, Thùy Dương lấy màu nâu, Thùy đẹp lắm. Này, hoa đen này. Thủy hình có hoa đen 288 đuôi á. Đây Thùy Dương lấy hoa này 160 đẹp lắm mấy chị ơi. Trời ơi thiệt luôn á, bãi mango nha. Bao đẹp luôn á. Sale còn 160, bữa trước bán 230 là nay còn 160 à. Nguyễn Thùy Dương có đơn rồi. Nguyễn Thùy Dương có đơn. Đàm hoa văn trắng cho chị Bích Dung Nguyễn. Hoa văn trắng cho chị Hạnh Lê. Bữa nay có thúng lưới chưa em? Thúng lưới tầm 1 tuần nữa mới có chị. Bỏ hoa đen ra cho chị Ngọc Châu kìa. Không lấy hoa đen. Bỏ đó. Chị một cái hoa văn đen. Đâu cái này là có trắng với nu thôi chứ không có đen. Đi chị nó hỏi biết rơ tâm trong con vui nữa. Chị mẹ táo đó, con nói còn là mày nói chưa hết. Con hai bộ đây. À, ba bộ trắng nha, trắng nha. Cái này là hoa văn màu trắng. Rồi. Đó, thì là hoa văn trắng này. Rồi cái này luôn. Tâm hoa văn trắng là màu quần nha. Rồi văn lê này, hoa văn trắng này. Thêm vô đâu chưa? Đây. Rồi cái này màu da này, đó em cho mấy chị coi một lần nữa nha. Giao tới là đúng màu nha. Trời ơi. Đó. Hoa văn màu da.
160.000 mấy chị ơi. Cái này mình mua hai màu mặc thay đổi đấy mấy chị. 160.000 à. Rồi, chốt đi, chốt ai vậy thiếp? Hành lê màu trắng nè, Bích Dung Nguyễn lấy hoa văn màu trắng. Hoa đây cho chị My Nguyễn. Kèm số điện thoại. Lấy cho chị Đầm Da nha em, Thanh Thủy nè. Ghi cái đơn Thanh Thủy Zalo cho con đi, là không biết rồi. Thanh Thủy Zalo. Tại vì có chốt thêm hai bộ tà xéo nữa. Thanh Thủy Zalo. Cho chị Hoa Văn Gia Thảo Phạm. Thảo Phạm có đơn không nè, Hoa Văn Gia gì Thảo Phạm nè. Thảo Phạm với Hoa Văn Gia chị 16, sao tả 16. Thảo Phạm bên kia phải chị nhận. My Nguyễn lấy hoa đen 245 kèm số điện thoại giùm em nha. Có còn sơ mi tay dài không? Chị Kim Bạch ơi, sơ mi tay dài là bữa hộ em ngưng sọc màu vàng đó. Sọc màu vàng đó chị. Sọc vàng, sọc đỏ, sọc nâu. Còn có 3 màu đó thôi à. Chị đó may lại, đang may là chú về hoa băng màu da cho Bích Dung Nguyễn rồi nha. Bích Dung Nguyễn có hoa băng màu da 160 rồi, cái này luôn. Đầm bê bê rồi luôn này. Màu da dung đôn này. Dung đơn này. Cái gì? Phạt tay dung đôn này đây. Đây phạt tay dung đôn này. Màu gì? Da. Da này. Rồi đầm BBR luôn. Cái này còn 3 set á mẹ. Ừ. 3 set 160 chị. Và mẹ Táo có lấy không này? Tại vì mẹ Táo hỏi. Thì mẹ Táo có lấy không? Hoa băng da này. Bích Dung Nguyễn này. Đem bùa này. Ừ. Bích Dung Nguyễn hoa băng da. Rồi. Chị mẹ Táo có lấy cái này không? Cái này em còn 3 set nè. Không em chút lẻ nha. Đầm cánh tiên. Bên như vọt. 160 luôn. 160 đầm BBR còn 3 set là hết rồi. Ok chị, mẹ Táo lấy 3 cái cho chị. Có chân eo không? Lấy chân eo cho con đi. Mẹ Táo lấy 3 cái á. Ủa cái bi vàng này còn một cái thôi hả? Cái nào nhiều được không? Có cái nào nhiều được không vậy? Có cái nào nhiều được không? Set trắng trên ghế. Đây set trắng trên ghế đây là cái đầm kèm quần đó chị. 160.000. Đó, 120.000. Đó. Đầm kèm quần. Cái này là 160 em xả còn 160 nha. 160 chị lấy cho chị giúp em đi. Để lấy cái đầm kèm neo 4 màu ra cho con đi. 160 là vải mango á chị. Vải mango nha. Không phải là 160.000 là hàng rẻ hàng ấy đâu chị. Tại vì sale á, bữa trước bán 230 giờ sale còn 160 thôi. Hàng mango nha. Hoa văn màu da 160 cho Mai Bạch Mai. Mai Bạch Mai này, hoa văn màu da này. Đâu rồi, hoa văn da hết rồi hả? Hoa văn da cho Mai Bạch Mai có luôn kìa. Biết. Cái hàng đầm là 63 cái đổ lại nha. Rồi cái hàng này luôn. Nữ hoàng. Nữ hoàng. Nữ hoàng quần đùi. Sale còn 200. Cái này là hàng lụa nha mấy chị. Hàng lụa. Đùi đùi hoa văn đi, đùi hoa văn 200. Chị nào lấy là con mình đùi hoa văn 200 giùm em nha. Con này là 63 số 4 ký đổ lại. Số 3 số 4 ký đổ lại với chị ơi. 200. 200 nha. Đùi màu da. Con mình là đùi da, đùi hoa văn da đi 200. Con mình đùi 200 cũng được là em biết rồi. Đầm có màu khác không em? Có nhưng mà em đang lấy nha. Hoa văn trắng chị có chưa? Bích Dung Nguyễn. Bích Dung Nguyễn có hoa văn trắng rồi nè. Bích Dung Nguyễn là hoa văn. Bích Dung Nguyễn là hoa văn da, hoa văn trắng á thím. Là hai màu luôn á. Rồi, cỡ đó bỏ đó. Ừ. 65 ký hả? Không, cái này số 3 thôi, số 3 số 4 ký thôi Trang ơi. Số 3 số 4 ký thôi nha, đẹp lắm cái này nữ hoàng. Nó có về quần đùi nữa. Cái này mình mặc à đi ra vô cũng đẹp lắm mấy chị. 200. Hàng lụa nha. Có đơn rồi đó. 200 đùi lụa. Gì đây? Đầm da vô như phát tài nhân đôi rồi. Kìa ai mới in bill ra gì nữa kìa thím. Rồi lên chờ nha, 4 màu nè. Mạng không xem được. Đứng hả? Em cũng biết sao nữa. Rồi đầm chờ neo này luôn. 120. Tạo tài nhân đôi. 120 đầm chờ neo nha. Nó y như cái mẫu là hoa văn da với là hoa văn trắng luôn á.
300 đô rồi dạ. Rồi cái này 4 màu nha, Chanel này 4 màu, số 3 cái đũa lại luôn, mặt vừa luôn, vải mango nha. Chất nè, liệu là mango. Mango. Màu đen, màu trắng. Cái gì? Số 3 cái đổ lại nha chị nha. Đầm mình số 3 cái đổ lại thôi. Màu xanh luôn, xanh ngọc đẹp quá mấy chị ơi. Xanh ngọc rất là đẹp nha. Trời ơi, màu nó ngọt quá trời luôn á. Số 3 cái đổ lại. Vải mango nha. Vải mango. Đó, kèm quần luôn. Kèm quần luôn. Màu xanh, màu đen, màu trắng với là màu hồng, 4 màu chốt lại cho em mấy chị ơi. 120 thôi. Sale còn 120. Gì? Thiếm nói luôn đi Thiếm. Đập, bộ cánh mặt là 240 á chị. 240 nha. Cánh mặt là 240. Thấy không? Thấy rõ mẫu không? Xanh Ngọc Thủy Nguyễn này. Trắng Nguyễn xanh. Xanh. Trắng Nguyễn sổ 30 á. Ai? Theo hả? Đủ màu hai cho uống anh heo. Trang ơi, cái này số 5 ký không vừa đâu Trang ơi, cái này số 3 ký thôi nha. Lựa mẫu khác số 5 ký đi chị. Thanh Thủy Zalo á. Đây, mấy gì? Xanh. Uống anh heo lấy đủ màu, mỗi màu hai cho chị. Rồi, có lẽ chứ. 120 màu đen cho chị. 120 màu đen cho chị chi chi vô can nè. Chi vô can vừa đứng chưa? Chi vô can. Rồi đang rồi, trắng với chị Ashley Nguyễn, của Ashley Nguyễn lấy màu trắng. Ashley Nguyễn đây rồi. Đầm hoa văn trắng như vỏ thủy. Có đơn rồi, mình số 3 kg hả? Bụng có bự không? Trang ơi, bụng bự không Trang? Đâu hoa văn trắng, đâu ta mà chị vỏ thủy hoa văn trắng lên trên neo tặng nè. Hoa văn trắng. Hoa văn trắng. Hoa văn trắng. Rồi đây màu hồng luôn. Màu hồng luôn mấy chị ơi, màu hồng nha, 120 mấy chị. Mua hai màu thay đổi đi. Rồi màu hồng. Màu hồng, màu trắng. Màu đen với là màu xanh. Rồi đây, kèm quần luôn nha mấy chị nha, kèm quần. Chốt lại cho chị cái đầm chị lấy màu gì á? Màu xanh hơn hơn là màu xanh này. Màu xanh nè. Xanh ủn nhéo đi. Thêm một đen, tổng là 3 đen. Là 3 đen, 2 trắng, 2 xanh, 2 hồng đó. Là 9 cái á. Mẹ hai mỗi màu hai cho mẹ táo. Rồi màu hai mẹ táo lại chứ. 860 nè chị. Cái ồn bánh heo đi. Tìm tìm gì? Chấm xì. Đây trắng 160 nè chị. 120 Mile. Mile có đơn rồi đó. Đây. Cái ủng heo đi với lại cái mẹ táo. Mẹ táo là mỗi màu 2. Rồi, mẹ táo mua 2 rồi. Mà ủng heo đâu? Cái ủng heo đi. Cái mẹ cô dám bỏ chứ. Rồi đây đầm 160 màu trắng nè chị, đẹp lắm, vải mango nha. Vải mango luôn á, bữa trước bán 230. Nơi xã còn 160 rồi để mặc Tết. Rồi. 160 chị có lấy thì comment nha. Trắng này cho chị. Còn xanh không? Trang người lấy xanh 120 đúng không? Có lấy trắng 120, 160 này luôn không? Em dồn đơn luôn cho. Đầm hồng hai cho chị Mile kìa. Đầm này anh Thư nè. Anh Thư chú có đơn kèm số điện thoại. Trang Nguyễn có lấy trắng 160 luôn không? Thì comment luôn nha. Đấy, có trắng hôm nay Trang Nguyễn là trắng cái gì này. Đen, hồng, trắng, xanh. Đây, mỗi màu hai vậy, mẹ táo rồi rồi chốt đó, rồi. Ok để Trang Nguyễn lấy trắng này nữa nè. Rồi là Trang Nguyễn hai cái đó. Còn đầm nào không? Mi lê màu chi bò bó kia. Màu hồng đó. Mi lê màu hồng 120 á. Mi lê này không? Thêm hai hồng cho mẹ táo nữa là 4 hồng đó. Thêm hai. Mi lê này. Mẹ táo thêm hai cái nữa. Màu hồng đẹp lắm. Đưa cái đầm đỏ với cấm tiên cho con. Còn set ngắn nào nữa không? Ngắn đi, để lấy cái đầm đỏ này cho anh này. Trời ơi, để đàn đi mệt quá. Đôi đỏ này chị.
Bởi giá nhiêu ạ? 23 hả? 23 hả bé? 22 hả? Không, bị xanh cái thủy cao này có đơn chứ chưa? 22 hả? Biết. Rồi. Chưa. Hoa văn thái nho ngọc cẩm 160. Mi lấy cái tủ á. Còn cái này đi. Bích Dung Nguyễn là có đầm hoa văn trắng với hoa văn da hai cái rồi chị Bích Dung Nguyễn nha. Hoa văn trắng cho ngọc cẩm kèm số điện thoại. Trắng trên ghế là cái đầm á chị. Kim Liên Nguyễn màu trắng nè, Thúy Cao hồng với xanh nè. Chốt được không thím? Chị Cúc ơi, đây nè cái đầm. Đây màu trắng trên ghế là cái này nè chị. Đó, đẹp lắm. Đó, kèm quần luôn. Kèm quần cái này em xả còn 1.6 thôi, kèm quần luôn. Còn 1.2 cho chị xem lại. Đây là có 1.2 cho lại không? Thím ghi mấy cái đơn này chưa? Đang ghi. Đang ghi mà. Thấy không? Đây, con đây hẳn nhà biển hẳn này được. Có như đã có rồi. Không bỏ thủy tôi này. Ghi gì? Chốt chứ. Không đâu, ghi hả? Sao nãy giờ nó không vô pin vậy ta? Còn thêm cục sạc nữa. Đó, đây nè, chốt hai người này nè. Kim Liên Nguyễn với Thúy Cao này, hồng với xanh đó. Thúy Cao số điện thoại là 6115 đuôi á. Màu màu gì? Hồng với xanh. Hồng với xanh. Kim Liên Nguyễn màu trắng. Kim Liên Nguyễn màu trắng rồi. Đọc cái công ghi số điện thoại cho nè. Ghi đây rồi. Ghi đây nè. Vui là hàng thêm nha. 0938155 0938155 425 đồng trắng 160. Trắng cho Nguyễn Nguyễn kèm số điện thoại hoa văn trắng 1652 ký, kèm số điện thoại cho chị Diệu Linh Dương ơi. Có cục sạc không bị hở cái cục đó. Nguyễn Nguyễn với chị Diệu Linh Dương kèm 1606 đây lên nè. Đây nè, đầm 160 này mấy chị ơi, màu trắng 160 này, chị nào lấy 160 ngàn thì cứ chốt nha. Rồi 160. Nguyễn Nguyễn là thì Thúy Diêu Linh này, hoa văn trắng nè. Đây 160 đẹp lắm. Hết da, hết da hả? Hết da rồi con. Hết da lấy vết đi. Màu trắng đẹp lắm nè. Đó, trắng đẹp lắm. Vải mango nha, vải mango. Thi Diệu Linh Dương nè. Thi Diệu Linh Dương hoa văn trắng, Thi Diệu Linh Dương. Lấy cho chị đầm hồng nữa nhá, Thanh Thủy. Rồi lấy rồi. Cho chị coi đầm đi Trang. Ủa nó giờ đang coi đầm luôn á. Nguyên Nguyên lấy trắng kèm số điện thoại. Rồi lên đầm này luôn. Lấy cái đầm beo xíu đi. Trắng cho chị Nguyễn Nguyễn kìa. Đầm gì đã phá, đầm trên eo. Đầm cấm sậu hay đầm cấm hai. Trắng trăm, trắng trăm sáu á. Đầm hoa văn trắng và hồng thắm 160. Rồi có lại chưa? Chị Nguyễn Nguyễn lấy cái hay là đầm 160 đúng không chị? Cái đó là vest vest. Cảm ơn sữa. Thấy không? Để rồi ra rồi. Rồi đầm beo này là 230 nha, phải măng gồ luôn cổ vest. Đầm beo 230 cổ vest. Kèm quần luôn mấy chị, 230, phải măng gồ luôn nha. Đẹp lắm. 230. Đầm vest beo. Đây Nguyễn Nguyễn 160 ngàn á. Có hoa văn trắng nó đẹp lắm mấy chị ơi, tới kính tiên dễ thương lắm nha. Có 160 ngàn là thiệt luôn. Rồi đầm vest beo, chị nào lấy luôn nha. 230. Rồi đi. Rồi bảo bớt nó. Rồi 230. Đầm vest màu beo. Cái này là form này số 5 ký đổ lại mặc vừa. Form này số 5 ký. Form này số 5 ký đổ lại. Đồ phía sau lưng 240 á chị. Phía sau lưng 240 nè. Rồi chị nào lấy đầm beo không? Không chưa. Lấy đầm beo kèm số hoài giùm em nha, 230. Cái hàng này không có sale được, cái hàng này mới về không có sale được. Ai giùm bỏ bao nhiêu bao được không? Hả? Chị thải này bỏ bao nhiêu? Hoài giùm hoài lại, ai mà nhớ. Đầm beo Dư Tuyết Liên. Dư Tuyết Liên kèm số hoài giùm em là Dư Tuyết Liên ơi. Dư Tuyết Liên hả? Vô có đơn. Rồi đầm vest đó em có hoa văn luôn nha. Hồi nãy là cái tay kính tiên, con này là tay tay ngắn. Tay ngắn của vest có ba màu luôn. Đó.
màu màu da, màu trắng với là màu đen. Màu da, màu trắng, màu đen. Cái form này là 23 nha. Cũng kèm quần luôn, mà cái này là của bé tay ngắn. Của bé tay ngắn. Ở sau là bó thun này. Đó, ở sau là có bó thun. Form này số 5 ký đổi lại nha. Màu màu da, màu trắng, màu đen. Ba màu. Vừa tôi lên có số điện thoại, bê cho chị Đặng Mỹ Châu. Ghi Đặng Mỹ Châu đi là không biết rồi. Đặng Mỹ Châu gì? Ghi Đặng Mỹ Châu beo. Rồi, beo là beo chứ. Thấy chị Gia La Vũ Vũ nha. Rồi, màu đen luôn. Đen. Beo. Đen. Beo lắm, đẹp beo rồi đấy chứ. Đen luôn nha, đen đẹp lắm mấy chị ơi. Trời đất ơi là nó đẹp. 230, đen này là 230 nha. Tay ngắn của vest 230. Rồi, ba màu chị nào lấy màu nào cho mình màu đó giùm em nha. Chị với Lâm vừa lấy cái gì? Cô cho chị coi đầm đỏ. Đỏ nào? Mẹ tạo hai đen kìa. Hô hoa đâm bèo. Rồi cho ai nè. Rồi chị hô hoa xem nè. Không, cái đầm đỏ này cũng dưa 2.2 ngàn á. Rồi 2.2 rồi. Cái đỏ đó bó von hết đó. Rồi. Đầm đen hai đen cho mẹ táo nè. Rồi hai mẹ táo rồi. Bèo cho chị hô hoa. Rồi. Đầm trắng 16 Nguyễn Nguyễn bèo rồi, ok. Cái này đầm đỏ này đây nè. Đầm đỏ này là 2.2 nha. Hai đầm đen này cho mẹ tạo nè. Đầm beo cho chị hộ. Rồi rồi. Rồi cái này đầm đỏ nè mấy chị ơi. Đây đầm đỏ 220. Cái này chất liệu là bằng von nha. Von. Cái này em còn ít lắm, còn có tầm mười mấy bộ mà. Von. Có đơn rồi á. Von von. Tay cánh tiên 220. Cái này mẫu mới về. Không có sale được. 220 nha đầm đỏ. Mặc tới mặc thôi em đi chơi nè mấy chị ơi. Em mượn vào chị xem đầm đang cầm. Em không có mặc được. Em không có mặc được chưa. Em mặc được là em đứng like nãy giờ rồi. Em đâu có đưa làm gì. Nha em mặc. Chỉ có chị Trang mặc thôi. Em không có mặc được. Rồi đây. Đầm đỏ 2.2. Tay cánh tiên. Rồi. Đẹp lắm. 2.2 nha. Đẹp bị cháu. Con bị cháu hả. Đây. Rồi bỏ rồi. Hết chưa. Rồi. Còn 5 năm không? Lấy hết rồi hả? Hả? Ừ, màu vàng màu nâu nữa lấy, không có đuổi nó lấy nó. Không thầm đông đỏ có. Dùng đơn này. Màu màu tím 20, màu nâu màu đỏ mỗi thứ 15, còn lại mỗi màu 10. Không thầm không thầm. Nhưng mà đâu có đủ hàng đâu mà vẽ. Không thầm. Không. Đỏ 220. Của nó đâu đủ 10 đâu. Có. Đây rồi đây rồi đây. Tím 20, đỏ nâu 15, mỗi màu 10. Là hiểu rồi. Đỏ 220. Rồi rồi rồi. Với lại em ốm lắm, em không có mặc được. Chị Trang chị bự không em, chị mặc chứ em ốm lắm. Không cảm nha em. Em đưa là mấy chị biết rồi. Em đưa là mấy chị biết form rồi nha. Mình nhìn form mình mua. Đó. Rồi cái này một set luôn nè. 250. Xót ra những cái đầm sơ mi màu vàng này. Một set thôi 250 nha. Rồi mẹ tao. Một 250 mẫu này. 250, 250. Trời ơi đẹp lắm. Tự nhiên đâu ra những xót có một cái. 250 nha. Mẹ con nhớ có này có cái đầm 7 màu đó mẹ. Cánh tiên mà 7 màu bon đó. Thấy không ạ? Rồi đầm hoa vàng sơ mi luôn 250. Vỏ thì có đen váy có tay hả? Ừ. Rồi vỏ thì có đen váy có tay luôn. 250 đầm vàng này. Còn một set thôi chị đầu lấy comment nha. Set 250 chị Thu Lê khách cũ nè. Ừ. 250 cho khách cũ thuộc chị Thu Lê á. Thu Lê nó mới đợi lắm. Ủa này này mới đem gì ra vậy? Đi lên đi đấy. Đó đó. Xem miếng đất vàng này còn nhiều không? Còn, hai xe. Hai xe thôi hả? Để miếng vậy. Trời ơi trời. Rồi bữa trước Amanda lấy đó. Bỏ tay bỏ thủy. Rồi bỏ đơn. Xếp bữa... vàng chứ không sao. Rồi. Vàng. Không, Thu Lê rồi. Chết chết từ Thu Lê rồi. Chị chờ xíu nha, em coi những cái mẫu lẻ nào em đưa xả xả lẻ. Rồi cái này còn hai set luôn đó mấy chị ơi. Sơ mi nút vải mango hai set nha, rằng nâu 240. Đó chị nào mua hàng sơ mi nút bên em là biết nha. 240. Quần ống rộng. Form này là 65 kg đổi lại. 65 kg.
Tôi làm cái đổi lại nha, stop con nè. Chị nào hỏi sơn minút thì mua sơn minút nha, 240. Dưới dưới đó hết hả? Vậy nè. 240 sơn minút. Tôi làm cái đổi lại mà. Cho mình lấy làm đi. Sơ mi nâu 240, còn màu khác không em? Dạ, từ từ chờ xíu để em vô kho em lấy mà. Còn mà đầm nào em like cho sơ mi chị Thu Lê rồi hết luôn. 240 cho chị Thu Lê nè. Ủa? Tôi còn có một set vậy? Còn có một set rồi chị ơi. Chị Thu Lê lấy này không? Thu Lê ơi, em chốt cho chị không? À, vỏ thủy rồi, chị lấy cái này được không? Lấy tầm sập này được không? Thu Lê, lấy tầm sập này được không? Tầm sập này cũng đẹp lắm nè. 250, cái răng nó hết rồi. Còn có cái này à, chị lấy cái này không? Rồi cái này là của mẹ Táo hỏi đó. Đó, một tiếng nó coi dùm con kêu hết đó trời. Rồi đây, Thu Lê có lấy cái này không? Chưa có gửi chị. Chưa có gửi nha, em chưa có gửi. Rồi cái này tím này còn 2 set luôn. 250. Mẹ Táo hỏi, bỏ cho mẹ Táo đi, mẹ Táo hỏi mà. Được không? Bỏ không? Em mẹ Táo có hai set tím nha, em không có đưa ra với mất công khách giành giật nhau. Mẹ Táo hỏi hai set đó đó. Bỏ cái gì mẹ có đó thì cứ lấy. Cái lại luôn. Chị thích sơ mi đó hả? Hết rồi. Trăm rưỡi. À biết. Sao chị thổ cẩm hả? Thổ cẩm hả? Vâng thì không có, tại không có sơ mi băng. Đâm thổ cẩm đi. Không có sạch đâm sơ mi băng. Dạ bỏ thì không có sạch đâm sơ mi bài nha. Từ vì em chốt chị Thu Lê rồi chị. Rồi cái này vơm thổ cẩm nha. Vơm thổ cẩm 150 luôn, 4 set. Cái này là 65 cái đổ lại mấy chị, cũng to lắm, 65 cái đổ lại. 150 luôn, 4 set. 4 set nha mấy chị ơi. Đó. Đẹp lắm, tay cánh tiên. 4 set chị nào chốt lại giùm em nha, 4 set. Hết rồi, còn 4 set thôi. 150. Ok chị mẹ Táo nha. Ưu tiên lắm luôn á, ráng tìm ra được hai bộ đó đó. Thổ cẩm vô nó chị Hồng Thắm nè, 150 chị Hồng Thắm. Lấy cho chị đầm em cầm cho chị Thanh Thủy luôn, 150 cho chị Thanh Thủy nè. Đây 150 cho chị Thanh Thủy. Đẹp lắm nha, 150 cho chị Thanh Thủy Zalo á. Đẹp lắm, đầm đẹp lắm. Dạ đụng luôn. Trời cũng lát rồi mong một hạt mà chị sao dụng mà mới thật lúa. Trong nay thì chị chưa hao ánh đèn nữa. Trên chưa hao ánh đèn nữa đi chị. Ủa chị mà chị đi thì ghé. Chị mong trong đơn duy ngọt phải đẹp hơn mong ngoài. Cho nên trong điện thoại sao dụng ngoài được. Em nhỏ ăn ai chứ. Rồi thổ cẩm đây lấy luôn không mấy chị, 150 thôi nha. Rồi 150. Thổ cẩm cho chị Thanh Nhàn. Cho cô bột tím, cho cô thêm bộ đó đi. Hết tím rồi con ơi, hết tím rồi. Thanh Nhàn nè. Thanh Nhàn. Hương Lê thổ cẩm. Rồi, ghi Hương Lê Zalo đi. Ghi Hương Lê Zalo con biết à. Rồi hết luôn. Rồi cái này luôn. Đỏ này còn một cái nữa mấy chị, một cái thôi. Chưa có đơn. Cái nhà chưa có đơn. Trên bày hoa văn. Này cho đấy, ta cho đó. Ok, chị nhà lấy thêm cái này không? 170.000 nè. Lấy thêm hai cái đi. Trời ơi, giờ lấy có một cái 150 gì bà. Nè, lấy hai cái này đi. Đó, 170 nha, cái này 170 nè. Cao hơn xíu. 170. Đỏ này là mặt Tết là đẹp luôn á. Mai đỏ. Mai đỏ với mai xám nha. Mai xám còn 2 set. Mai em còn đỏ là còn 6 7 set nha. 170 luôn. Rồi. Xám với đỏ. Đó, xám đỏ đẹp lắm mấy chị ơi. 170 nha. Cái này 170. 170. Mai xám mai đỏ. Mai xám với mai đỏ 170.
Chị nào lấy chốt đơn lẹ giùm em. Xám với đỏ. Đẹp lắm mấy chị ơi, xám với đỏ nha. Rồi. Xám, đỏ. 62 kg vừa mẫu này nhưng mà phải cao 1m6. Cao 1m6 giùm em. 1m6 nha. Mai xám mai đỏ đẹp lắm. Không ai chốt hả? Đẹp quá trời luôn. Gọi cho chị thanh nhàn hồng thắm. Thanh nhàn hồng thắm 170. Thanh nhàn hồng thắm 170. Huyền Nguyễn 170 rồi. Huyền Nguyễn này. Thanh Thảo 170 luôn rồi. 170 cho chị Thi Thi Diệu Linh nè, Thi Diệu Linh Dương. Mới nhận ba cái hôm qua. Dạ, đẹp đúng không? 170. Đỏ đẹp lắm mấy chị ơi, đỏ mặt Tết. Rồi. Đẹp lắm. Không có ngắn nha. Tại vì này mình cái này mình có quần mà đâu có ngắn đâu. Nó tầm tới gần tới đầu gối á. Gần tới đầu gối á chị, gần tới đầu gối á, không có ngắn đâu. Gần tới đầu gối. Rồi đây. 170. Hết rồi. Có đầm qua đầu gối không em? Không, đầm tới đầu gối á chị. Đầm qua đầu gối là đầm mất xíu rồi. Bóp mặt á. Đây nè. Cái này là làm gì đây? Đầm à, của vuông hả? Rồi đầm nâu 223. À, ngọc hợp này, xám và đỏ này. Ngọc hợp lấy xám đỏ 170. Nè. 23. Hả? 21. Màu mai xám với chị My Lê rồi. Hello, còn một cái mai xám nữa rồi. Chị My Lê kìa. My Lê thêm cái mai xám nữa là hết luôn á. Rồi. Đầm 201. Nâu. Màu nâu nha. Tay dài của vuông mấy chị có cái dây cột nơ trước nè. Đó. 201 nha. 201 7 von. 7 von 201. Đẹp lắm. Dễ thương quá trời luôn á. 201 mẫu này. My Lê mai mai xám nha, mai xám nha. Đó mai xám. Cái này là màu nâu 201, tay dài. Đặng Mỹ Châu đâu rồi? Cái này chưa lấy nè, lấy cái màu này mặc đi, đẹp quá trời luôn. Cái gì? Cẩm Lệ. Cẩm Lệ. Nè, mai đỏ cho Cẩm Lệ nè. Chị 52 kiếm hết 6 vừa nha. Vàng sơ mi vàng. Vàng sơ mi vàng còn không em? Vàng đầm nó hết rồi. Em thấy cái vàng sơ mi đầm nó rồi. Hết rồi nha. Vô trễ quá à, nãy khách chốt tiêu rồi. Rồi, đầm nâu 201 chị nào lấy không? Đẹp lắm đấy mấy chị. Cái này mình mặc tay dài ấy, mình có thể là kéo lỡ lên cũng được nha. Nè, kéo lỡ lên như này lắm. Kéo dở lên cũng được. Có rồi à, có rồi hả? Thôi có rồi. Cái gì vậy? Bao đẹp luôn á. Bao đẹp. Thiếp thiếp. Thiếp qua lấy cái đầm hoa nâu với con đi. Hoa nâu 2 tầng á. Rồi, vít vàng, vít đỏ. Nâu quá, màu nâu quá. Được không? Nâu quá, màu nâu đó. Rồi, màu vàng, màu đỏ 2.3 luôn. 6, cái này 63 kia đổ lại. Ủa, không phải đầm hả? Đưa bộ bụng đỏ đi. La cho. Rồi. Bíp vàng, bíp đỏ nha, con này 63 cái đổ lại, 2.3 luôn. Màu đỏ đâu vậy ta? Đây, vàng với đỏ. Bíp vàng cho cô Ashley Nguyễn nè. Rồi màu đỏ luôn. Vàng với đỏ, 2.3. À, bù đồ không nộm. Hả? Bù đồ không nộm con không? Bù đồ hình nộm con á chị.
đồ hình nộm làm 60 số 4 số 5 ký độ cao, số 5 số 4 ký cao 1m6 mặt vừa nha. 65 ký đổ lại đó. Là 240 á, bộ đồ canh mặt là 240 rồi. Tiếp đỏ luôn, đẹp quá, đỏ đẹp quá. 240, 230 chứ quên, 230. Bằng chất liệu là bằng von. Tuấn Anh Nguyễn à. Von, chất liệu bằng von. Viết vàng đó, viết vàng cho Tuấn Anh Nguyễn đó, 230 cho chị. Một đứa nha. Chú có đơn không? No nha. Không chốt. Nguyễn đẹp kia chứ Nguyễn này nó không chốt đâu. Chị Nguyễn đẹp có cái đơn kia 700 mấy ngàn shipper. Vàng. Shipper 700 mấy shipper gọi giao không được, trả về rồi. Ngay này đặt đơn đi đâu được đâu. Thì đó. Luôn. Em không chốt lại cho chị nữa đâu. Nha, thông cảm nha. Ai mà mua hàng khó khăn quá em không tiếp đâu. Rồi em đem một cái đầm này nữa nè chị, cái đầm này chưa có luôn. Đó, đầm hoa nâu. Hoa nâu lại màu đỏ. 21 hả? Bé. 21. Nè, Thu Long Hồ mua đỏ bếp cái này. Gì? Thu Long Hồ. Thu Long Hồ lấy đỏ bếp 230 gì Thu Long Hồ. Bếp đỏ cho cô nhé, Ashley Nguyễn luôn kìa. Rồi đầm nâu này 201 luôn, đầm này là 2 tầng đó mấy chị. Thấy không? 2 tầng nè. May 2 tầng. 201 đẹp lắm. Tại vì em không có mặc vô chứ mặc vô nó đẹp. Đây. Ngọc hợp vịt đỏ này. Ngọc hợp lấy vịt đỏ 230 ngọc hợp. Chưa có đơn hả? Chưa. Có đơn, có đơn, ngọc hợp có đơn rồi. Rồi đầm nâu này 230 luôn. Lấy đi mấy chị ơi, cái này đẹp lắm thiệt sự luôn. Tại vì em không có mặc vô được á. Đẹp lắm luôn mấy chị, 230. Vịt đỏ. Rồi rồi rồi. Lấy rồi, lấy rồi. Từ đó lấy cho chị đi. Vậy hả, sao chị không nghe điện thoại vậy? Chị chờ mà. Không phải đâu chị, shipper gọi chị nhiều lần lắm luôn á mà không mất máy nó trả về cho em rồi. Hoa nâu chị Bạch Trang này. 201 chị Bạch Trang á. Rồi. Bạch Trang đây này. Rồi cái này ba màu. Cái Bạch Trang nâu rồi kìa. Cái này xả luôn nè. Đó, đó. Hoa nâu rồi phải không? Nâu này 230 hả? Rồi. Trời ơi thiệt luôn á, đi đi về về hoài luôn nè mấy chị. Đi bá bộ, đi bá mau đi. Đi về hoài luôn. Màu nâu nha, màu nâu với đỏ 230, 65kg, mặt bao vô tư mẫu này. Nó phải mặc vô á, phải mặc vô mới được. Đây, 65kg mặt bao vô tư mẫu này luôn nha. 230, màu nâu, nâu với đỏ. Nâu với đỏ nha, nó có màu đỏ đi. Nâu với đỏ. Nâu đỏ, nâu đỏ. Rồi, đây. Màu nâu với màu đỏ nha. Chị nào lấy 230, 65 Phương. Hết rồi chị. Lấy đầm đỏ, lấy chị. Em lấy đầm đỏ đó nha. Đầm đỏ kìa, đầm đỏ hôm mai kìa. Hay đầm đỏ kìa, đầm giá bao nhiêu? Đầm đỏ ba mình giá nào người đẹp? Đỏ cho chi. Chi vô ken lấy đỏ này nè. Đỏ đỏ này nè, đỏ tê loe này 230 chi vô ken á. Đỏ thì đọc lên đỏ đỏ thì đỏ đỏ. Đây. Chị ok lấy đỏ này đúng không? Đúng rồi, ok nha. Đỏ tê lê, tê lê quần dài 230. Rồi cái chị gì đây? Phải thu lắm hoa về. Đỏ gì kìa. Lấy đầm đỏ nào. Nâu đầm hả? Đầm nâu á. Đấy, đầm nâu 240 chứ có cái đầm nâu đi. Nó lại cái đi đi. Võ Thủy lấy nâu. Rồi, Võ Thủy lấy cái nâu này 230. Này nâu này. Đây Võ Thủy đây cái nâu này 230 đúng không? Đúng rồi, ok nha. Đây đâm nâu nha. Đây. 230 thì Võ Thủy nè. Là quần dài đó. Võ. Ok. Rồi. Dạ nhưng mà em không chốt hàng cho chị lại nữa đâu chị. Em không chốt hàng. Cái chị gì đây? Thư Bùi lấy đầm nâu này đúng không? 240 này đúng không chị Thư Bùi? Đúng thì ok giùm em nha. Trời ơi, em like nhiều nâu quá. Rồi đây đầm nâu này đúng không? Thư Bùi ơi đúng thì ok giùm em nha. 241, cái này 241 thôi.
đúng thì ok nha, kèm quần đây luôn. Đi mấy kiểu đồng quá trời luôn kìa. Đây. Đó, đó, đó. Cái này là 65 kia đổ lại một vừa. Thưa bùi đúng thì ok nha. Rồi, thưa bùi nè. Đó, đó. Em nằm đi nha. Thu Loan đó, đầm đầm có quần đùi đó chị. Cái đâu Thu Loan, Thu Loan Hồ đó rồi. Đây. Là lấy cái đỏ này đúng không? Thu Loan Hồ hay Thu Loan Bùi? Thu Loan Hồ. Đây là cái đầm đỏ này đúng không? Tiếp cho. Họ đầm nữa hay là cái kia? Là cái đầm này đúng không? Đầm đỏ này đúng không? Đỏ này là 1.7 nha, Thu Loan Hồ ơi, phải cái đầm này không? Đúng thì ok nha, tại vì cái con mình đỏ 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 là không biết cái đỏ đỏ nè hết trơn á. Đây, cái đi là đỏ phải cái đỏ này, cái đỏ này này. Rồi, phải đầm đỏ này không chị Thu Loan Hồ ơi. Dương nắm sệt. Rồi đây luôn. Ok nè, Thu Loan Hồ kìa. Thu Loan Hồ đầm, đầm đỏ đó. Đầm không? Vỏ thủy đầm nâu 201 vỏ thủy. Nâu 21 vỏ thủy á. Thu Loan Hồ lấy cái đầm đỏ đỏ rồi, mà. Để đầm đỏ mà hôm nay nha. Đấm đỏ này hương lê. Đấm đỏ giảm nhiêu kìa? 1.7. Hương lê, hương lê Zalo á. Hương lê Zalo. Lấy hương lê đây này. Đây, đấm đỏ 1.7. Đây hương lê cái đấm đỏ này. Đúng rồi ạ. Phải độc giả lấy như thế. Có đấm beo này không? 1.7. Đứa đấm beo đó đây. 1.7. Hương lê. Đấm beo cái gì lấy gì? Đây, hương lê. 1.7 chị Hương Lê nè, Zalo. Rồi làm beo luôn. 1.7 hả? 2.1. 4 cái. Đầm nâu 2.1. Trời ơi, chị đầm nâu 2.1 đẹp lắm. Rồi nâu luôn. Tại vì không có mặt vô chứ cái này rất là đẹp nha. Thiệt luôn. Đầm đỏ ngọc hợp và có rất nét. Ngọc hợp có đầm đỏ 1.7 chưa? Rồi, rồi. Đây, nhận thứ hàng đi mấy chị. Một bao nhiêu đó? Bao nhiêu đó? 16 cục đó. Đúng rồi, đúng rồi. Cả bi luôn nha. 16. Trên áp bao nhiêu anh coi trên áp á? Trên áp với ngoài. Rồi rồi rồi. Rồi đầm nâu đẹp lắm tại vì em không có mặc vô. Cái này là 2 tuần nha. Đó. Đặt như thế nào là like, like mẫu như thế nào là giao tới y chang nha. Trời ơi là chờ giao tới kêu. Đầm đỏ 201 xả đầm nâu. Đầm đỏ 2.1 đó, lên. Em đâu có đầm đỏ 2.1 đâu, đầm đỏ 1.7. Em đừng chỉ có đầm đỏ đó. Đọc đầm thì giả tiên lý, có đầm đỏ đỏ. Ủa thì nãy như con cũng đọc mà. Chứ này, nâu 2.1 không thầm nè. Là cái này nha, cái này đầm nâu nha mấy chị. 2.1. Còn cái vỏ thủy là lấy đổi cái gì? Thôi kìa lên, còn sao không? Đầm nâu á để. Đầm nâu nha, đầm nâu 2.1. Đó, ghi rõ ràng như đây là biết à. Đầm mẫu đó có màu xanh hoặc màu khác không có luôn chị. Tại vì em chưa có lên á. Đầm đỏ 2.1. Đầm đỏ phải đầm đỏ đâu. Mua đây, một cái đầm này đi mày. Đâu, bỏ đâu, bỏ thủy đâu rồi. Đây. Đầm nâu ở chỗ mày hả? Ừ, thả ra. Là bỏ thủy không lấy đầm nâu đó. Mình nãy giờ đâu có lại đầm đỏ nào 2.1 đâu. Không được, đang lên, đang lên cái beo beo thôi. Rồi đầm beo này luôn 2.1 4 set. Thả lại đây, bắt con nữa, bắt con lại nữa. Bắt con lại đi. Đầm beo 2.1 4 set luôn. Bỏ rồi 26 cục đó. 16 chứ hả? 16 26 26 mới điểm thôi. Thôi đi 26. Rồi. Đầm beo 2.1 luôn. Đầm beo. Đầm nâu cho ai? Kiều Anh. Kiều Anh đầm nâu 2.1 cái Kiều Anh. Rồi đầm beo, chú có đơn không? Đầm beo 2.1 luôn. Đầm giường đơn beo cho chị Bạch Trang này rồi, đầm beo chị Bạch Trang 2.1 nha. Đầm beo cái này còn 4 set rồi mấy chị. 2.1. Đầm beo. Cái dài 2.1 xinh lắm. Quá xinh luôn. Kiều Anh ơi, cho em xin số điện thoại chị Kiều Anh ơi. Cho em xin số ngoại đi chị Kiều Anh ơi, cho em xin số điện thoại nha. Đầm beo đẹp chị nào lấy không? Đẹp lắm luôn á mấy chị. Bằng von nha, chất liệu là bằng von, 65kg đổ lại một vừa. 65kg.
có 5kg đầm beo. Chốt lại giùm em nha mấy chị ơi. Đầm nâu 201 cho Kiều Anh. Kèm số điện thoại giùm em đi Kiều Anh ơi, kèm số điện thoại giùm em nha. Rồi tiếp luôn. Đầm màu tím. Kêu có Kiều Anh không? Đầm màu tím luôn, màu tím nho nè mấy chị. Xin chưa, xin chưa. Đầm beo vô đó Ngọc Hợp nè. Đây Ngọc Hợp. Đầm beo. Rồi, đầm tím luôn 201 nha. Ngọc để cho chị xem là đầm nâu gì nè. Đầm nâu cái nãy hả? Ừ, tức là cái đầm nâu gì Ngọc để nè. Nè. Để ơi, cái nâu nó đẹp lắm á, chị Ngọc để, cái đó đẹp lắm. Kìa. Quá chị nè, chị đẹp nhìn kìa. Không. Đây. Đẹp nha. Đẹp lắm. Rồi đây. Đầm nâu là chị Ngọc để ơi, cái này 2.1 nha. Đẹp lắm. Hả? Quần luôn. Quần nâu chị để lấy luôn không? Em dùn đơn luôn cho. Lấy đầm nâu thì kèm dùn đơn luôn nha. Rồi đầm tím nho chị nào lấy nè mấy chị ơi, 2.1. Vải von nha, chất liệu là bằng von. Von 2.1. Đó. 2.1 vải von. 2.1. 65kg đổ lại một vừa. Chốt đầm nâu cho chị Ngọc để kìa. Rồi tím nho chị nào lấy không? Tím này xinh lắm mấy chị ơi. Cái này là 2 tầng nha. Đó, nó mang 2 tầng nè. Màu nhầm màu tím. 2.1. Nấu 5 bên đây hả? 2.1. Đầm nâu á. Mày giữa gì cái tím đấy nhá. Để coi vào cái đấy chị ơi. Mai hả? Màu đỏ. Lên đầm đỏ. Cái gì? Phí ship hả? Mua 2 bộ là em miễn ship nha chị. Một bộ là vẫn phí ship, mua 2 bộ mới không phí không lấy tiền ship đâu. Ship tỉnh là 35, thành phố Hồ Chí Minh là 20. Rồi đầm đỏ luôn. Nó bụi quá luôn. Rồi đầm đỏ 204 luôn mấy chị ơi. Xinh lắm nè mấy chị, đầm đỏ nha. Mặc đi chơi Noel, gần tới Noel rồi. Mười mấy ngày nữa là tới Noel rồi. Đi tung tăng đẹp luôn á. 201 nha, đầm đỏ 201. Có 5kg đổi lại, chất liệu là bằng von. Chốt lại vô đây mấy chị ơi, chốt lại cho mấy đi qua học con tụi tao cái nấu nè. Mày đi qua. Ok chị. Chị Ngân Nguyễn có đơn bên em chưa? Ngân Nguyễn nó giờ có đơn bên em chưa? Có chưa? Ở đây hả? Có đơn bên em bỏ chị vào. Không, chị hỏi tiếp tiếp thôi. Rồi đang đợi chị đâu chốt cho em luôn nha. Mấy giờ rồi tiếp? Hả? Đầm đỏ với Võ Thủy 2.1 nè. Đầm đỏ 2.1 chị Hương Lê. Hương Lê Zalo á. Đây Hương Lê đây. Võ Thủy với là Hương Lê Zalo. Thanh Nhàn. Ngân Nguyễn, Thanh Nhàn Ngân Nguyễn. Thanh Nhàn Ngân Nguyễn, Ngân Nguyễn mà 994 luôn. Thanh Nhàn. Ngân Nguyễn 994 đuôi. Thanh Nhàn Hương Lê. Võ Thủy. Ngân Nguyễn. Hương Lê. Ngân Nguyễn 994 luôn nha mày. Anh nhắn. Anh nhờ. Bỏ thủy, bỏ thủy đi. Bỏ thủy. Ngân Nguyễn Zalo hả? Ừ. Ngân Nguyễn Zalo hả? Ngân Nguyễn đây nha. Ngân Nguyễn nữa. Ngân Nguyễn đây. Ngân Nguyễn đây rồi. Ngân Nguyễn này. Đó. 994 luôn. Thanh Nhàn, Thanh Nhàn, Thanh Nhàn đi ngồi phải gọi. 55kg mặt vừa nha. 60kg chị không có mặt vừa. Tết đùa đó chị đâu có vừa đâu. Ngân gì, Ngân gì? Ngân Nguyễn 9940. Rồi đây luôn, bướm đỏ tự nhiên em còn một xé đó mấy chị ơi, 220 nha. Lấy chút vào đi. Bướm một tuần mới về là bây giờ nó sót con bộ nè. Ngân Nguyễn không có, ngồi đơn. Chú có đơn ghi đi. Còn Ngân Nguyễn không? Bướm đỏ 220, 220, 220 vải von nha. Bướm đỏ 220.
còn một set thôi mấy chị. Sót kho còn một set. Bướm đỏ 220. Hết rồi mấy chị ơi, hết rồi. Quách Ngọc Anh. Đầm đỏ Quách Ngọc Anh. Ê nè, này chị Quách Ngọc Anh nghe có điên lớn không được cái báo chị con năm đấy nè. Quách Ngọc Anh nè. Đây nè. Mẹ chị, nghe thêm điên mẹ cũng không được luôn á. Khách cũ hả? Mẹ khách điên nè. Nè chị, đâu có gì hôm qua nè. Quách Ngọc Anh này là tính hết. Quách Ngọc Anh nè, gọi đâu. Ê, được đâu. Bây giờ vô chọn nữa. Bây giờ vô chọn nữa. Làm sao mà em dám chốt hàng tiếp được? Anh đừng khỏi được không? Bướm đỏ 220 cho Bùi Thị Thơ. Ừ. Bùi Thị Thơ đó. Cậu lớn chứ. Chú Đơn. Đầm đầu lai trang mặt. Vàng. Đầu lai hả? Đầu lai là trang mặt thun lưới mà, thun lưới caro mà chị, đâu phải mặt đầm đâu ta. Đầm mình dưới đây thôi. Nhìn nhâm rồi đó. Bộ đó cho chị Nguyễn Đăng Khoa. chết rồi không có rồi. Thôi ráng tuần nó đi về sáu màu lần chị, tha hồ lựa nha. Ráng tuần nó đi, tuần hay lần về rồi. Có nhiều màu lắm, tha hồ lựa luôn. Bò chấm nên đưa đồ đi em ạ. Rồi đây. Mã sang nha, hoa sang. Hoa sang 250. Hoa sang 250, Nguyễn Đăng Khoa để lại đi nha, nhiều khi gọi mất máy á. Cái chị kia gọi mất máy em chốt cho chị. Hoa sang 250 luôn, một set duy nhất. Một set duy nhất 250. 250 một set duy nhất. 250 hả? Bức tượng hai chiếc cho Rosito Đinh vậy. Ủa bé cái đơn Rosito Đinh là chuyển khoản chưa vậy? Có cọc chưa? Nè. Hai Amanda hồi sáng trước trong nói chuyện 21 vụ giận chưa? Thí thải này, thí thải hoa sang. Có đồ kia đó đó, bò vô đi. Có chị hoa sang 250 đi. Kia 5 vạc nữa luôn. Có lên đầm nữa. Đầm nè, đầm nữa lên. Chị chờ không nghe gọi. Ai? À, quách chị. Trời ơi, chờ đó điện hai vào con mẹ. Quách Ngọc Anh đâu rồi? Nè cái báo con. Trời ơi chị nghĩ sao mà em không gọi được chị? Rồi báo như cuộc đồ chú không mong cũng nè. Trời ơi, hàng đẹp không nè. Hàng đẹp không luôn á. Em còn đó ngoài kia. Em bảo với chị đi. Bảo chị đi rồi. Alo. Bỏ vô đi xíu điện lại cho chị. Số 3 ký mặt vừa nha. Cho chị hoa sen bị... Cho chị hoa sen bỏ bị đỏ nãy hả? Hoa sen bỏ bị đỏ nãy. Hoa sen bỏ bị đỏ nãy. Hoa sang hả? Hoa sang nó hết rồi chị. Hoa sang em hết mất tiêu rồi. Đầm đen vào không? Đầm đen vào cho nên đi. Có màu khác nào này không? Cứ gửi đến nhà chị nhận. Em biết rồi, em biết là cứ gửi đến rồi. Nhưng mà phải gọi chốt. Phải gọi chốt nữa chị, gọi chốt đồng ý chứ đâu phải là gửi khăng khăng như vậy được. Phải gọi chốt nữa chứ. Tự nhiên em đâu chị có biết, em đâu có biết chị ở đâu đâu. Sao em gửi tới rồi chị không nhận hàng rồi sao? Em phải gọi, phải xác nhận đơn nữa chứ. Bồ vàng tay ngắn ống nhỏ, giữ chị chưa? Hình như không có giữ chị, em xả ra rồi. Hình như em xả ra rồi chị Vân Anh ơi. Hoa sang chị coi hết hoa sang rồi chị. Cổ đổ hả? Cổ đổ 5 bộ, quán cái dây lô điêu. Cổ đổ sắc lát tầm 1 tuần đó chị. Về cùng với lô bướm luôn á. Hai lô về cùng với lô bướm. Rồi đầm von này à. Von đen vàng 201 luôn. Em gọi không được, em còn giữ đơn chị kèm đâu có xả ra đâu. Em gọi chị quá trời luôn á. Quách Ngọc Anh nè, quậy quá trời luôn. Ráng đi một tuần đi. Có nó hóa sáng có kìa. Rồi chị Anh hỏi á. Quách Ngọc Anh nó có lấy hàng để xả ra bán cho người khác kìa. Đồ đó đi. Mất cục cũng xấu rồi. Đi lấy mất cũng không em. Ừ thôi. Thái bụng tệ đâu. Tám tuần đợi đi, mai mốt về. Mai mốt là 11 mau luôn á. 11 mà tiệt á. Chị thấy thải có hóa sáng nha.
Có gọi chị chốt rồi mà, dễ hả? Có gọi chốt rồi hả? Rồi đi đơn một lần đơn thôi, đơn thứ hai nè. Rồi có công anh này hả? Ừ. Ngọc có anh này hả? Có công anh này hả? Đi một lần rồi. Đi lần nữa hả? Nhưng mà không biết chị nhận hàng đi. Nhưng mà không biết chị nhận hàng chưa thì chưa có biết được. Cho bộ số điện thoại bộ nào. Rồi giặt ra. Cái này đúng 10 cho nó nè. Có một anh xíu là điện lại cho chị đi. Điện lại cho chị đi. Mẫu người mặt còn á chị. Nhớ rồi xíu nữa em điện lại, em chưa có xả đồ đâu, em còn giữ đồ của chị đây nè, em chưa có xả. Quách Tùng Anh nha, nhớ canh điện thoại nha. Trời ơi là trời. Ok, lấy mặt vô đi, lấy mặt vô đi. Mẫu người mặt là con chị nha. Con mũi chứ còn mũi à. Bộ hóa sáng thiệt rồi, chị đang qua thiệt rồi nha. Chị ơi, hết cái hoa sang rồi. Em hết cái hoa sang rồi người ơi. Hết con hai bộ. Tu cà na luôn. Tu cà na rồi. Rồi đây. Cái này là quà là gì? Bộ hoa sang. Bộ hoa sang con bộ mà em vô bụng rồi. Mấy chị ơi, mấy chị mà muốn mua hàng cổ đổ với lại hàng bướm á. Bướm thì mình đợi khoảng một tuần nữa nha. Tại vì hai lô đó em đang may á mấy chị. Thì em đang may á. Rác chờ một tuần với mấy chị ơi, chứ giờ em cũng không có hàng luôn. Có hàng là em like với mấy chị rồi. À, hàng cũ chị nhận rồi nhưng mà đi chị phải bắt máy chứ. À, hàng cũ nhận rồi. Còn có đơn này 4 bộ nè, xíu có nhân viên gọi lại nha, Quách Ngọc Anh nha. Xuống like nhắn tin em nghe. Không điện em ơi, chứ không có nhắn tin nha, tại vì nhắn quá tải rồi. Có gì có nhân viên gọi á thì muốn nói gì nói nha. Đó. Rồi đây. Hồng rút. Năm hồng rút 2.1 luôn. Xin chị lấy hết rồi. Rồi đây 2.1 nha, đầm hồng ruốc. Đầm hồng ruốc mấy chị ơi. Quách Ngọc Anh xíu nó điện lại cho chị. 4 bộ. 4 bộ. Tại vì bên em là khách cũ khách mới thì cũng phải là điện lại. Điện lại để mà xác nhận đơn á. Nhiều khi khách người ta lấy thêm, nhiều khi khách người ta muốn bỏ ra bộ nào em bên em phải gọi lại hết trơn á. Chứ đâu có không thể nào mà gửi được, phải gọi lại xác nhận đơn mới đi được. Rồi đầm hồng rút 2.1 chị nào lấy nha. Dự đơn 50 bộ là chuyển họ lại này, con Rosalind này. Đầm hồng rút cho chị Uyên Đỗ, đầm rút 64 kg mặt vừa không em? Chị Lê Phượng ơi, bụng chị có bự không? Bao nhiêu chị bao nhiêu ký vậy? Đầm hồng rút là đẹp lắm nè. Đẹp lắm, thiệt sự luôn. Ai mà da trắng á, da trắng trắng mặt đẹp lắm. Biết đổi chú đường, ở sau là thun Bắc Kinh nè. Ở trước nè, đó. Cái này số 4 ký vừa không hả? Để em coi thử nha. Thế em vừa không, chị có mặc cái đầm này chưa? Số 4 ký được không? Cao thì cao. Số 4 ký nhưng mà cao 1m58 hoặc 1m5 hoặc là 1m6 nha. 58, 1m6, eo 85 đổ lại, eo vừa quá không có vừa. Em hôm vừa like thu giữ. Đồ chị có gì? Đồ chị có xả chưa em? Chưa, chị có khoảng đã xả. Không. Nguyễn đẹp này không. Trời, xả lâu luôn mẹ ngay luôn. Không, có đơn trả về nữa. Lấy đầm nâu 2.1 với chị Lý Hậu. Đầm nâu 2.1 chị Lý Hậu. Lý Hậu còn đơn không nè? Đơn thôi. Đầm 2.1 có nâu không đủ đó. Nâu. Nâu, trời đất ơi. Nâu bự rồi hả? Màu nâu á. Lý Hồng có đơn cho bộ đây. Này nâu rồi. Lý không? Ừ. Đây Lý Hồng có đầm nâu. 2.4 thì Lý Hồng. Đẹp. Khác không? Chúng nhiều có một bộ tôi đi nữa. Nó đoàn nó đi đơn. Nó đoàn nó được dự 50 bộ lại. Là chuyển hoàn sau. Không biết. Nay môn môn trường vài dặn tí nấy. Rồi đầm đen đỏ luôn. Vui lòng lưu đơn ra khăn rồi cổ tôi một lần nữa. Trong 50 kiếp mở tôi đã được tiền một quà thanh toàn nằm. Rồi, đầm đen đỏ luôn nha, 2.1. 2.1 đầm đen đỏ. Em xin đi con đi. Đẹp lắm mấy chị ơi, mấy cái này mà mặc Tết ở nhà. Trời ơi, điện xeo không chịu có hoa mặt của anh ấy. Mấy giờ rồi, 4 giờ hả? À, chụp đi chị chứ. Đúng đéo. Hả? Tự dưới. Chở qua thu tiền, ba chục mấy á. Con lấy đến đi, con lấy mẹ bôn đi. Ờ, để đi lần luôn. Còn Uyên Nguyễn có đầm ruốc nha. Đồ. Điện thoại chị bị gì chứ đặt hàng không lấy chị không thấy gọi nhỡ nào.
đấy quần hai cục cắt ngắn. Vậy chắc là hồi chị có chị bị gì á, kêu bên em là gọi đơn hết chứ sao mà không này, gọi được. Bao đại tắt. Rồi Đầm đang đợi chị nào lấy luôn nha. Chị nào lấy chốt cái này luôn. Đây. Đen đỏ 201. Nguyên đồ có đâm ruốc rồi. Nguyên đồ có đâm ruốc rồi á chị. Lấy thêm cái đầm vàng này nữa không? Đầm đen đỏ Lê Thị Kim. Đầm đen đỏ Lê Thị Kim 201 chị Lê Thị Kim. Bộ người mẫu mặc 204. Lê Thị Kim hả? Ừ. Có đơn rồi đó. Chị Phượng ơi, bụng chị có bự không? Cái bụng cái vòng eo của chị nó có bự không? Bự là không có vừa đâu. Rồi đầm vàng đen luôn nè. Đây lên mẫu này luôn. Mẫu này lên Mỹ luôn á. Đây lên thì kiếm một đứa nè. Đây. Có vô đây. Vô nơi chị 201. Đó. Đầm này mặc ở nhà ra vô rồi đi chợ đi thị rồi quá mát mẻ luôn. Mà đẹp nữa. Đầm này là 65 kg đổ lại, nhưng mà eo là eo, vòng bụng là 85 đổ lại nha, cao 1m6, 7 von. 201 thôi, giá 201. Giá 201 thôi mấy chị. Đẹp lắm. Đen vàng đẹp lắm nha. 201 nha, 7 von nha. Không, cũng có bất mực nha. Chị tức quá không điện thoại chị mà trả về rồi nơi không nhận hàng. Chị tôi miết. Thì đó, chị khách cũ đó, nhưng mà nó trả về rồi gọi chị đâu được đâu, trả về rồi chị. Nó gọi chị không được thì nó nói là gọi chị không được chứ. Là số điện thoại là người dùng chúng em nên chị nhận tin từ em. À rồi ok. Rồi đầm đen vàng chị nào lấy luôn nha. Chứ đủ đơn, chị nào một cái đầm lấy thêm một cái đầm chứ đủ đơn mấy chị ơi, lấy hai cái thay đổi đi, đẹp lắm. Hai cái hai màu. Đen vàng cho Tuyết Trinh. Tuyết Trinh nè, Nhung Đoàn là cái gì đây? Đầm tường mặt á. Bốn tường mặt á. Đen đỏ cho chị Mỹ Hạnh, đen vàng cho Tuyết Trinh, đen đỏ đâu rồi? Đây. Tuyết Trinh đầm đen đen vàng. Đen đỏ. Đen đỏ nó Tuyết Trinh đen vàng, Mỹ Hạnh đầm đỏ. Đen đỏ cái đầm... không? Ừ. Đây. Này Tuyết Trinh đầm vàng nè, Mỹ Hạnh là cái đầm đỏ này nè. Chưa chưa, Mỹ Hạnh chưa có đơn đâu. Rồi, đầm đỏ đó cho chị chú có đơn. Rồi Mỹ Hạnh cái đầm đỏ này luôn. Đen đỏ nha. Mỹ Hạnh 201. 201. Mỹ Hạnh. Cảm ơn nhiều Huỳnh Lam nha. Đổi đầm đỏ lấy đầm đó đen. Đơn chị Hương, Hương Lê Gia Lô là lấy đầm đỏ màu mặt kìa. Là đổi cái đầm đỏ này hả? Trời đất ơi. Để điện đi chứ không biết là được đổi cái đầm nào hết trơn á. Người mẫu mặc cho chị Nhung Đoàn 204. 204. Chưa có đơn. Nhung Đoàn. Nhung Đoàn ơi, chị bao nhiêu ký vậy chị Nhung Đoàn ơi? Cái mẫu canh mặt là 60, số 4, số 5 ký đổ lại thôi nha. Nhung Đoàn bao nhiêu ký hả? Nữa hả? Trời ơi, quay vậy. Hỏi rồi, chị trả lời. Ba, rêu cổ độ. Rồi rêu cổ độ luôn, 5 bộ luôn. 5 bộ. Ngân Nguyễn là chị có 67. Nhắm mắt cả đó chị. Ngân Nguyễn hả? 67. Là mặt đầm á hả? Mặt đầm là đầm hơi ngắn nha. Mắt 67 là mặt đầm hơi ngắn một xíu nha. Nhưng mà 53 kỹ. Nhưng mà không sao đâu, tại vì có quần mà. Nhung Đoàn lấy cái đầm đó. Bộ đang mở mặt. Cho Nhung Đoàn. Lý Hậu bỏ lại bộ sọc da gì Lý Hậu? Chị Nhung ơi, bộ canh mặt có hoa hồng này, chị lấy hoa hồng không? Hoa hồng này đẹp lắm nè. Có lấy thêm hoa hồng không? Lấy hai bộ đi. Mua hai bộ miễn ship. Tạo da ra hay sọc? Sọc da. Sọc da ra. Mua hai bộ đi miễn ship. Đúng rồi, đặt hai bộ mới miễn ship nha. Đây nè, bộ canh mặt. Chị Nhung ơi, bộ canh mặt là có màu hoa hồng này. Mày cho con cái bộ màu đẹp đi, màu đẹp với màu sang gì đó. Muối tiêu còn không? Hết muối tiêu hả? Đâu còn không? Chị Nhung ơi, đây nè, canh mặt là có màu hoa hồng. Quần ống nhỏ nha, 204, 53 kg, mặt đẹp lắm á. Đẹp lắm, vải măng buồn. Rất là đẹp luôn, nhận hàng đi là biết à. Rồi đây, hoa hồng. Hoa hồng. Muối tiêu với là màu đẹp. Lấy thêm một bộ nó đi đẹp lắm. Mua hai bộ miễn ship. Mày dạy gì không mua? Thấy không? Tôi đến để sạch flow
gì hoa này, xếp hoa này đó, xếp hoa đó cho tô đinh này đó. Rồi muối tiêu luôn, ghi đi, ghi đơn đi. muối tiêu ở đây có, hồi này có bộ gì ngon không? Ừ, ghi đi tiếp rồi ghi tô đinh này, ghi đi. Rồi muối tiêu luôn này chị, đẹp lắm, màu này rất là đẹp, đầu lai tới giờ là chốt quá trời luôn. Giờ em còn có 2-3 set à, 240 luôn nha, nguồn không nhỏ. Con này số 3 ký đổ lại, số 3, số 4 ký đổ lại. Muối tiêu này, muối tiêu, với là cái gì? Vàng này vàng hả? Vàng luôn, vàng đẹp quá nè. Trời ơi là trời, vàng này đẹp lắm. Tuyết trên muối tiêu, tuyết trên đẹp lắm chị, thiệt luôn. Cái muối tiêu nó sớm giờ em chốt quá trời luôn á, cái màu nó rất là lạ. Tại vì em không có mặc vô, chị nào mà muốn coi like lại á, coi gần mà đầu like á, chị Trang mặc cái màu muối tiêu á là mình thấy form nha. Coi lại mặc màu xám là muối tiêu còn. Ừ, một kìa muối tiêu kìa. Muối tiêu. Rồi đây màu vàng luôn, Yellow đó, màu vàng. Quần ống nhỏ nha, 240. Sạch yellow này. Yellow kìa, Rosie Tô Đinh đó. Màu này nè, màu vàng đó. Màu vàng một tiêu nữa. Con đã có rồi, biết cháu một tiêu. Kiếm mà mất tiêu đi. Kêu gọi cũng có mấy người. Một đấy 55, 65 kg. Mấy năm 65 kg hả? Áo tôi eo nữa. Eo chị có bự không chị? Eo chị có bự không? Không, mẹ. Thun lưới hả? Thun lưới em còn 3 set này rồi, em đưa thun lưới là em nghỉ luôn nha. Đưa thun lưới cho mấy chị coi là em nghỉ luôn đó. Rồi đây, hoa văn đen, hoa văn đen phải không? Rồi hoa văn đen luôn. Sang quá mấy chị ơi, sang quá. Mấy chị coi tua lại mà coi gần mà đầu like á, chị Trang mặc là mình thấy được form nha. Tại vì em không có mặc vô. Bộ mặc giả sau kìa, 240 chị ơi. 240 á, cái gì chị Nguyễn không? Bụng bự rồi chị. Bụng không, bụng bự không có vừa đâu. Cái này bụng bự không có vừa đâu chị. Một cầm vàng này. Một cầm lấy vàng. Còn đứng trước hộp không? Chưa. 240. Mấy chị mua bên em nhớ canh điện thoại cho nhân viên gọi chốt nha. Cái bộ vàng chị ơi, chị nhỏ. Rồi đây, hoa văn đen, hoa văn đen nha. Tình miếu mà biểu đó vang đó. Ngọc cẩm vàng kìa. Ngọc cẩm vàng này. Tuyết Trinh ơi, vàng là vàng mà muối tiêu là muối tiêu nha. Vàng là khác mà muối tiêu là khác nha. Đặt hai cái nào? Đặt hai cái nào vậy? Rồi cái này là vàng hoa vanh đen 240, rồi hết luôn. Hết mẫu rồi. Tầm 5 đổi lại là vô chị ơi. Còn 50k không? Hết rồi chị. Rồi em lên 3 set thun lưới em nghỉ luôn nha. Đấy, tầm 5 thôi. Đây, mũi kia chị nào nè. Đây đi. Rosie Tô Đinh hả? Rồi cái màu của canh bằng là em còn hoa đen với là hoa da nữa, hoa đen hoa da, đây hoa đen với hoa da nữa nha, đen với da 240 nha mấy chị, quần ống nhỏ nha, 240 thôi, đen với da hai màu đó. Bộ sô cô la hoa này. Ống to hả? Ống rộng nào có hả chị? Em cũng chưa biết nữa chị ơi, khi nào sưởng chỗ qua là chị Trang chỉ like à, chứ em cũng không biết nữa. Tại vì bây giờ gần Tết đó, hàng hóa nhiều, bánh mây hơi lâu xíu, nó chở hàng qua em cũng biết. Rồi hoa da luôn, hoa đen với hoa da hai màu nhé, 240. Sô-cô-la hoa là bồ này nọ đó. Đây này. À, rồi, đây. Rồi, hoa da luôn. Đẹp lắm mấy chị ơi, có hai đẹp mà không lấy hả? Tiếc quá vậy. Tiếc quá nè. Rất là tiếc luôn. Đó. Rồi, đây. 240.
Chị đặt hai cái đầm, em có thấy đầm đỏ với đầm đen? Từ từ khoan, hai cái đầm, đầm đỏ và đen đỏ hả? Đầm đỏ với đen đỏ. Đầm đỏ với đen đỏ hả? Đầm đỏ với đen đỏ. Đen đỏ nè. Cái đầm đỏ là cái nào? Chị, đầm, đầm đỏ là giá nhiêu vậy? Bộ lá nè. Đó, tôi đi tôi đinh đó. Dạ vậy màu đen được màu đen này đen đỏ này đúng không? Giống như con của chị nhỏ. Đen đỏ này đúng không chị? Đúng thì ok giùm em nha. Của ông rồng mới giờ biết vậy nữa. Đây. Đen đỏ này đúng không chị anh ơi? Cái này là 204 nha, còn cái đầm đỏ là giá bao nhiêu vậy? Đầm đỏ là giá bao nhiêu vậy chị? Để em bỏ vô luôn. Lên đầm 99. Hết đầm 99 rồi. Hết đầm 99 rồi chị. Đầm đỏ là phải đầm đen đỏ nữa không? À cái đầm đỏ này nè. Đó nè. Đó, chị Quách Ngọc Anh ơi, có phải là đầm đen đỏ này không? Với là một cái đầm đỏ nữa. Đầm hoa văn. Đây. Đen đỏ này đúng không? Đầm đỏ này. Rồi là cái đầm đỏ này nữa nè. Đen đỏ với đỏ đó. Đỏ hoa văn. Phải cái đỏ này không chị? Cái đỏ này đúng không? Này cá tim gì? Ờ đúng rồi, dần dần cái nó chớp nãy giờ. Rồi đây nè, đỏ này đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, ok, em tắt like luôn nha. Là hai cái đúng không? Đỏ này, đây coi cho kỹ nè, trời ơi là trời. Đây, đầm đỏ nha, đầm dạ, đỏ. Dạ, cái hoa da nó màu gì vậy? Là cái hoa da này nè, cái hoa da vết đó. À, đây không? Rồi. Rồi, đen đỏ, rồi hai của chị Ngọc, cái đâu? Quách Ngọc Anh đâu rồi? Còn mày cầm bực một cái hai bộ vô, hai cái đầm cho chị dồn đơn đi luôn. Hoa da da Nguyễn Giang. Len caro 2.7 trắng. Caro 2.7 trắng hả? Mẹ ơi thun lưới caro 2.7 trắng còn không? Thun lưới 2.7 hàng ống nhỏ. Có mẹ táo, cái mẹ táo. Caro 2.7 còn không? Chị Trúc Mai chị coi kìa. Caro trong cái xếp á. Cái hàng mấy chị khác quá. Mới caro đâu? Không có 4 năm đó cũng xếp có một con không được. Chị Thanh Văn ơi, còn như thun lưới là chị lấy hết rồi đó chị. Thun lưới nó về mẫu mới đâu, về mẫu mới là em like rồi nha. Thun lưới là còn như đó chị lấy hết rồi đó. Vậy đâu còn nào đâu. Bò chấm chấm chung có gì nhỏ. Bò lạ là bò xíu điện đơn đi ấy sao. Mấy cái bò lạ nè. Bye bye mấy chị nha, hẹn mấy chị ngày khác nha. Đơn nhiều quá rồi. Sao phải đập đụng màu. Hẹn mấy chị ngày khác nha mấy chị nha. Mấy chị Trang chỉ like, tại vì em có đưa thôi à. Đã sao được lại. Ok, nương mai.